Trang rễ kỳ quái, Giang Hải. Chương 111, có ẩn tình. Giang Hải nét mặt nghiêm túc, nhìn về phía bầu trời đêm như mực. Anh cũng không phải lần đầu tiên đến núi Lam Lam, nhưng lần này lại khác, Giang Hải có cảm giác anh và cái đỉnh kia đó có chút liên hệ kỳ diệu. Chính xác hơn là cái thỉa đá trên người Giang Hải. Thời khắc bước vào núi Lam Lam, Giang Hải đã cảm nhận được điều này. Ngôi sao Quang Luân và thỉa đá đều là đồ của núi Lam Lam. Còn về công dụng, Giang Hải không biết được. Giang Hải rất muốn biết, Giang gia ở thành phố Giang Tư và núi Lam Lam rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tại sao ngôi sao Quang Luân xuất hiện tại Giang gia ở thành phố Giang Tư? Năm đó, Giang gia bị diệt, lại có câu chuyện gì? Mặc dù ngôi sao Quang Luân là thánh vật của Tạ gia, nhưng Giang Hải trong lòng đầy nghi vấn, hiển nhiên không tùy tiện giao nó cho Tạ gia. Mấy chục năm trước, đế vương đời trước lấy được ngôi sao Quang Luân, tại sao thả rằng đưa cho Diệp Liên Hách cũng không trao trả cho tạ ra. Đây cũng là một nghi vấn. Ngày hôm sau, Giang Hải chuẩn bị sẵn sàng hành lý tiến vào núi. Đi qua rừng cây, vượt qua một hẻm núi. Audio điện tử võ tấn bền. Mỗi lần đi trên con đường này, Giang Hải đều không nhịn được mạo oán thầm. Tổ tiên của đế vương thật không biết có chúng ta không, lại để đất kế thừa ở nơi héo lánh ít người đặt chân đến này không xa phía trước có một khe núi chính là đích đến của giang hải ngồi xuống bên gốc cây ăn mấy miếng lương khô giang hải nhíu mày một cái tai dựng lên không xa bên cạnh lại có tiếng người nhưng mà núi lam lam là vùng cấm địa thần bí nhất ở phương đông đối với bên ngoài thì nói là khu vực bảo vệ không có cho phép vào là ai cũng không thể vào giang hải lặng lẽ đi qua muốn xem là ai lại có dũng khí lớn vậy, lại có thể tránh được rất nhiều tai mắt của cung kim ô đi vào tới đây. Bên trong một rãnh đá, một người da đen hai người da trắng, người ngồi người nằm. Trong đó một người da trắng mặt tím đen, nằm ở đó hôn mê bất tỉnh. Còn hai người khác thì thở hổn hển bên cạnh họ có một con rắn to bằng cách tay bị chặt thành mấy đoạn. Giang Hải dựa vào một cái cây, châm một điếu thuốc. Cho đến khi khói thuốc bay qua đó, người da đen kia mới thấy Giang Hải trên sườn dốc nhỏ. Người da đen giật mình kêu một tiếng. Lập tức người da trắng kia cảnh giác chìm chầm chầm vào Giang Hải. Anh là ai? Người da trắng hỏi. Khóe miệng của Giang Hải nở nụ cười thản nhiên, nhìn chầm chầm vào người bị thương kia. Tôi là người hái thuốc, bạn của anh sợ là không sống qua ngày mai đâu. Ngoặc kép. Loại rắn đốm hoa này vô cùng độc, bị con rắn lớn như vậy cắn, đáng nhẽ phải chết ngay lập tức mới đúng vậy mà bây giờ người da trắng kia mặc dù còn thở dốc nhưng cũng thở ra nhiều hít vào ít cái chết chỉ là vấn đề thời gian thôi có thể cứu bạn của tôi không người da trắng ánh mắt nhấp nháy lộ ra tính toán giang hải nhảy từ trên sườn nhỏ xuống nghiêm túc xem sắc mặt của người da trắng giờ khắc này đã cắn chặt răng cả người có chút sưng phù lên độc đã lan rộng muốn cứu sống còn khó hơn lên trời có điều Giang Hải lại có cách bảo vệ mạng sống của anh ta. Vấn đề là, tại sao Giang Hải lại phải cứu anh ta? Sơ cằm, Giang Hải, vào lúc này nên cho ăn một ít hương liệu mới được. Ngoặc kép, hương liệu gì, anh nói đi. Người da đen tiến lên trước, mặt nghiêm túc lắng nghe. Giang Hải nói, hoa tiêu, đại hồi, tiêu vừng, hành gừng tỏi, nếu như có thể có bạch chỉ, nhục đậu khấu, thìa là, thì càng tốt. Ngoặc kép, lời nói của giang hải làm cho ba người kia sững sờ người da đen gãi phía sau đầu không hiểu những đồ đó là thứ gì người da trắng kia nhìn là biết thông hiểu phương đông nghĩ một hồi sắc mặt trầm xuống đó không phải là đồ người phương đông dùng để nấu ăn sao người da trắng lãnh đạm nói những cái đó là thuốc sao ai bảo không phải là thuốc giang hải bĩu môi ở phương đông không có đồ gì không phải là thuốc chỉ cần đúng chứng bệnh đều được ngoặc kép người da trắng nhìn sang với người da đen rồi hỏi anh ta có thể kiên trì bao lâu nhiều nhất ba tiếng giang hải lật mí mắt người da trắng kia lên xem anh ta đã hôn mê sâu bây giờ có sẻ anh ta thành tám miếng cũng không tỉnh lại được người da đen đứng dậy rời đi thân hình to lớn uyển chuyển như vượn lớn nhanh nhẹn khác thường giang hải nheo mắt ba người này không phải là người tốt lành gì nhìn về hướng khe núi chẳng lẽ họ đến đây vì cái đỉnh? Anh có thể cứu sống anh ta không? Người da trắng phá vỡ im lặng. Giang Hải gật đầu. Người da trắng mừng rỡ, cười nói, trừ số thuốc đó ra, còn cần chuẩn bị cái gì? Giang Hải nhăn mày, chậm rãi hút thuốc, cái này còn xem các anh huyền nẩn bị bao nhiêu tiền. Ngoặc kép, người bạn phương đông, anh muốn bao nhiêu tiền? Người da trắng nói. Giang Hải do dự chốt lát, dập tắt màu thuốc lá, nếu như nhiều tiền, thì kiếm kim ti nam một loại gỗ quý đặc trưng ở phương đông cái thứ đó chôn ở dưới đất trên nghìn năm cũng không mục, từng được chuyên dùng để an táng đế vương đó. Ngoặc kép, nếu như không có nhiều tiền vậy, bằng đá, bằng sắt không thì thép gì cũng được. Ngoặc kép, khuôn mặt Giang Hải mỉm cười ôn hòa, tỏ ra thật thà chất phác. Nhìn về chỗ quần áo bị rách của người da trắng kia, trên cổ anh ta đeo một mặt dây chuyền. Đồng tử Giang Hải co lại, áp chế sát khí trong lòng trang sức của người da trắng đang đeo là hexagram có dạng ngôi sao sáu cạnh do hai tam giác chống ngược lên nhau. Trong Ấn Độ giáo, hexagram là thánh vật, được kế thừa từ một phái Uradia thành phần chỉ gồm phụ nữ. Bọn họ tôn sùng kỹ nữ, tin rằng thông qua nam nữ kết hợp, nhận được chất dịch của đối phương, phụ nữ có thể dự trữ chất dịch đả thông mỗi bánh xe trung tâm, lấp năng lượng do hệ thống thần kinh trung ương phát ra tại cột sống cuối cùng chuyển lên đầu, tách nở ra hoa trí tuệ thần linh. Có điều, phái Uradia toàn phụ nữ. Nhưng người da trắng trước mặt lại là đàn ông. Nói như vậy, người da trắng này là người do Thái. Hexagram cũng là lá chắn của David, còn xưng là dấu ấn của Solomon, dùng để triệu hồi ác ma. Nhưng ít có người biết phái Uradia thuộc Ấn Độ giáo luôn bị người Do Thái lừa dối. Ác ma của người Do Thái mà bọn họ lại cho là thần. Với lại bọn họ đối với loại lừa dối tôn giáo này luôn tin tưởng không nghi ngờ. Ở thời đại nào đó, phái Uradia chính là công cụ giúp vui cho người Do Thái, còn bọn họ lấy đó làm quang vinh. Nói chuyện tán dóc câu có câu không, Giang Hải không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa, vì bất luận anh khơi chuyện như thế nào, người đàn ông da trắng trước mắt vẫn không tiết lộ một chút thông tin nào. Người Do Thái tại sao lại xuất hiện của nơi này? Đi du lịch, ai mà tin được? Dập tắt màu thuốc lá thứ hai, người da đen kia vậy mà trở về rồi. Giang Hải cực kỳ ngạc nhiên, nhanh như thế sao xem ra không chỉ có ba người này vào sâu trong rừng xung quanh còn có không ít người nữa người da đen đã mang tất cả các đồ mà giang hải nói về đầy một túi lớn ném xuống đất sắc mặt lạnh lùng dùng thế nào giang hải quả thật có chút không nhịn được cười nói ngâm trong nước rồi cho anh ta uống ngoặc kép người da trắng này nói kim ti nam dùng để làm gì giang hải chớp chớp mắt cái đó không vội không phải anh ta vẫn còn sống sao? Nhìn nát tất cả các gia vị, rồi dùng nồi cồn đun nước. Nhìn chất lỏng trong nồi tỏa hương thơm ngát, cái này mà bỏ thêm vào một con cá thì thơm nước mũi. Người da trắng bị rắn cắn nằm thẳng đờ, trong miệng cắm ống dẫn, bụng dưới phình lên vì đã bị rót không ít nước gia vị. Người da trắng hỏi, sao vẫn chưa tỉnh? Tôi có nói anh ta sẽ tỉnh sao? Giang Hải rất hờ hững lại rút ra một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, anh không phải đã nói có thể cứu anh ta sao? Người da trắng nhận ra có gì đó không đúng, cùng với người da đen đứng dậy, tay duỗi ra sau lưng. Giang Hải thở ơ, cho dù trong tay hai người có vũ khí thì sao chứ? Nếu như có tiếng súng, người tạ ra sẽ nhận ra. Mấy người này, tuyệt đối không ra khỏi núi Lam Lam được. Giang Hải gạt gạt tàn thuốc, tôi không nói có thể cứu anh ta, tôi cũng không nói anh ta có thể tỉnh. Ngoặc kép, nhưng cái này đều là anh nói. Ngoặc kép, những đồ này không phải đều chuẩn bị dựa theo anh nói sao. Người da trắng sát khí bừng bừng, anh ta hoàn toàn không còn nhẫn nại nữa. Giang Hải nói, vậy thì sao? Người da đen kiểm tra người da trắng chúng độc lại lần nữa, rút ra một con dao găm, trầm rãi dồn ép gần về phía Giang Hải. Những đồ này rốt cuộc có tác dụng gì? Giang Hải nhún vai, hầm nhiều gia vị như thế, lúc hỏa táng sẽ thơm hơn ngoặc kép một đen một trắng hai người suýt nữa thì phun máu lăn lộn nửa ngày giang hải đây là đang chơi họ còn kim ti nam đế vương phương đông dùng há không phải là quan tài sao giang hải nói người đã như thế rồi hãy chuẩn bị một tang lễ trang trọng có cần tôi giúp giới thiệu đội kèn trống không giang hải vừa dứt lời người da đen đã nhào lên trước nhưng giang hải không lấy cứng trọi cứng cùng anh ta lách mình một cái nhảy đến lên trên vách đá thu lại nụ cười các người muốn anh ta sống cũng không phải không được nhưng tôi muốn biết các người sẽ dùng cái gì để trao đổi ngoặc kép lúc cùng với người da trắng đó nói chuyện vô nghĩa giang hải đã nghĩ rõ ràng rồi ba người này thân phận không đơn giản dù có chết cũng không thể để họ chết ở núi lam lam vùng đất ở núi lam lam rất mẫn cảm nếu như để người khác biết liếm sơn đỉnh ở nơi này núi Lam Lam sẽ không có ngày an định. Đó là thần khí ngưng tụ vận may cho phương Đông. Ngoài trừ mấy người đế vương, gia trưởng tạ gia, còn có hoàng tộc dòng chính biết về liếm sơn đỉnh, có dù địa vị có cao đi nữa cũng không biết liếm sơn đỉnh đối với đông phương có ý nghĩ vô cùng quan trọng. Huống chi những dị tộc này, có dù có ý điều tra, cũng chẳng qua tìm được nguồn gốc của đế vương, cha đến cung kim ô. Như bây giờ đã bảo vệ vừa không coi giữ chặt chẽ, chính là để người khác không chú ý đến nơi này. Thật sự có thể cứu anh ta, người da trắng không do dự rút ra một chiếc súng lục. Giang Hải cười, lúc nãy không thể, bây giờ có thể. Ngoặc kép, tôi cần tiền, cần ngay bây giờ, các người có thể đưa được bao nhiêu? Anh muốn bao nhiêu, người da trắng lạnh giọng hỏi. Xem ra người da trắng đang nằm trên đất rất quan trọng đối với họ. Đáng tiếc Giang Hải cần giả trang thành một người dân địa phương chưa thấy qua việc đời, ba người họ phải rời khỏi nơi này vĩnh viễn không cần trở lại mới tốt. Một trăm triệu, Giang Hải cố làm đôi mắt phát sáng, cắn răng lớn miếng nói. Được, chỉ cần làm anh ta tỉnh lại, tiền không thành vấn đề. Người da đen nói gấp. Sảng khoái thế, Giang Hải làm bộ như đang hối hận. Đưa tiền trước, Giang Hải không động đậy. Anh làm sao có thể bảo đảm thuốc của anh có thể cứu mạng anh ta? Giang Hải nói, anh bây giờ chỉ có thể tin tôi, không lẽ còn có chọn lựa khác. Người cứu không sống, các anh có thể tìm tôi đòi lại. Ngoặc kép, do dự phút chốc, người da trắng cuối cùng cũng đồng ý. Đưa tài khoản cho đối phương, tiền gần như lập tức đến tài khoản. Chuẩn bị một bình nước. Giang Hải ra lệnh, anh ném một viên thuốc vào trong nước, rất nhanh nó đã tan ra. Cho anh ta uống đi. Giang Hải đặt bình nước lên trà cây, cảnh giác nhìn đồ trên tay của người da trắng, tôi đi rồi, các người mới được đến lấy. Ngoặc kép, người da trắng do dự, anh ta không muốn Giang Hải còn sống mà rời khỏi. Nếu như bị vẩy ra một ít, tôi không thể bảo đảm người có thể cứu sống. Giang Hải trầm rãi lui về phía sau, nhảy nhẹ nhàng một cái, lách mình mấy cái đã biến mấy không thấy đâu. Người da trắng rất muốn bắn, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống lấy bình nước đó lên bắt đầu rót thuốc cho người kia người da đen nói ông chủ nên bắt anh ta lại ngoặc kép người da trắng lắc đầu anh ta là người của đế vương đừng làm cho chúng ta rước thêm phiền phức ngoặc kép sao ông chủ biết được người da đen lộ mặt sợ hãi dị tộc không được tùy ý bước vào phương đông vì thế giới này có một nhân vật giống thần chỉ vì anh ta có thể xuất hiện tại nơi này người da trắng sắc mặt cực kỳ khó coi trước khi đến đã điều tra qua, tạ ra không hề có người tên Giang Hải này. chương 112, Harai. Giang Hải luôn ở trong chỗ tối theo dõi. rót thuốc xong không bao lâu, người da trắng kia quả nhiên khôi phục một ít ý thức. Người da trắng nửa sống nửa chết trong miệng thổi ra khí lạnh, mặc dù sắc mặt có một chút huyết sắc, nhưng vẫn khó coi gần chết. Qua nửa ngày, người da trắng đó đã khỏe lên rất nhiều. Một đen một trắng, hai người lúc này mới có người rời khỏi đi ra ngoài mấy cây số thì có người tiếp ứng rồi lại qua một ngọn đồi ở phía bên kia của sườn núi rất nhanh truyền lại tiếng ồn lớn một chiếc trực thăng cỡ nhỏ nhanh chóng bay xa giang hải trầm tư rất lâu rồi mới rời khỏi sâu trong hẻm núi một hàng bia đá đứng sừng sững mỗi tấm bia đá chỉ có hai chữ đế vương cái tên đế vương canh giữ phương đông không ghi danh tiếng đảm nhiệm với tư cách là đế vương, thậm chí sẽ không lưu lại tên tuổi, cũng không cần người đời sau tưởng nhớ. Giống như Giang Hải đã nói, tự có ông trời chứng giám. Đế vương chỉ cần xứng đáng với trái tim của bản thân. Xoay người nhìn về phía vách núi, trong đó có một hang động ẩn, liễm sơn đỉnh đang ở trong đó. Liễm sơn đỉnh nặng như bàn thạch không ai biết làm sao mà lại vận chuyển lên đây được, đỉnh này thậm chí còn lớn hơn miệng hang vài phần. Dù mí mắt xuống, Giang Hải lấy ngôi sao quang luân ra, cả thìa đá nữa. Ba thứ đồ này và đỉnh có liên hệ kỳ diệu với nhau, thuận theo khoảng cách tiếp cận mà ngày càng mãnh liệt, hình như đang thôi thúc Giang Hải đứng đến phía trước đỉnh. Nơi đặt định là cấm địa của tạ gia, nhưng lúc này Giang Hải không chú ý nhiều đến vậy. Giang Hải chạy mấy bước lấy đà rồi phi lên, trong nháy mắt đã trèo lên hơn 10 mét. Vách núi thẳng và dốc, không có nơi đặt chân, chỉ có một ít khe đá thừa thớt trước mắt mới có thể đặt một ngón tay vào. Nhưng đối với Giang Hải mà nói tiếp tục trèo lên không phải là việc khó. Móc tay vào khe đá, dồn sức vào cánh tay cong lên, vặn eo một cái, cả người giống như bị bật ra. Tiếp đó, lại lần nữa móc vào khe đá. Ở trong hẻm núi luôn luôn có gió mạnh, Giang Hải giống như đong đưa trong gió vậy. Chỉ một chút không thận trọng thì sẽ thịt nát xương tan. Thở chậm lại, Giang Hải tiếp tục tiến về phía trước. Trong lòng dần dần xuất hiện một khát vọng, ba thứ đồ vật này như đang nôn nóng để được gặp nhau. Với khả năng của Giang Hải nếu như bị người yêu thích leo núi nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Có dù là người học võ cũng không làm được. Càng lên phía trên, gió cũng dần dần mạnh hơn, mỗi một lần bay lên đều phải suy xét sự ảnh hưởng của gió. Nhưng cái này không hề ảnh hưởng đến tốc độ của Giang Hải, mỗi một lần ngừng lại cũng chỉ có một giây. Giang Hải đã trèo suốt lên trên gần 200 mét, quay người nhìn xuống rừng rậm giống như rêu bên cạnh mương. Cuối cùng Giang Hải vươn mình chui vào hang đá, ngồi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Liếm Sơn đỉnh được cất giấu trong bóng tối, nhưng khi Giang Hải xoay người tiến vào, nó lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Liếm Sơn đỉnh đang ở trên bệ đá, vô cùng dày và nặng, khí thế hùng vĩ. Chậm rãi đi đến gần, Giang Hải lấy ngôi sao quang luân ra, ngôi sao quang luân nằm trong bàn tay hóa thành ánh sáng lấp lánh rồi chậm rãi phiêu tán một luồng nhiệt chui vào trong cơ thể giang hải chảy chậm rãi các bộ phận của cơ thể vô cùng thoải mái thìa đá lơ lửng trên không trung xuất hiện đồ án khó hiểu ở bên dưới chuyển động chậm rãi thấy được vô số địa hình sông và núi muông thú lần lượt xuất hiện luồng nhiệt tập trung đến ngực của giang hải vặn thành một khối tròn giang hải thở dốc khuôn mặt méo mó trên dưới toàn thân gân xanh đều nổi lên ở ngoài núi Lam Lam, tạ hương Lam đỡ ông cụ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn hướng về đỉnh núi Lam Lam. Từ hôm nay trở đi, cung kim ô không còn nữa. Ông cụ giọng nói nặng nề, nhưng lại như chút được gánh nặng. Nơi này cũng không còn là nơi cực kỳ nguy hiểm nữa. Ngoặc kép, trải qua mấy nghìn năm, sứ mệnh của tạ ra cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ngoặc kép, xoay người nhìn về tạ hương Lam, con đường sau này chỉ có bản thân cháu mới nắm vững được ngoặc kép. Sắc mặt tả hương lam nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Giang Hải đối với cô ấy đã có ý nghĩa mới. Quan hệ của hai người cũng nên định nghĩa lại lần nữa. Một ngày sau, Giang Hải mới từ trong núi sâu trở về, trên ngực nhuộm đầy máu. Ngày đó, Giang Hải ói ra một ngụm máu, rồi bất tỉnh nhân sự. Sau đó xảy ra cái gì thì anh hoàn toàn không có ấn tượng. Khi tỉnh lại liếm sơn đỉnh không biết đã đi đâu, ngôi sao quang luân thìa đá càng không biết tung tích còn về luồng nhiệt chui vào cơ thể kia cũng tiêu tan không dấu vết xoa xoa đầu nửa ngày không thể nhớ lại được gì tìm một vòng không hề có phát hiện gì sắc mặt giang hải biến đổi thầm nghĩ không ổn rồi nếu như để tạ ra biết liễm sơn đỉnh mất rồi còn không liều mạnh với mình lập tức mò trở về trốn vào trong phòng dọn dẹp sạch sẽ may mà không có người phát hiện thục nhi đâu ạ à? Giang Hải đến chào ông cụ. Ông cụ nói, Thục Nhi có chuyện phải ra ngoài rồi. Ngoặc kép, thái độ lãnh đạm, Giang Hải khẽ nhíu mày. Nhà học phòng có phải đã biết cái gì không? Nhưng ông cụ không hỏi, Giang Hải chỉ có thể giả vờ chấn tính. Đã không thể thực hiện hôn ước, Giang Hải từ biệt rời khỏi. Nếu như không cần thiết, Giang Hải tính cả đời cũng không trở lại nữa. Liễm Sơn đỉnh mất khi nào, Diêm Vương đến rồi cũng phải cắn răng nói không biết ông cụ cũng không giữ anh lại thậm chí không nói lời từ biệt giang hải không hay biết rằng hành vi trong vô ý của anh đã giải trừ lời nguyền của tạ gia từ đây tạ gia không cần bảo vệ cung kim ô thục nhi cũng không còn là thánh nữ gì đó nữa cũng không cần thành thân cùng với giang hải nữa nghĩ đến mấy người do thái kia giang hải lập tức ra lệnh cho thất hồn sắp xếp người chú ý đến họ qua nửa ngày thất hồn truyền tin tới người da trắng bị rắn độc cắn bị thương kia đã chuyển nguy thành an, chẳng qua cần một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục sức khỏe. Điều ngạc nhiên là mấy người do thái kia lại đang thu mua số lượng lớn gia vị. Giang Hải sững sờ một lát, sau đó suýt tí nữa bật cười, không phải thật sự muốn mùi lúc hỏa táng càng thơm hơn đấy chứ. Đi đến thành phố Sơn Lập, Giang Hải lại lần nữa gặp lại người da trắng kia. Người da trắng tự xưng là Harai, đi đến núi Lam Lam là vì đang tìm thần tích phương Đông. Harai cũng không giấu giếm nữa, đối mặt với Giang Hải mỉm cười nói thẳng thắn. Thần tích phương đông, Sơn Cốc bình thường làm sao có thần tích gì? Giang Hải cười diễu. Anh vừa nói xong, mặc kệ Harai kinh ngạc đờ đẫn đứng đó. Giang Hải lên xe rồi đi. Ngỡ ngàng ngồi xuống, Harai bình tĩnh lại, lập tức gọi điện thoại xin chỉ thị. Đầu điện thoại bên kia là một giọng nói cực kỳ già nua. Nhận được điện thoại, giọng nói xúc động run rẩy nhưng sau đó truyền lại gầm lên giận dữ. Giang Hải lái xe rời đi, cùng lúc liên lạc với túy quỷ. chương 113, quá độ ăn chơi. Trên đường quay về thành phố Giang Tư, Giang Hải lại nhận được một tin khủng khiếp. Núi Lam Lam đang xảy ra đám cháy lớn, vài tấm hình được gửi vào điện thoại của anh, lửa lớn ngút trời, bùng lên dữ dội từ những khe núi. Giang Hải gọi ngay cho tà Hương Lam, vụ núi Lam Lam bị cháy giang hải nghi ngờ việc này đều do harai sắp đặt dám quậy một trận rúng động như vậy ở phương đông giờ lo giữ cái mạng đi là vừa thiên hỏa tạ hương lam rất bình tĩnh đáp không thể nào giang hải cau mày sâu trong khe núi làm gì có mỏ nhiên liệu dễ cháy nào to như vậy nhìn ngọn lửa to như vậy hệt như là núi lửa phun trào tạ hương lam nói nhà em sẽ xử lý hết không sao đâu nói xong tạ hương lam cúp điện thoại Giang Hải lại càng cao mày nhăn nhó hơn nữa. Núi Lam Lam xảy ra đám cháy lớn như vậy, bất kể tại sao nó cháy. Tạ ra nhất định phải bảo vệ Liếm Sơn Đỉnh, nhưng mà sau vụ cháy này, Liếm Sơn Đỉnh chắc chắn sẽ không cánh mà bay. Hoặc là, ngọn lửa lớn này sẽ làm nóng chảy nham thạch, cửa sơn động bị lấp luôn cũng không chừng. Mặc kệ ra sao, Giang Hải đều phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng với tạ ra. Gia. Nhưng Giang Hải phải giải thích làm sao đây, khi mà giờ đây, cửa động lại còn mới toanh không hề hấn gì trong khi liễm sơn đỉnh lại không cánh mà bay. Tại Bạch Gia ở phía bắc, Bạch Hùng nằm ở trên giường, gương mặt xanh sao. Cạnh giường là một tờ giấy giám định ADN đã bị vò lại thành một cục. Trong phòng chấn nít người, tùy tiện gọi tên bất cứ một ai, người đó đều là những người có địa vị hết sức quan trọng ở Bạch Gia. Nhưng lúc này, mặt mày ai nấy đều xanh mét, bầu không khí áp lực, đến nỗi chỉ cần một chiếc kim nhỏ rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Giang Hải và Bạch Hiệu không hề có quan hệ huyết thống, đối với Bạch Hùng mà nói, chuyện này như xét đánh ngang tai. Những việc như thế này, bất kể là ai cũng muốn giám định cho ra chân tướng rõ ràng. Nhất là Bạch Hùng vì ông ta là người phải truyền vị trí gia chủ lại cho Bạch Hiệu. Điều trước tiên phải làm là giám định ADN. Và kết quả là, Bạch Hiệu và Bạch Hùng cũng chẳng có tí quan hệ huyết thống nào. Giận dữ tắt Bạch Hiệu một bà tai, hai mắt Bạch Hùng trợn trắng rồi ngất đi rõ ràng là bị cắm sừng, tự dưng mình lại đi nuôi con người khác hơn 20 năm, xém chút nữa còn dâng bạch ra cho nó. Việc này đối với bạch ra mà nói, đã không còn đơn giản là xét đánh ngang tay nữa. Việc này chắc chắn không giấu nổi, bạch ra ở phương Bắc, sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Ngoài cửa, Lan Nhã cắt mặt mày hằn học từ trên xe bước xuống, vẻ ung dung từ tốn sang trọng, ánh mắt sắc bén bà ta nghe nói con trai mình bị bạch hùng đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà cũng không cho nó mang họ bạch nữa làm vậy mà được sao khiến lan nhã cát đang làm việc cũng phải gấp gáp trở về những người gác cửa vừa thấy lan nhã cát đi từ xa nháo nhào trốn hết giả bộ không thấy gì y như chuột thấy mèo vậy thực ra trong lòng thì vui như mở hội bà già chết tiệt này trước đây hung hăng như vậy xem ra lần này có trò hay để xem rồi đây lan nhã cát ngẩng đầu thẳng lưng tiến vào nhà như một bà hoàng. Bạch Hùng, ông ra đây cho tôi. Tiến vào buồng trong, bà ta có hơi bất ngờ khi thấy phòng trật nít người, hơn nữa những người này, người nào người nấy đều nhìn bà ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhìn thấy Bạch Hùng nằm trên giường bệnh, Lan nhã cắt mắt láo liên, thiên khai, ông làm sao thế này? Có mời bác sĩ đến khám chưa? Nếu là lúc trước, thì họ được khen là vợ chồng tình thâm. Nhưng bây giờ, rõ ràng là mèo khóc chuột giả từ bi cái sừng trên đầu Bạch Hùng có gỡ cũng không ra nổi. Cả Bạch ra, ai nấy cũng đều cảm thấy trên đầu mình bị nhú lên một cặp sừng dài vô tận. Bạch Lý Hưng đứng trước giường, cản trước mặt lan nhã cát, sắc mặt hầm hầm đáng sợ. Chị dâu, chúng tôi đang bàn chút chuyện, đúng lúc chị lại đến. Lan nhã cát nói, sức khỏe thiên khai không tốt lắm, các chú tốt nhất nên tìm chỗ khác mà bàn. Còn tôi không có ý kiến gì cả, Bạch Lý Hưng mặt hầm hầm, "Tôi không phải muốn chị phát biểu ý kiến, mà là cho chị nghe quyết định của chúng tôi." Lan Nhã cắt nghe thấy có gì đó không đúng, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Bạch Lý Hưng, chú nói vậy là có ý gì?" "Dù gì đi nữa tôi cũng là vợ của Bạch Hùng, cũng là một nửa chủ nhân của Bạch gia." "Chủ nhân?" Người nào đó lạnh lùng nói, "Chị xứng sao?" "Nhìn xem, xem trên tờ giấy kia đã ghi cái gì." Bạch Lý Hưng hất mặt về phía tờ giấy bạch hiệu cút khỏi nhà là kết cục đã định xử lý lan nhã cắt như thế nào mới là vấn đề khó chị ta dù sao cũng là cô cả lan gia vẫn phải nghe thêm ý kiến của lan gia nếu bạch gia trở mặt với lan gia cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương bây giờ gạo đã nấu thành cơm thứ mà bạch gia muốn chính là giảm bớt tổn thất về phần ân oán thời gian còn dài giang hải không lường trước được những chuyện dơ bẩn này của bạch gia đúng là chó ngáp phải ruồi trở về thành phố giang tư cố uyển như không có ở phòng làm việc phải hỏi mới biết thì ra cô đã bị lan kiều kéo đi dạo phố trung tâm thương mại là sản nghiệp của gia đình niềm đam mê mua sắm của các cô gái chắc chắn khiến bọn đàn ông phải hoảng sợ lúc này cố uyển như và lan kiều đang ở trong một cửa tiệm bán đồ lót so với cố uyển như hai cô gái đang chọn lấy vài bộ cho mình cố uyển như cúi đầu nhìn chăm chú thân hình của mình thở dài sai ngực của cô chỉ nhỏ hơn lan kiều một sai sao thoạt nhìn bên ngoài lại kém nhiều như vậy giang hải cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thế nên tới thẳng trung tâm thương mại thôi vừa vào cửa một bảo vệ vội chạy theo đến trước mặt anh hăng hái cúi chào chào anh giang giang hải sững sờ tên nịnh hót này có cần phải vậy không anh gật đầu có nhìn thấy cố tổng không bảo vệ cầm lấy bộ đàm rồi oang oang tìm người giang hải vội ngăn lại đừng lớn tiếng cứ làm việc của anh đi. Mặc dù là sản nghiệp của nhà mình thật, cũng không làm ảnh hưởng đến niềm vui mua sắm của các cô gái. Nhưng nếu như mình vừa vào cửa đã bị người ta nhận ra, thế nào dọc đường ai cũng tấp vào chào một tiếng cố tổng. Thế thì lại thành ra tự vào tủ quần áo của nhà mình mà chọn quần áo mất rồi. Cố huyền như cũng mất cả hứng. Lầu một toàn trưng bày những mặt hàng xa xỉ, Giang Hải dạo qua một vòng. Vừa muốn trên lầu hai, anh bỗng dưng cau mày, Ánh mắt trở nên sắc bén. Giang Hải cười lạnh lùng, ăn chơi quá cũng là cái tội. Ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại, màu xe của Lan Kiều đúng thật là quá nổi. Nữ gia cát lượng nổi danh thành phố Giang Tư này đi đâu cũng khiến người khác chú ý. Còn xe của anh cũng là chiếc xe tốt nhất thành phố Giang Tư. Đậu giữa một loạt xe gia đình bình thường, xe anh có hơi sang một tí. Cạnh xe của Lan Kiều là một người phụ nữ, tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng Giang Hải nhìn sơ thôi cũng nhận ra là ai. Người phụ nữ bị một tên đàn ông cao to lực lưỡng ôm lấy, một tay còn đặt trên đèn pha xe, tư thế vặn vẹo khó coi. Anh Huyền, chỉ cần anh làm người phụ nữ kia tàn phế, thì ngoài cái giá tốt mà hai ta đã bàn, tôi sẽ đi chơi với anh lần nữa. Một lần chắc là chưa đủ, gã họ chu cười dâm đắng, hất hàm về phía cách đó không xa. Hơn 10 chiếc xe gắn máy đang đậu ở khúc cua, mỗi chiếc là hai người ngồi trên xe, thoáng thấy cô gái nhìn sang, họ liền giơ ngón giữa ra, kế tiếp là một chàng cười phóng đãng không kiêng nể gì cả, có người còn huyết sáo. Tất nhiên, không cần cô gái đồng ý, gã họ chu cũng quyết định hộ cô ta rồi. Gã ta nói, đám anh em này của tôi, cũng muốn ăn sang một bữa. Vụ này, người của anh cũng đông quá rồi. Em đâu phải là loại đàn bà tùy tiện, tiếng cô gái óng nghẹo Anh Huyền nắm lấy cái cầm của cô gái, hất lên, cười lạnh lùng vậy cô là loại đàn bà nào không đồng ý cũng được giá tiền lên gấp đôi đừng đừng cô gái dịu dàng nói em đồng ý rồi đó được chưa nhưng mà nhưng cái đầu mày đánh rắm cũng phải có mùi anh huyền cười lạnh có cái gì thì nói nhanh lên cô gái nói anh kêu em làm gì thì tôi làm cái đó anh muốn em xoay tư thế nào em cũng nghe theo nhưng mà anh phải giúp em xử lý thêm một tên đàn ông nữa anh ta ở rể cho nhà cô ta. Anh Huyền hút một điếu thuốc, cô gái biết ý, châm lửa cho anh ta. Anh Huyền nói, một tên ở rể sao? Dễ thôi, đánh gãy hai chân của nó, được chưa? Nhưng mà, tôi cũng có điều kiện. Hầu hạ cho tôi 10 lần. 10 lần thì 10 lần, chỉ cần đánh bọn họ tàn phế, 100 lần cũng được. Cô gái ôm anh Huyền rồi hôn một cái. Anh Huyền cũng không hề ngu ngốc bàn tay anh ta nhanh nhỏ chấp lấy thời cơ từ cổ áo luồn sâu vào bên trong, thích nhất là bộ dạng hư hỏng này của cô. Cô gái này không phải ai khác chính là thiền lý bị đánh gãy mũi ngày nào. Phẫu thuật thẩm mỹ lại một cái mũi nhân tạo mới, lòng đầy hận thù, ngay lập tức lập mưu trả thù cố huyền như. Những tên lưu manh lái mô tô kia, chừng 30 người. Bộ vầy là muốn thiền lý một trọi 10 sao. Thiền lý sở dĩ đồng ý, lại còn nói, muốn tư thế nào cũng được, đó là bởi vì, bản thân cô ta có nhu cầu. Loại đàn bà hư đốn đến tận xương tủy như cô ta, không thể thiếu hơi đàn ông dù chỉ một ngày. Toàn thân anh huyền đề là cơ bắp, dáng vẻ cũng không đến nỗi tệ, mấu chốt là thiển lý ăn quen mùi, đã biết mùi vị của anh huyền là thế nào rồi. Đúng hai tiếng đồng hồ, thiển lý cũng thỏa mãn đã đời rồi. Có lên giường với cô ta được hay không, quan trọng vẫn phải coi là người nào trong trung tâm thương mai, Giang Hải tìm thấy hai người cố huyển như, lúc này, họ đang xem đồ dành cho Nam. Ngoại trừ hai người cố huyển như, điều khá bất ngờ chính là Lan Gia Thác cũng có mặt ở đây. Lan Gia Thác gặp Lan Kiều một cách trùng hợp, mặt dày sắp tới gần Lan Kiều xin tiền tiêu vặt. Lan Thương đứng ngoài cuộc, bây giờ Lan Gia là do Lan Kiều làm chủ. Lan Gia Thác phung tiền vào chơi nét chơi gái không ít, mỗi lần hết tiền sẽ tìm Lan Kiều xòe tay xin tiền cố uyển như và lan kiều đi mua sắm tất cả những thứ mua được đều để cho lan ra thác sách lan ra thác cũng không dám rên một tiếng lén liếc nhìn cố uyển như vẻ háo sắc biến thái thể hiện ra mặt lan kiều chừng mắt liếc anh ta một cái em trai mình đang nghĩ gì trong bụng cô ta biết rõ nhất thấy giang hải đến lan ra thác cứ như chuột gặp mèo sợ rụt cổ khúm núm lại gần nhút nhát gọi anh rể giang hải nhíu mày nhưng không lên tiếng Cố huyền như quay đầu lại nhìn. Lan Kiều nói, nói nhảm gì vậy? Em gọi ai là anh rể? Lan ra thác nào dám giải thích, các vị đại thần này, ai cũng không thể trêu được. Nói cái gì anh ta đều nghe theo răm rắp. Cố huyền như mất hứng, kéo Giang Hải đi ra ngoài. Lan Kiều lạnh lùng nói, mày tiêu bao nhiêu tiền chị không quan tâm, sau này ở ngoài đường, đừng xuất hiện trước mặt chị nữa. Lan ra thác vội vàng gật đầu. Lan Kiều thở dài, bùn nhão không ngột nên hồ. So với Giang Hải, Lan Gia Thác chính là người vô dụng. Lan Gia sao lại có đứa con phá ra chi tử như thế? Nhìn theo bóng lưng Giang Hải rời đi, Lan Kiều thở dài. Nếu thật là anh rể của Mục Hoành, thì tốt quá rồi. Lan Kiều rất hối hận, lúc trước làm nhục Giang Hải như thế, triệt để làm nứt duyên phận của hai người. Năm đó Giang Hải bị người ta trà đạp, sống không hề có tí tôn nghiêm nào. Hôm nay, anh một bước lên trời, Lan gia đã không còn tư cách trèo cao nữa rồi. Cũng may mà chuyện Giang gia bị sụp đổ, đầu sỏ không phải Lan gia. Trận hỏa hoạn kia cũng chẳng dính dáng gì đến Lan gia. Nếu không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Cùng nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại, Giang Hải cười hí hửng, nắm chặt tay Cố Uyển Như. "Vợ yêu à, có thấy nhớ anh không?" "Em không nhớ anh tí nào ấy, hai ngày nay ngủ ngon giấc lắm luôn." Cố Uyển như hừ một tiếng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cố Uyển như biết rõ nhất mình ngủ có ngon hay không. Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn chân chân vào đống chăn nệm góc tường. Giang Hải đi cùng tạ Hương Lam, hay là họ đi kết hôn rồi, điều này làm cho cô chẳng thể nào ngủ được. Khi Lan Kiều hẹn cô dạo phố, phản ứng đầu tiên của Cố Uyển như là mình sẽ mua cho Giang Hải thêm mấy bộ quần áo. Suy nghĩ đầu tiên là mua cho anh, chứ không phải mua cho mình hai người đi ra khỏi cửa hàng, Thiền Lý vô tình nhìn qua thấy Cố Uyển Như. Anh Huyền, chính là bọn họ, Thiền Lý chỉ vào Giang Hải, cái tên đàn ông kia cũng ở đây. mười 114, thì ra là anh. Anh Huyền liếm môi, bàn tay đang mò mẫm trên người Thiền Lý bỗng dưng véo một phát thật đau. Thiền Lý bị đau, rên la một chập. Ngậm lấy điếu thuốc, hung hăng hút một hơi thuốc, xoay đầu nhả đầu thuốc lá ra, mặt lộ vẻ dữ tợn, dùng chân hung hăng rụi tắt tàn thuốc xa bên đường, huyết sáo ra hiệu cho những tên cưỡi mô tô kia, đưa ngón tay bị ổi ra hiệu cho bọn họ. Cầm lấy điện thoại cười lạnh lùng, lát nữa tất cả mọi người đều đi hết, tìm chỗ vắng người rồi mới ra tay. Ra khỏi trung tâm mua sắm, Giang Hải chỉ liếc nhìn về phía thiển lý có một lần. Cô gái này thành thật còn tốt, nếu còn hành động bất chính nào, Giang Hải cũng không tính buông tha cô lần nữa. Hai người Giang Hải lên xe, lái ra ngoại ô. Cố huyền như sửa sang lại quần áo vừa mua, lấy ra một bộ, xem kỹ xem có vừa giàng người Giang Hải không. Cũng không biết anh mặc có vừa không. Giang Hải cười, em mua mà còn sợ không vừa sao. Chắc là chỉ có đồ lót là phải đo lại xem là to hay nhỏ. Dạo này, Giang Hải nói chuyện bậy bà càng ngày càng rõ ra rồi. Đã ôm nhau ngủ chung giường rồi, còn bước tiếp theo thì chỉ là vấn đề thời gian. Cố huyền như hắng giọng một cái, mặt đỏ tới mang tai. Anh nói xàm nữa là em kệ anh luôn đó. Liền đó cô phát hiện có gì đó sai sai, anh lái đi đâu đấy. Đây không phải đường về nhà. Nhìn kính chiếu hậu, một đám xe gắn máy cứ như một đám ruồi vo ve bám theo đuôi. Giang Hải cười lạnh lùng, thật đúng là tự tìm chết. Nếu đã muốn cầu xin tôi hành hạ các người, Giang Hải không ngại giết gà dọa khỉ. Giang Hải nói, vợ yêu à, đến bờ biển hóng gió không? Em mệt rồi, hay là về nhà đi cố huyền như đi mua sắm cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi đi cả buổi trời cũng mệt mỏi rồi giang hải cũng không nhiều lời thấy mình cũng đã ra khỏi thành phố đạp phanh ngừng xe ven đường vợ à đợi anh giải quyết xíu phiền phức cái đã cố huyền như tưởng giang hải muốn đi hái hoa bên đường bèn đỏ mặt không nói gì chỉ xoay đầu qua hướng khác phía sau xe anh huyền chở tô đồng dùng tay ra hiệu định ra lệnh cho đám đàn em đằng sau vượt lên chặn đầu xe giang hải không ngờ, lúc này, Giang Hải lại chủ động dừng xe đậu ở ven đường. Tên nhóc này, thật là biết chọn chỗ tốt, anh Huyền hơi sừng sốt một chút, đảo mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh bèn nhe răng cười. Lập tức chỉ huy bọn tay sai phân bố bốn phía, bao vây cả người lẫn xe. Liếm chiếc môi khô khốc, anh ta nhìn xuyên qua cửa sổ xe để dò xét Cố Huyền Như. Cố Huyền Như nắm tay Giang Hải từ trung tâm thương mại đi ra, mặc dù chỉ là từ xa nhìn thoáng qua, cũng đã động lòng dục vọng với mỹ nhân này. So với ả Thiền Lý Dâm đãng lăng loàn đê tiện này, Cố Huyền như đích thực là một đóa hoa sen yêu kiều trong trắng. Giang Hải từ trên xe bước xuống, nhìn về phía Anh Huyền, khóe môi anh nhếch lên cười thản nhiên, nhưng ánh mắt đó rất là mạnh mẽ sắc bén. Chậm rãi đi về hướng Anh Huyền, dáng người anh cao ngất, tuy không phải là quá cường tráng, nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy nguy nga. Cả người Giang Hải toát lên sát khí khiến những người chung quanh cảm thấy dường như mình đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm vậy thót tim hoảng sợ nổi cả da gà lạnh cả sống lưng gặp lại giang hải thiền lý căm phẫn nghiến răng nghiến lợi thiền lý cũng không quan tâm tại sao giang hải lại chủ động đỗ xe đối với cô mà nói việc chủ động đỗ xe này như là tự chui đầu vào giò. bên anh huyền có những hai ba mươi người trên chiếc xe mô tô thiền lý vẫn ôm khư khư anh huyền cơ thể đầy đặn mạnh bạo cọ cọ vào lưng anh ta. Ông ẹo nói, anh Huyền, chính là anh ta, một tên đi ở rể mà thôi, chỉ cần đánh nó tàn phế, em nhất định vui vẻ với anh tới bến. Chỉ cần anh muốn, vui vẻ với anh bao nhiêu lần cũng được. Anh thích tư thế nào, em sẽ thỏa mãn anh tư thế đó. Thiền lý đi nước cờ thật hay. Đánh Giang Hải tàn phế để báo thù, lại còn được anh Huyền thỏa mãn, một mũi tên chúng hai con nhạn. Cơ thể anh Huyền cứ như cái máy đóng cọc siêu mạnh ấy, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cho cả người Thiền Lý mềm nhũn ra rồi. Phụ nữ được tạo nên từ nước, gặp được anh Huyền, Thiền Lý cảm giác mình lúc nào cũng đang chảy nước vậy. Lúc trước, Thiền Lý muốn Giang Hải trở thành con cờ dưới váy của cô ta. Bây giờ thì Thiền Lý tàn nhẫn muốn đánh tàn phế hết ba cái chân của Giang Hải. Ngoại trừ anh ta, còn có cô gái trên xe kia nữa. Cũng thế, anh Huyền nhất định phải cào rách mặt cô ta. Trong mắt cô ta lộ ra vẻ tàn ác ma mị, thiền lý óng ẹo nói, anh Huyền, con nhỏ kia là bạn học em, nhưng mà em bực mình rồi. Cho cô ta vui vẻ chơi đùa với đám anh em bọn anh một chút, xong chuyện cứ cào nát mặt cô ta là xong. Có đám anh em của anh Huyền ở đây, thiền lý lại gọi ý thêm một ý tưởng hay nữa. Thậm chí thiền lý còn đem cơ thể của mình ra đánh đổi như con cờ, trong mắt thiền lý mà nói, vụ trao đổi này, chắc chắn chỉ có lời mà không lỗ ánh mắt thiền lý lộ ra vẻ dữ tợn nhưng mà anh huyền lại không nhúc nhích động thủ gì nheo mắt nhìn kỹ giang hải người đàn ông đang đứng trước mắt này trông như người bình thường nhưng lại khiến mình bất giác cảm thấy sợ hãi hơn nữa sao lại thấy giang hải trông quen quen tô đồng trông cô thật là ngầu nhỉ tất cả những người này đều là đàn ông của cô cả sao cô thật là sướng quá đấy giang hải nói sặc mùi xiên sỏ mỉa mai. Phụ nữ một khi không biết xấu hổ, quả là vô địch thiên hạ. Tô Đồng, rõ ràng chính là ả à đàn bà đê tiện. Hơn nữa, còn rất ngu ngốc. Thiền Lý hung tợn nói, tên họ Giang kia, lần trước bà nội cho mày cơ hội mày không quý trọng, bây giờ, cho dù mày quỳ xuống cầu xin tao cũng muộn rồi. Tao kêu anh huyền phế đi mày, đời này mày đừng mong làm đàn ông nữa. Tao còn muốn cái con cố huyền như đê tiện kia bị cào rách mặt thiền lý cười to như người điên, thấy đám anh em này của tao không? Bọn họ nghĩ cái con cố uyển như giả nai trong sáng này chắc là ngon lắm đó. Há há, Giang Hải vừa xuống xe, cố uyển như đa cảm giác thấy có gì đó không ổn, trước xe và sau xe đều có rất nhiều xe gắn máy chặn đầu, hơn nữa những người này trông cũng không phải là người tốt gì. Lo lắng Giang Hải gặp chuyện không may, cô cuốn quyết bước xuống xe. Người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Tô Đồng, Đồng, sao lại là cô? Cố huyền như ngạc nhiên hỏi. Đúng rồi, chính là tôi. Thiền lý giọng the thế nói, cố huyền như, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Anh huyền, chính là cô ta, chỉ cần dạy dỗ đàng hoàng, thì sẽ thoải mái lắm đấy. Anh thấy dáng vẻ giả bộ ngây thơ trong sáng của cô ta chưa? Nhưng mà, trong khi thiền lý đang dương nanh múa vuốt, vẻ mặt anh huyền trùng xuống. Anh ta lấy tay dụi mắt nhìn kỹ Giang Hải. Ngay lập tức, hai đầu gối như nhũn ra. Toàn thân run lẩy bẩy. Xoay người lại, vung tay tát thiển lý một bà tai thật mạnh. Bốp, cái tát thật mạnh, nhanh mà dứt khoát. Thiển lý bối rối ngơ ngác, hai mắt nhìn trừng trừng, tay bụng lấy gương mặt sưng đỏ. Cô ta có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, anh Huyền chẳng những không giúp cô ta giải quyết hai tên mèo mả gà đồng Giang Hải và Cố Huyền như này, còn đáp trả lại cô ta một bà tai. Anh Huyền, anh đáng ra anh phải đánh con đàn bà kia chứ bốp câu trả lời lần này lại là một cái tát thật kêu nữa hai bên mặt đều bị đánh khiến thiền lý bất ngờ quên cả khóc cô ta còn chưa nói hết anh huyền phản ứng vượt ngoài dự tính tại sao tại sao lại đánh cô ta anh huyền chính là cô ta đã gọi tới để gọi được anh huyền tới thiền lý đã phải cật lực phát huy kinh nghiệm dường chiếu hết mình thậm chí bị anh huyền trà đạp hành hạ mắt trợn trắng sùi bọt mép. Kịch bản không tệ, chẳng lẽ không đủ để anh huyền đánh Giang Hải cái bạt tai sao? Đáng lý ra phải xé nát gương mặt giả tạo cố huyền như chứ, phải để 30 thằng đi mô tô kia hành hạ hả à ta chứ? Phản ứng của anh huyền, vượt ngoài dự tính của tô đồng. Ngay cả bọn đàn em kia của anh ta cũng ngơ ngác. Vậy là sao? Sao anh Huyền lại nổi điên tắt thiển lý thế? Tuy rằng không xinh đẹp lắm, nhưng thiền lý phong lưu mà bọn họ thích nhất là loại gái thả rông này tuy lúc tắt đèn không thấy gì chỉ có thể kiểm tra kỹ xảo giường chiếu nhưng bây giờ bị tát sưng cả mặt rồi cũng làm mất hứng lắm chứ chơi đâu còn vui nữa cả bọn nhìn nhau rồi toàn bộ ánh mắt lại ném về phía anh huyền cố huyền như che miệng tuy chỉ nghe tiếng bạt tai thôi nhưng cô cũng cảm thấy đau tô đồng cuối cùng cô muốn làm gì chỉ có giang hải từ đầu đến cuối đều bình thản sau đó, mọi người thấy anh Huyền trả hai bàn tay lên áo cho thật sạch sau khi tát thiển lý xong. Giống như là mặt của thiển lý đang làm bẩn tay của anh ta vậy. Mạnh mẽ nhấc chân, đá thiển lý từ trên xe máy xuống dưới đất. Còn coi cô ta như bịch rác đá thêm một phát. Xoay người lại, đổi một bộ mặt tươi cười nịnh nọt nhìn Giang Hải. Rồi nhấc chân chạy một mạch đến gần anh. Không chỉ thế, khi đứng trước mặt ở Giang Hải, anh ta còn rất sợ hãi khom lưng kính cẩn giống như một lão thái giám được gặp vị vua của mình sau bao năm trời vậy anh anh giang thật không ngờ tới lại là anh nhiều tên đàn em khác thấy anh huyền xoay người cúi đầu trào hai tay lại run rẩy không ngừng chán họ cũng bắt đầu nhỏ mồ hôi hột thái độ cử chỉ không chỉ là nịnh nọt mà còn là sợ hãi không ngờ lại là tôi chứ gì giang hải cười lạnh lùng tôi nhớ là anh nghe lời thiền lý đến đây để nhắm vào người của tôi mà tôi còn nhớ anh định bao vây tôi ở đây, rồi đánh tàn phế hai vợ chồng chúng tôi phải không? Tại sao tôi lại ở đây? Bộ anh không biết sao? Thật ra Giang Hải chẳng nhận ra anh ta là ai, cũng chẳng có ấn tượng gì. Nhưng, Giang Hải không muốn biết, cũng không cần biết, tạo sao anh ta lại nhận ra anh? Giờ cả thiên hạ này, số người biết đến Giang Hải nhiều không kể xiết. Một mình anh ta thì tính là gì? Thêm nữa, người quen của Giang Hải cũng nhiều vô số kể so với họ thì một anh huyền chẳng là gì. Thậm chí, anh ta còn chẳng có tư cách khiến Giang Hải phải để ý tới. Mắt anh ta co rụt lại, giật mình nhìn về phía cố huyền như. Vợ chồng sao? Đúng đúng đúng, thiền lý có nói qua, Giang Hải là đi ở rể. Sợ tới mức xém chút đái ra quần, còn nhớ thiền lý đã nói gì nữa đâu. Dạ em, em không biết, là anh, dạ nếu em biết, là anh, thì cho dù, cho em một trăm, lá gan, giả dạ, em cũng không dám ạ à, anh huyền lắp bắp sợ hãi tột độ lúc này đây anh ta căm ghét thiển lý đến cực điểm không phải nói là bạn học của cô ta sao không phải nói là người đi ở rể sao xem bộ đảng gái dân chơi của tô đồng cũng đáng làm bạn học của cố Huyền như giang hải sao bộ giang hải là người muốn đụng là có thể đụng được sao giang hải mà phải đi ở rể sao trong lòng phập phồng lo sợ quá chừng giang hải chính là người đại náo diệp ra đấy ngay cả ông cụ diệp cũng phải cung kính hết mức với giang hải thậm chí phải nói là khúm núm nữa còn anh ta thì tính vào đâu anh ta kinh hồn bạt vía lấy tay xoa cái chán đang đổ mồ hôi hột thật là may quá anh ta từng có vinh dự đi cùng lôi đại ca đến diệp ra một chuyến tận mắt thấy giang hải một lần nếu không thì hôm nay không chỉ nhẹ nhàng bị đá lăn quay thôi đâu giang hải nói đây Tôi đang đứng chỉnh hình trước mặt anh đây, hình như anh muốn chân của tôi phải không? Giang Hải duỗi một chân ra, cứ tự nhiên. Anh Huyền, tên đồ còn cao 1m8, xém chút nữa là đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất. Anh, anh Giang, anh, anh đừng giỡn nữa. Trước mặt anh, thì em ngay cả cái rắm cũng không bằng. Anh Giang, anh gọi em là Tiểu Chu được rồi. Tiểu Chu em từng theo anh lôi đến, đến Diệp ra, vinh hạnh được nhìn thấy anh Giang đây. Anh Giang, là, là mắt em bị mù, anh, anh cứ coi em như ta là cái rắm mà thả em đi. Ở Diệp gia, Giang Hải khiêu chiến với người của cục bảo mật số 13, càng không xem đám người lôi đại ca ra gì. Việc này chưa phải là việc quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là Giang Hải đã khiến buổi yến tiệc nhà ông cụ Diệp phá banh chành. Rồi rừng rưng như chẳng có gì xảy ra. Đến giờ, anh ta vẫn còn sống nhân răng. Chương 115, người của lôi đại ca sau tiệc mừng thọ của Diệp Gia. Lôi đại ca về đến thành phố Giang Thanh, đặc biệt sẵn dò qua, bất kỳ ai cũng không được chọc đến Giang Hải thành phố Giang Tư. Việc kinh doanh của tập đoàn Uyển như bay lên như diều gặp gió. Nếu như có thể kết mối lương duyên này vậy thì quá tốt rồi. Giang Hải, nào đâu phải là người mà anh ta có thể đụng chạm được chứ. Không ngờ, anh ta ngu rốt lại đến thành phố Giang Tư gây rối. Quay đầu, lại nhìn lần nữa thiển lý mặt tái mét ngã dưới đất. Người phụ nữ lười biếng này, đúng là sao trổi mà. Lần trước, khiến toàn thân đều bị nhiễm xui xẻo. Giang Hải lạnh lùng nói, người của anh lôi thành phố Giang Thanh. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, anh lôi là người trong Giang Hồ lâu năm, nói thế nào Giang Hải cũng phải nể chút mặt mũi. Em là, em là. Bộp, Giang Hải giơ tay vào một bà tai, nửa câu sau còn chưa kịp nói đã phải nuốt vào trong trên mặt xuất hiện rõ vài vết ngón tay anh ta cũng không có một chút bất mãn nào thậm chí không dám dùng tay che mặt phép vua thua lệ làng anh ta không dám dị nghị nhưng giang hải vẫn nói cho dù anh lôi thành phố giang thanh có đến thì cũng phải tuân thủ phép tắc của thành phố giang tư anh chắc phải biết quy tắc của thành phố giang tư quy tắc của thành phố giang tư anh ta quả thật có nghe nói qua phàm là đến thành phố giang tư gây sự Giang Hải sẽ chọn một nấm mồ tốt cho kẻ đó. Trên mặt anh ta nở nụ cười cứng nhắc, "Anh, Giang, em, đây không, không gây sự." "Anh muốn gây sự, lý do này cũng đủ rồi." Giang Hải nói lạnh lùng. "Quy tắc đã đặt ra rồi, vậy thì phải tuân thủ, trên điểm này, mặt mũi của ai cũng không nể." Ở thành phố Giang Tư, không được phép gây chuyện. Nghĩ thôi cũng không được. Càng huống hồ, Giang Hải cũng không có ấn tượng tốt gì về anh Lôi. Nhưng dù gì anh ta chỉ là định làm thôi chứ vẫn chưa làm giang hải nói tự phế một cái chân cút khỏi thành phố giang tư cái gì một đám cô đồ liền lập tức sửng sốt bọn họ có lẽ không biết giang hải có thân phận gì thấy anh huyền su nịnh ắt hẳn không phải nhân vật nhỏ biết không đạt được mục đích ngược lại còn tự rước họa vào thân làm sao dám có lần hai nhưng để anh huyền tự phế một chân của mình điều này tuyệt đối không thể nè anh là cái thứ gì thành phố giang tư là của nhà anh sao một đám lưu manh tức giận máu dồn lên não biểu cảm của ai cũng đều không phục tôi xem như nể mặt anh rồi biết anh huyền có thân phận gì không anh huyền sắc mặt vàng như nến anh ta e ngại giang hải nhưng bảo anh ta tự phế một chân của mình thì vạn vạn lần không thể được anh giang giọng của anh huyền run lên nhưng biểu cảm thì dần dần trở nên hung ác em là người của anh lôi giang hải lạnh lùng cười người của ai cũng thế thôi nếu như để tôi ra tay vậy thì không chỉ là một chân nữa đâu giang hải không muốn lãng phí thời gian trên người của những người này anh còn phải cùng vợ về nhà ăn cơm nữa chứ giang hải đã mấy ngày không được ăn cơm của bố mẹ vợ nấu rồi còn đối với người này giang hải tuyệt không có một chút thương hại nào nếu như hôm nay không phải họn họ người mà anh ta muốn phế là người khác thì việc này nhất định đã thuận lợi hoàn thành rồi Càng huống hồ, thành phố Giang Thanh vẫn còn có người dám đến thành phố Giang Tư gây sự, vậy thì nói rõ, sức đe dọa vẫn chưa đủ. Thành phố Giang Tư, bắt buộc là một mảnh đất thanh tịnh. Nếu như nói những ngành kinh doanh mở ám ở phía đông, Giang Hải thừa nhận, đích thực không phải êm dịu như vậy. Nhưng chơi gái vui vẻ, người bán thì tự nguyện. Chỉ là trao đổi tương đương mà thôi. Nếu như không có những ngành này, trời mới biết có bao nhiêu lão lưu manh ra sức dùng năm ngón tay xinh xinh của mình để tự thỏa mãn. Điều này có lợi đối với ổn định của thành phố Giang Tư. Anh Huyền, gọi điện thoại cho anh lôi đi, giết chết tên đần độn này. Thành phố Giang Tư thì đã sao? Nói cho mày biết, người của anh lôi từ trước đến nay muốn gì được nấy. Danh con, lập tức xin lỗi anh Huyền thì chuyện này coi như cho qua. Làm sao có thể cho qua thế được, tao thấy con bé bên cạnh nó cũng không tồi ha ha cũng phải thế thì phải hầu hạ chúng ta một đêm một đám lưu manh không biết trời cao đất dày to tiếng gào thét anh huyền cũng chậm rãi lùi về phía sau cái tên giang hải này anh ta nhớ rõ rồi đến ngay cả mặt mũi của anh lôi cũng không nể thình thịch a à ui ai cũng không thể ngờ được giang hải lại đột nhiên ra tay nhanh như chấp giang hải dùng một chân đá bay những tên lưu manh vừa nói năng khiếm nhã với cố uyển như từng tên lưu manh bay xa 6-7 mét, lại lăn thêm mấy vòng mới bất động. Bò trên mặt đất, miệng mũi ăn trầu, sống chết không rõ. Giang Hải lặng lẽ nhìn anh Huyền bằng ánh mắt lạnh như tiền, là anh tự mình ra tay, hay là để tôi giúp anh? Phác, hoa tử. Trước tiên một đám lưu manh ngạc nhiên mũi, miệng hít một hơi thật sâu, ngay sau đó lập tức phẫn nộ đến cực độ, vứt bỏ luôn xe máy muốn sông lên ngay. Không ít người rút vũ khí ra, đao, dao găm và nhiều loại nữa. Chỉ cần một câu nói của anh Huyền, bọn họ lập tức phế Giang Hải. Cô Huyền như cũng không phải lần đầu nhìn thấy Giang Hải đánh nhau. Một Giang Hải đối mặt với 100 người sắc mặt không một chút lo lắng sao có thể sợ đám lưu manh này cơ chứ. Nhưng cô vẫn lo lắng, đây dù gì cũng là đánh nhau. Nắm đấm không có mắt, một khi Giang Hải thất thủ bị thương phải làm thế nào. Anh Huyền trợn to mắt, nắm chặt bàn tay anh lôi khuyên răn qua không được chọc giận giang hải nhưng không có nghĩa giang hải có thể cưỡi lên đầu bọn họ anh nhất định muốn một chiếc chân của tôi anh huyền cắn răng nói giang hải thẫn thờ mặt không chút biểu cảm được được anh được lắm các anh em hôm nay chúng ta sẽ chơi một trận lớn phế tên tiểu tử này cho anh giết chết tính hết lên người anh con bé kia tạm thời đừng động hề hề ông đây muốn nếm thử đám lưu manh sớm đã chờ câu nói này, cùng nhau xông về phía Giang Hải. Giang Hải kéo Cố Uyển Như về phía sau mình, nhẹ nhàng nói, đi, quay về xe. Cố Uyển Như kéo chắc tay Giang Hải, sợ gần chết, Giang Hải, đừng, đừng đánh nhau. Anh Huyền nhìn thấy tay Giang Hải vẫn đang bị Cố Uyển Như kéo, khóe miệng nhếch lên nụ cười hung ác. Đột nhiên rút ra một chiếc dao găm, nhắm thẳng vào vùng bụng của Giang Hải. Nếu như nhát dao này đâm trúng, giang hải không chết cũng bị phế bị cố huyền như lôi tay như vậy đây đúng là cơ hội ngàn năm hiếm có nhưng anh ta đã quá tự tin rồi dao găm vừa đâm ra ánh mắt trở nên kinh hoàng một bàn chân vung lên nhanh như chớp vững vàng tiến hành tiếp xúc thân mật với mặt của anh ta anh huyền dường như nghe thấy tiếng xương bị gãy cả người bay về phía sau đám lưu manh đồng loạt xông lên giang hải cũng không lưng tay nói chính xác hơn là không nương chân không đến một phút tất cả mọi người chỉ có thể nằm trên đất đau khổ kêu la giang hải bước lên phía trước tôi chỉ cần một chân là anh không đồng ý mũi anh ta thì bị gãy máu đỏ tươi cứ ứa ra người đờ đẫn mắt trợn trắng cú đá này khiến anh ta hoàn toàn mơ hồ giờ thì bị gãy cả hai chân hai chân của anh ta có một cái vẫn đang cong một góc kỳ lạ một tiếng kêu đau đớn vang lên sau đó bỗng im bặt nhưng giang hải không định tha cho anh ta lại đạp thêm một phát phế đi một tay của anh ta lúc này mới quay người lại cố huyền như che mắt không nỡ nhìn cảnh vô cùng thê thảm như vậy vợ lên xe thôi chúng ta về nhà ăn cơm mặc kệ đám lưu manh không ngừng kêu oai oái giang hải mở cửa xe ngay sau đó xoay đầu lại nhìn tô đồng bị giang hải nhìn chằm chằm toàn thân thiển lý run rẩy trong mắt toát lên sự kinh hoàng vô hạn không, không liên quan, không liên quan đến tôi. Giang Hải lại quay lại, dùng chân đã cho thiển lý một cái. Vẫn to và lanh lảnh như cũ. Nhưng mà lần này, mũi của tô đồng, không chỉ lệch mà còn gãy luôn rồi, muốn sửa lại, ước chừng phải tiêu không ít tiền. Nhớ kỹ, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô. Ghê tởm. Giang Hải lên xe, nghênh ngang bỏ đi. Đám lưu manh kia kêu oai oái một hồi, lúc này mới gọi điện thoại kêu người. Nghiến răng nghiến lợi, hận Giang hải thấu đến tận xương. Giang lung lay, còn dụng mấy chiếc. Mơ hồ không rõ, nói, bà nó, tôi là em vợ của anh Lôi. Anh Huyền mấy lần muốn biểu rõ thân phận đều bị cắt ngang. Nhưng cho dù anh ta có nói ra thì cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Gây sự ở thành phố Giang tư chính là muốn tìm đường chết. Lúc này, thành phố Giang Thanh, Lôi đại ca đang ngồi đối diện Hoành Thiên Giai. Thời gian trước. Hoành Thiên Giai vẫn muốn quét sạch thế lực ngầm của thành phố Giang Thanh. Mà lúc này, bọn họ có cùng chung lợi ích. Vì muốn tốt hơn cho việc nắm bắt khống chế vùng đất của tỉnh, Hoành Thiên Giai muốn liên hợp với hai người lôi đại ca và bàng đại ca thống nhất thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông. Về điểm này, Hoành Thiên Giai đã đạt được thỏa hiệp với bàng đại ca, chỉ còn thiếu cái gật đầu của lôi đại ca nữa thôi. Anh lôi, anh và anh bàng đã đấu nhau lâu như vậy, kết quả thì sao? Hoành Thiên Giai cười hờ hững, đẩy một tách trà đến trước mặt Lôi Đại ca. Thành phố Giang Thanh cũng giống như tách trà này, cho dù có đổ đầy đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tách trà. Tỉnh Hải Đông, khu vực Bao La, đây là một bình trà. Đạo lý này có ai không rõ? Những năm qua, Lôi Đại ca và Bàng Đại ca cũng không phải không hướng ngoại phát triển, chỉ có điều không vươn ra được xa như vậy mà thôi. Lôi Đại ca yên tĩnh nhìn tách trà, "Chủ tịch Hoành, bình trà này có bao nhiêu cái ly?" hoành thiên giai cười đáp anh muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu trà ở ngay trong bình chỉ có điều phải thêm nước mà thôi lôi đại ca gật gật đầu không nói lời nào chuyện lôi đại ca bàn là làm thế nào để phân chia bản thân có thể uống mấy tách hoành thiên giai lại đang vẽ bánh nói cho anh ta biết thị trường rộng lớn trà là đại diện cho tất cả ngành công nghiệp liên quan đến thế lực ngầm một bình trà chính là nhiều như vậy còn nói thêm nước là phát triển công nghiệp vùng xung quanh chỉ cần lôi đại ca muốn lại có đủ thực lực có thể uống được bao nhiêu trà thì thêm bấy nhiêu cân nhắc được một lúc lôi đại ca mới nói nước này ai sẽ là người thêm hoành thiên giai nói nước ở trong tỉnh đều thuộc quyền của tôi anh lôi muốn uống bao nhiêu cứ tùy ý lấy đây là muốn nói anh lôi muốn làm gì hoành thiên giai đều sẽ tạo đủ điều kiện thuận lợi việc còn lại anh ta chỉ cần lo chia hoa hồng thế lực ngầm rất nhiều việc buôn bán là ngoài vòng pháp luật, thủ đoạn cũng không thể nào quang minh chính đại. Hoành thiên giai nếu như có thể thuận lợi tiến hành, lôi đại ca làm việc, cũng sẽ không sợ đông sợ tây. Mười tách trà, chủ tịch hoành muốn uống mấy tách, lôi đại ca hỏi đến vấn đề mấu chốt. Hoành thiên giai dơ ra bốn ngón tay, tự tin cười. Dù gì anh ta cũng là quan còn lôi đại ca cũng tính là cường đạo. Đĩa thức ăn này, nếu như không để hoành thiên giai ăn, cho dù ăn vào trong miệng cũng phải ói ra mà thôi. Lôi đại ca lại lần nữa yên lặng. Lúc này, điện thoại của anh ta vang lên. nhấc lên xem, lại là người trong nhà gọi đến. Có chuyện gì? Cái gì? Ai cho nó đi chứ? Đồ khốn, bây giờ người đâu? Sau khi tắt điện thoại, sắc mặt của lôi đại ca biến đổi hoàn toàn, đen giống như đế giải vậy. Chủ tịch Hoành, hợp tác cũng được nhưng tôi chỉ có một yêu cầu. Bắt đầu từ thành phố Giang Tư lôi đại ca nghiến răng nghiến lợi. Người họ chu kia là em vợ của anh ta, chẳng qua chỉ là đi đến thành phố Giang Tư một chuyến, lại bị Giang Hải đánh gãy hai chân và một cánh tay. Lúc này, đang cấp cứu trong bệnh viện. Phẫu thuật chỉ cần một chút sơ suất, sợ rằng nửa đời còn lại phải ngồi trên xe lăn. Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì, thì cô vợ xinh đẹp trong nhà không phải ngày ngày sẽ quậy anh ta sao? Hoành Thiên Giai vừa nghe thấy lời này lập tức đồng ý hai vị lão đại thành phố giang thanh cùng lúc tiến vào thành phố giang tư giang hải còn có thể trải qua những ngày tháng êm đềm không sinh nhật cụ tống hoành thiên giai hạ mình đi về phía trước vốn muốn cầu hôn với diệp gia kết quả lại bị dáng viêm sỉ nhục một trận mối thù này hoành thiên giai làm sao có thể quên được hợp tác với anh lôi và anh bàng một là để tăng cường khống chế đối với tỉnh hải đông hai là chính là vì đối phó với giang hải đến nay Tập đoàn Uyển Như Đại Phát Tài lại nắm bắt trong tay nhiều thành quả công nghệ. Hai ngày gần đây, Luân Phiên truyền đến tin tức, Phương Đông đã có hơn 10 trường đại học ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với tập đoàn Uyển Như. Tương lai, ở Phương Đông tập đoàn Uyển Như nhất định sẽ đạt được thành tựu xuất sắc. Đợi tập đoàn Uyển Như củng cố vững chắc rồi, vậy thì không có việc gì liên quan đến Hoành Thiên giai nữa. Chương 116, có thể chờ là một chuyện vui lôi đại ca nheo mắt cơ chủ tịch hoành giang hải này sau lưng hoành thiên giai cười nhạt trước kia tôi cũng cho rằng anh ta là con cháu nhà làm quan nào đó nhưng cả phương bắc hay phương nam tôi đều điều tra qua rồi không có người này hoành thiên giai dù gì cũng là hoàng tộc nói như vậy lôi đại ca cũng yên tâm rồi hiển nhiên mọi lo lắng đều được xua tan thành phố giang tư hiện nay cái tên đáng được nhắc đến thế lực ngầm chỉ có tần hiên mấy tháng trước Tần Hiên vẫn còn là một thế lực hạng hai, đến nay anh ta thành tinh rồi, hơn nữa thành phố Giang Tư hoàn toàn nằm trong sự khống chế của anh ta. Lão đại thành phố Giang Thanh, có ai thèm để ý đến Tần Hiên? Giang Hải, chẳng qua chỉ là có chút bản lĩnh mà thôi. Nhưng Lôi Đại ca vẫn có chút không yên tâm, cẩn thận hỏi, thằng danh này với Diệp gia ở thành phố Hải Hà có quan hệ gì không? Về việc này, Hoành Thiên giai cũng không rõ cho lắm. Cũng tìm người đi thám thính qua. Diệp ra lảng tránh vấn đề cũng không nói rõ. Đối mặt với nghi vấn của lôi đại ca, anh ta cũng chỉ còn cách nói ra suy đoán của mình. Làm ra vẻ thản nhiên nói, tổ tiên nhà Giang Hải có ơn với Diệp ra, mừng thọ 100 tuổi của ông cụ Diệp, anh ta đi đòi nợ thôi. Thấy lôi đại ca vẫn còn lo lắng, Hoành Thiên Giai nói, anh lôi, anh là người lăn lộn trên Giang Hồ, năm đó nếu anh cứ ngó trước trông sau giống như bây giờ liệu có được địa vị như ngày hôm nay không? Lôi đại ca nghĩ một lúc, cũng phải, có ai mà không phải liều mình mới có được địa vị chứ. Thành phố Giang Tư của hiện nay, chỉ có một chút mấy cơ sở kinh doanh ngầm ở phía đông, chỉ cần trừ khử tần hiên cũng chính là lấy được thành phố Giang Tư. Trước đó không lâu, lôi đại ca còn nghe qua, vài thành phố khác ở tỉnh Hải Đông cũng đều dục dịch, muốn chiếm lĩnh mảnh đất trống ở thành phố Giang Tư này. Còn không phải sao, từ trước đến nay, thành phố Giang Tư tuy không có thế lực lớn gì, nhưng rắc rối phức tạp, muốn đứng vững chân luôn cần phải trả một cái giá lớn. Đến nay, thành phố Giang Tư Sạch sẽ đến mức khiến người khác phải rơi lệ, Tần Hiên đã quét sạch hết các thế lực ngầm. Chỉ cần lão đại thành phố Giang Thanh phái người tiến vào chiếm giữ, Tần Hiên chẳng qua chỉ là may một chiếc váy cưới tốt cho người khác thôi. Còn liên quan đến một số uy hiếp của Giang Hải, lôi đại ca căn bản không để tâm. Chú hề nhảy nhót mà thôi hai vị lão đại của thành phố giang thanh cùng lúc bắt tay vào làm đừng nói giang hải tần hiên cho dù bất kỳ ai tránh cũng không làm gì được lôi đại ca hỏi bên phía anh bàng dự định lúc nào thì ra tay hoành thiên giai nói nhắc tới việc này tôi phải chúc mừng anh lôi lời này nói ra là sao lôi đại ca hỏi gần đây cơ thể của anh bàng không được khỏe tuy đã đồng ý cùng nhau bắt tay vào làm nhưng đã rất lâu không có ai thấy anh ta cả có khả năng hai mắt lôi đại ca bỗng sáng bừng mở to lên ý anh nói là anh bàng bệnh nặng mẹ kiếp là bệnh gì vậy đất của thành phố giang tư anh lôi và anh bàng đã tranh đấu lâu như vậy hai bên đều muốn đẻ bẹp đối phương nhưng cũng không làm gì được nếu như bàng đại ca chết rồi thành phố giang thanh tất nhiên sẽ trở thành vật trong túi của lôi đại ca rồi đến lúc đó lôi đại ca chỉ cần nghĩ thôi cũng đã vui đến ngủ cũng cười tỉnh rồi nếu như bàng đại ca đã nửa sống nửa chết vậy thì không ai tranh giành thành phố giang tư với anh ta nữa việc binh quý ở thần tốc ai chiếm được địa bàn trước thì là của người đó nói làm là làm lôi đại ca lập tức dặn dò đàn em mài dao xoèn xoẹt chuẩn bị động thủ lần này anh ta muốn sử dụng thủ đoạn lôi đình tốc chiến tốc thắng không chỉ có mỗi lôi đại ca muốn ra tay hoành thiên giai cũng dùng tất cả lực lượng có thể sử dụng được của mình rất nhanh rất nhiều xí nghiệp ở tỉnh Hải Đông phát động công kích tập đoàn Uyển Như. Không chỉ những mánh khóe thương nghiệp bình thường, thậm chí còn rất nhiều cách làm bị ổi vô liêm sỉ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần phá hoại được việc kinh doanh của tập đoàn Uyển Như. Phá hoại hợp tác thương nghiệp của tập đoàn Uyển Như chẳng qua là một phương diện, nhiều xí nghiệp còn tuyên bố quyết không tiêu thụ bất kỳ sản phẩm nào của tập đoàn Uyển Như. Lần này, tập đoàn Uyển Như giống như phạm phải tội gì đó khiến nhiều người tức giận. Cố Uyển Như rất bất ngờ, khoảng thời gian này, vận hành công ty vẫn luôn rất thuận lợi. Có sự hỗ trợ của kỹ thuật đỉnh cao, cùng với những sản phẩm chất lượng tốt giá cả lại rẻ có liên quan đến tập đoàn Uyển Như, hàng hóa luôn đều là cung không đủ cầu. Nhưng đột nhiên này sinh hàng loạt các sự việc này, khiến Cố Uyển Như rất phẫn nộ. Biểu cảm của vài người phụ trách cứ như là ăn phải phân không bằng, tìm đến Cố Uyển Như cầu cứu cách giải quyết. Tập đoàn hối hạc này thật không biết xấu hổ. Một người phụ trách lòng đầy căm phẫn. Trước kia không giành được cơ hội hợp tác với tập đoàn Cố Uyển Như, lần này cố ý ngáng chân chúng ta đây mà." Một người khác nói, "Bên tôi cũng không kém, mấy xí nghiệp dẫn đầu ngăn chặn tập đoàn Uyển Như đều là những xí nghiệp bị chúng ta từ chối qua. Đặc biệt có một nhà, vốn dĩ đã sắp hoàn thành hợp tác, nhưng sổ sách lại lộn xộn, hơn nữa còn muốn lợi dụng những kẽ hở trong hợp đồng đe dọa chúng ta. Tập đoàn Uyển Như không hợp tác với bọn họ, Họ lại càng thêm ghi hận trong lòng. Một người bước lên phía trước một bước, thở dài một hơi, "Cố tổng, cô xem xem mấy dự án trong tay tôi, đây là bố trí chiến lược ở tỉnh Hải Đông. Sản phẩm của tập đoàn Uyển như muốn tiến ra ngoài thành phố Giang Tư, đứng ở khắp các tỉnh, thậm chí bố trí chiến lược đối với tương lai đối với phương Đông đều khá quan trọng. Chỉ mới vừa nãy, đã có hai đối tác không chịu được áp lực và đơn phương hủy bỏ hợp đồng rồi. Bây giờ chỉ cần những sản phẩm có liên quan đến tập đoàn uyển như tiến ra khỏi thành phố giang tư đều khó người phụ trách của bộ pháp vụ xa sầm mặt tôi sẽ chuẩn bị đơn kiện kiện hết toàn bộ những người này ra tòa cố uyển như trầm chậm, chậm lắc đầu đối phương dám làm như vậy nhất định cũng đã lường trước tập đoàn uyển như sẽ ứng phó ra sao đơn phương hủy hợp đồng được tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là được rồi những người kiên quyết không bán không cho phép người khác bán sản phẩm của tập đoàn Uyển Như, lẽ nào muốn làm bọn họ sạc chết trong hố phân sao? Cho dù có kiện, cũng kiện không thắng bọn họ. Những kiện cáo này, dù có thắng bọn họ rồi thì sao? Dự án này hỏng rồi thì cả hai đều thiệt. Còn về thời gian, đang là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của tập đoàn Uyển Như, không thể bỏ lỡ nhất chính là thời gian. Cố Uyển Như cao mày, những người này là có mục đích gì? làm như vậy nhất định phải có mục đích gì đó. Những người mà bị tập đoàn Uyển như từ chối hợp tác, có thể nói là đang báo thù. Còn những nhà bán hàng bình thường thì sao? Bọn họ có mục đích gì? Chỉ vì để nhìn tập đoàn Uyển như gặp rủi ro cho đã mắt thôi ư? Làm gì có ai vô duyên vô cớ lại từ bỏ lợi ích của mình chứ? Phải biết rằng, sản phẩm của tập đoàn Uyển như chất lượng vừa tốt giá cả thì rẻ, lợi ích của họ nhận được cũng không nhỏ. Một người nói, cố tổng, tôi vừa điều tra qua rồi. Những xí nghiệp này, ít nhiều cũng có buôn bán qua lại với mấy gia tộc ở thành phố Giang Thanh. Cô nói có khi nào, chúng ta đã đắc tội bọn họ. Cố huyền như lại nhăn mày, huyền ra thành phố Giang Thanh. Nếu như nói có ân oán với tập đoàn huyền như, cố huyền như biết cũng chỉ nghĩ được huyền ra ở thành phố Giang Thanh. Người này lại lắc đầu, không phải. Sau đó, lập tức ngẩng đầu, cố tổng, nhà này còn có một chút quan hệ thân thích với cô nữa có quan hệ thân thích với tôi ai cố Uyển như nghĩ nát óc cũng không nghĩ được nhà họ xài người này nói người lộ mặt đứng lên hành động chống đối tập đoàn uyển như lần này là ung ra thành phố giang thanh ung tiểu ni cô cả nhà họ xài cô ta nói nhất định phải hủy diệt tập đoàn uyển như cố Uyển như hiểu rồi xem ra cố thượng đã làm con rể ung ra rồi trước kia ở trung tâm mua sắm Giang Hải và Cố Uyển như suýt nữa thì làm cho Cố Thượng và Ung Tiểu Ni tức chết. Cố Hạo dân, cha của Cố Thượng vì kích động quá mà xuất huyết não, nghe nói bị méo miệng, đi lại rất bất tiện, tự lo sinh hoạt đều có chút khó khăn. Không thể hiểu nổi, điều này có liên quan gì đến mình chứ? Cũng không thể trách Cố Uyển như cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng xuất huyết não là bệnh, nhưng vẫn là vì sau khi bị Giang Hải chơi một vố, chịu đả kích mới dẫn đến như vậy. Cố Uyển như nghiến răng nghiến lợi những người này năm lần bảy lượt khiêu khích, thật cho rằng tập đoàn huyền như dễ bắt nạt sao. Đánh lại, lợi dụng hết những cách có thể lợi dụng được. Cố huyền như đập bàn. Nghe được câu nói này, tinh thần của những người ở đó phấn chấn hẳn lên. Lập tức rõ rồi, tập đoàn huyền như tuyệt đối không thỏa hiệp với bất kỳ người nào. Một người cúi đầu vẫn đang nhìn bản hợp đồng trong tay mình, suy tính một chút đột nhiên ngẩng đầu, cố tổng, cô yên tâm, dự án trong tay này của tôi, tôi nhất định sẽ giành được nó tập đoàn uyển như có kỹ thuật tốt nhất chất lượng sản phẩm vượt trội giá cả lại rẻ bọn họ không muốn hợp tác thì khác có người khác hợp tác cố uyển như nhắc nhở nói bọn họ chống đối tập đoàn uyển như chúng ta nhất định không để họ đạt được ý định nhưng cũng không thể phá hỏng trật tự thị trường được mọi người cùng đồng tâm hiệp lực làm việc dùng nhiều đầu óc một chút đừng hành động lỗ máng thật sự không được thì sẽ do tập đoàn Uyển như tự thành lập hệ thống mua bán chống đối lại ở tỉnh Hải Đông. Tự mình thành lập hệ thống mua bán, một vị giám đốc marketing vẻ mặt lúng túng. Chỉ có những người làm qua mới biết, cho dù sản phẩm có tốt đến đâu đi chăng nữa, thiết lập toàn bộ một hệ thống buôn bán tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Sở dĩ tập đoàn Uyển như đến nay vẫn chưa có hệ thống mua bán của riêng mình là bởi vì việc này rất khó để làm, hơn nữa còn tốn nhiều thời gian. Không phải không làm, mà là cần phải có thời gian. Làm không nổi sao? Cố Huyền Như giận tái mặt. Giám đốc marketing ưỡn thẳng ngực, bộ phận marketing của chúng tôi đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, là khó khăn lớn nhất từ trước đến nay mà tập đoàn Huyền Như gặp phải. Chúng ta phải cho tất cả mọi người biết, sự lớn mạnh của tập đoàn Huyền Như không chỉ có kỹ thuật và tài nguyên. Thứ mà chúng ta có là dũng khí khiến ai cũng phải sợ hãi, dũng khí đối mặt với tất cả đem hết dũng khí ra chúng ta liều đến cùng với những người này cố huyền như dùng hành động nói với tất cả mọi người đối mặt với kẻ địch không một chút sợ hãi dùng thực lực để chứng minh tất cả mọi người có mặt ở đó ngay lập tức tinh thần mọi ai cũng sục sôi có chút hưng phấn không phải lo lắng sợ hãi mà là hăng hái ngay lập tức mọi người bắt đầu làm công việc của mình ba đến năm người tập trung thành từng nhóm tiếp thu ý kiến hữu ích dùng trí tuệ dũng khí Dùng sự quyết đoán đi đánh tan những thủ đoạn bị ổi của quỷ quái hại người. Tập đoàn Uyển Như là một đoàn đội trẻ tuổi, mỗi người đều tìm thấy cảm giác thân thuộc ở đây. Tập đoàn Uyển Như chính là nhà của bọn họ, ai dám động vào người nhà của bọn họ thì họ sẽ liều mạng với người đó. Thường trường là chiến tranh không có khói thuốc súng, bọn họ phải dùng trí tuệ diệt hết những kẻ địch đến xâm phạm. Cố Uyển Như không biết được là đây chỉ là chiến tranh bày ra ở mặt sáng. Lúc này đang có một đội xe, đang hò hét chạy như bay trên đường cao tốc. Trên xe, từng tên từng tên lưu manh mặt mũi hung ác, trong tay mỗi người đều có vũ khí. Bọn họ là muốn đến chiếm thành phố Giang Tư. Anh Lôi nói rồi, ai cướp được địa bàn thì chính là của người đó. Anh Lôi cho phép bản thân họ tự thiết lập thế lực của mình. Chỉ cần cống hiến đúng lúc cho anh Lôi, bản thân sẽ có thể làm đại ca. Anh Lôi, chính là muốn cướp trước mặt anh bàng, cấp tốc mở rộng anh bàng bệnh chết là tốt nhất, cho dù không chết đợi bệnh khỏi rồi, anh lôi đã chiếm được địa bàn, anh bàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lời của anh lôi được lan truyền nhanh chóng. Những tên lưu manh tầng thấp nhất này điên rồi, ai mà không muốn kéo bẻ phái làm đại ca. Vừa phất cờ, vừa hò reo, lập tức tụ họp không ít người, hùng dũng tiến đến thành phố Giang Tư. Những thành phố khác của tỉnh Hải Đông cũng không ít người đỏ mắt với thành phố Giang Tư. Bọn họ tìm đến anh lôi, cũng muốn chia một chén canh. Ai lại trên nhiều tiểu đệ tự tìm đến cửa chứ, tất nhiên là nhận lời. chương 117, thành phố Giang Thanh lại có biến. Lúc này, trên đường cao tốc hướng đến thành phố Giang Thanh, có 8, 9 người đang trông ngóng ở ngã ba, rất không kiên nhẫn. Tần Hiên ngậm điếu thuốc, nheo mắt, kiễng chân ngóng nhìn. Mấy tên này lái xe sao mà chậm thế không biết. Từ thành phố Giang Thanh đến mà phải lâu như thế sao? lôi đại ca gióng chống khua chiêng triệu tập đàn em, tin tức lập tức truyền đến thành phố Giang Tư. Thời gian này, thất hồn lại càng tăng thêm không ít khó khăn đối với việc huấn luyện của mình. Có được sự cho phép của Giang Hải, thậm chí còn truyền lại cho anh ta một bộ võ giả tâm pháp. Điều này khiến đám lưu manh này phấn khích chết đi được, tập luyện xong, sợ là không tìm được đối thủ thích hợp. Những người của thiên ưng môn thật ra là có thể, chẳng qua tần hiên tự mình biết mình, nếu anh ta dám khiêu khích, sợ là tám phần cơ thể sẽ không còn nguyên vẹn. Tần Hiên vừa nghe, lôi đại ca muốn phái đại đội ngũ đến gây sự, thì vô cùng phấn khích. Anh lôi đúng là người tốt, mang tới nhiều bao cát cho anh ta luyện tập như vậy. Kim Thâu đứng ở một bên, lười biếng uể oải mà gãi mông, anh Hiên, chúng ta đã nói rồi đấy nhé, một mình tôi gánh 10 tên. Ra chỗ khác chơi đi, Tần Hiên chừng mắt, còn không biết đến có bao nhiêu người, cậu đã muốn giành lấy 10 người rồi. Anh Hiên, tôi nói như vậy là ít lắm rồi nếu mà nói thẳng ra tôi muốn bảo mọi người đều trở về đi việc này để một mình tôi làm là được rồi kim thâu vặn vặn cái cổ nói đám người kim thâu dù sao cũng là lưu manh hoàn lương mỗi ngày đều làm công việc bảo vệ lại còn phải mỉm cười hì hì với người khác làm sao mà chịu nổi thật không dễ gì mới có mấy người đến cửa bới lông tìm vết phải chơi cho thật đã mới được mặc dù tần hiên là người đánh giỏi nhất kim thâu vẫn không sợ trước đây giang hải từng nói không được tranh đấu nội bộ kim thâu cánh cậu đủ cứng rồi đúng không tần hiên sắn ống tay áo có cần ông đây giúp cậu giãn gân cốt tới đây kim thâu đứng trước mặt tần hiên tôi phải nhận thua người bao nuôi như anh sao trong đám người lưu manh hoàn lương kim thâu là người tập luyện chịu khó nhất thực lực cũng tăng nhanh nhất đến nỗi giang hải cũng khải khen ngợi trong mắt kim thâu lóe lên tia gian xảo tần hiên hoài nghi tiểu tử này hôm nay lá gan bị phát phì rồi. Vừa suy nghĩ một lúc đã hiểu ra rồi. Nếu như Tần Hiên ra tay đánh người, Kim Thâu chỉ cần một cuộc điện thoại, chắc chắn Giang Hải sẽ bắt anh ta trở về hỏi tội. Mấy cái bị thịt từ thành phố Giang Thanh đến chắc chắn là sẽ chẳng còn phần cho anh ta chơi nữa. Đến rồi, đến rồi, mọi người nhìn xem có phải mấy bị thịt kia đến rồi không? Không biết ai hét lên, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người đến trạm thu phí cao tốc đám người tần hiên coi đám người thành phố giang thanh này như là một bàn thức ăn chiếc xe chở bọn chúng đương nhiên chính là hộp đựng đồ ăn rồi mười mấy chiếc xe chín chỗ đang xếp hàng chờ qua cao tốc tần hiên vui vẻ nhìn tình hình này khả năng phải có trên dưới trăm người anh lôi đúng là hào phóng mà Kim thâu ánh mắt liếc dọc bây giờ xem ra không được rồi nhiều như vậy tôi muốn hai mươi người đi chỗ khác chết đi tần hiên hừ một tiếng đội ngũ này Càng ngày càng không dễ dậy nữa rồi, Giang Hải không cho phép động thủ khi quản giáo, hiện giờ một chút lực uy hiếp cũng không có. Kim Thâu không hề để ý, vậy thì đua đi, xem ai có thể làm được nhiều hơn. Đoàn xe chậm rãi chạy đến, đến gần mới phát hiện, giữa đường có mấy khúc gỗ chặn đường. Ven đường, có 8, 9 người đang đứng, chính là không có ý tốt dò xét bọn chúng. Loại ánh mắt này, giống như một con sói nhìn thấy một con cừu non vậy trên xe có một người nhô đầu ra, rất là ngang ngược kiêu ngạo, chào ôi, lũ đần độn kia, chuyển gỗ ra chỗ khác đi, đừng chắn đường đi của ông lớn đây. Đám người tần hiên thờ ơ, người trên xe lập tức hùng hùng hổ hổ. Trong xe, một tên lưu manh nhìn có vẻ thông minh lanh lợi nói, này CMN không phải là chặn đường cướp bóc đấy chứ. Còn không nói, anh ta vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy giống. Trong xe, mấy người liếc nhìn nhau, đồng thời hiện ra vẻ mặt bị ổi hèn hạ. Cướp được đến trên đầu ông đây rồi, lá gan cũng thật không nhỏ. Cho đám người này biết rõ, ông đây là đại ma vương có tiếng chặn đường cướp của. Không phải nói là thành phố Giang Tư không có ai dám vi phạm pháp luật sao? Đây lại là cái gì? Đây là thiên đường mà trong truyền thuyết nói sao, người nào đến gây sự sẽ tặng cho kẻ đó cái mồ. Một kẻ lưu manh bộ dáng cầm đầu nói, đừng nghe bọn chúng nói bậy, ở đâu mà không có thế lực ngầm chứ? Bạn bè cùng đường với chúng ta, dù sao thì vẫn cần ăn cơm, chẳng lẽ những ông lớn ở thành phố Giang Tư trước đây đều đến công trường vác gạch hết rồi sao? Bọn họ không hề biết, đám người kim thâu thật sự không ít người đi khuôn gạch. Nhưng mà, hôm nay đã cướp đến đầu chúng ta, vậy thì đành dạy dỗ chúng làm người thế nào đi. Mấy người xuống xe, liền cùng người ở mấy xe đằng sau trao đổi. Chẳng mấy chốc mười mấy người đi về phía tần hiên trong tay còn mang theo mấy thứ hung khí như côn dao dao găm các loại mấy cái khúc gỗ kia là chúng mày bày ra một tên lưu manh dẫn đầu dùng lưỡi dao chỉ vào một người trong đám người người đó gật gật đầu không nói đòi tiền cũng không nói cho qua cmn nhanh chóng chuyển đi cho ông đây chậm một giây ông đây chặt đứt chân chó của mày tám chín người nhìn chằm chằm đánh giá tên cầm đầu này rất là không có ý tốt tên cầm đầu căng thẳng đến rúm nít lại, đám người này nhìn cứ như gã không mặc quần áo vậy. Ông đây đang nói chuyện với chúng mày đó, điếc à. Tần Hiên tiến lên trước, rất khách sáo hỏi, các vị đại gia, là từ thành phố Giang Thanh tới sao? Phải thì làm sao? Biết ông đây từ thành phố Giang Thanh đến còn dám chặn đường. Tìm chết, vừa nói xong, nụ cười của Tần Hiên càng trở nên mê người. Tên cầm đầu này cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhíu mày nói, chúng mày làm sao biết được bọn tao từ thành phố Giang Thanh tới. Kim Thâu cười lên không có ý tốt, các vị đại gia, chúng tôi đã đợi các vị rất lâu rồi. Nắng to như thế này, người cũng bị cháy nắng cả rồi. Có thể thương lượng chút, thường cho chút tiền mua ít đồ uống lạnh, lát nữa chúng tôi sẽ xuống tay nhẹ nhàng hơn. Tên cầm đầu hừ một tiếng, quả nhiên là cản đường xin ăn, chúng mày cũng thật là trâu bò. Có biết bọn tao là ai không? vừa nói xong, vẫy tay về sau. Đằng sau xe lập tức có một đám người hùng hổ xuất hiện, người nào người nấy cũng xăm chỗ hình rồng hình hổ. Nước miếng của Kim Thâu như muốn chảy ra ngoài, thật là nhiều người, thật tốt, thật là tốt. Anh Hiên, cũng đừng quan tâm bao nhiêu người nữa, thả ga mà làm đi. Tần Hiên ừ một tiếng, lúc nữa ra tay nhẹ chút, anh Giang đã nói rồi, không nên giết người. Biết rồi, biết rồi, 7, 8 người còn lại đồng thời đáp ứng đám lưu manh từ thành phố Giang Thanh tới cảm thấy vô cùng khó chịu, CMN, coi ông đây thành dê béo sao. Không nhìn xem có bao nhiêu người đến, mỗi người nhổ một miếng nước bọt cũng có thể làm các người chìm chết. Người ở thành phố Giang Tư, đầu óc đều bị lừa đá rồi sao? Tên lưu manh xem ra còn thông minh nhanh nhạy hơn một chút kia đã nghe ra có điểm không hợp lý rồi. Gã ta chớp chớp mắt, đại ca à, hỏi thử xem bọn chúng là ai sao em cảm thấy như là cố tình đến đợi chúng ta vậy xung quanh đừng có mà lại có mai phục nhé này mày tên gì chết dưới tay tao không thể là hàng vô danh tiểu tốt được tên cầm đầu vô cùng liều lĩnh dùng lưỡi dao chỉ vào mũi tần hiên thái độ tần hiên vô cùng kính cẩn tôi tên tần hiên ở thành phố giang tư rất nhiều người đều gọi tôi một tiếng anh đó tần hiên ừ không tồi nhanh rời mấy khúc gỗ kia sang một bên đừng làm lỡ chuyện của ông đây nếu không khoan tần hiên tần hiên cười là tôi may chính là tần hiên không sai không thể sai được thành phố giang tư còn chưa có ai dám giả mạo tôi đệch gây sự cả nửa ngày người chặn đường lại là tần hiên chuyện đầu tiên anh lôi bảo bọn họ khi đến thành phố giang tư chính là trừng trị tên tần hiên này tên thối thây này chết tử tế không muốn lại chủ động tìm đến tìm chết đây tên cầm đầu cười lớn biết bọn tao là ai không kim thâu cướp lời không biết bọn tao là vừa mở miệng kim thâu tiếp tục nói tao chỉ cần biết mày có thể chịu đòn được bao nhiêu thôi chịu cái gì cơ tên cầm đầu còn chưa phản ứng lại sau khi hiểu ra thì mặt tái nhợt mày cmn nói cái gì các anh em nó chính là tần hiên cho nó thành tàn phế đi tất cả mọi người đều phát hỏa nhìn về tần hiên Tần Hiên ngược lại già rồi mà còn không biết thẹn, gãi gãi đầu, đối với Kim Thâu nói, nhìn đi, vẫn là anh đây có tí tiếng tăm, chỉ tên nói họ muốn cùng anh đây mài rũa. Các chú em dẹp sang một bên đi, bọn chúng là muốn khiêu chiến với tôi đấy. Nói xong, Tần Hiên chạy vọt vào đám người, nghênh tiếp ánh mắt hoảng sợ của tên cầm đầu chém ra một quyền. Nắm đấm thường dùng đấm bao cắt lập tức dừng ở nửa khuôn mặt tên cầm đầu, mũi gã đau nhức, trở mình ngã lăn ra ngoài ngã lăn ra đất che lấy cái mũi, miệng mũi rủ nhau ăn trầu, một nắm đấm này, làm gã vô cùng khó chịu, trực tiếp hôn mê. Nói đánh là đánh, không chút ngập ngừng. Tần Hiên vẫy tay, cùng lên đi, đến cũng đến rồi, sao phải khách sáo. Kim Thâu vừa nhìn, sắn tay áo vọt lên. Một trận gà bay chó sủa. Đám lưu manh từ thành phố Giang Thanh vốn tưởng giết Tần Hiên dễ như trở bàn tay, nhưng đây lại là cả trăm người không giấu lại được mười người tuyệt đối không thể ngờ rằng 8, 9 người này đều không phải người. chương 118, đế vương là tiểu tử. Có người vừa mới nâng tay lên, côn gậy trong tay còn chưa kịp rút ra chào hỏi đã bị đá bay rồi. Rất nhanh, mười mấy tên lưu manh đều nằm ra đất kêu cha gọi mẹ. Vài tên lưu manh thông minh hơn chút thì vội vàng rút lui về sau, mẹ ơi, may mà trốn nhanh, bị mấy người này đánh một lúc nữa không chết cũng tàn phế. Tim thâu anh dũng lạ thường, ra tay không lưu chút tình nào. Những ngày tháng điên cuồng tập luyện này, Kim Thâu cũng dồn nén đủ lệ khí rồi, mỗi ngày đều hận không thể tìm kẻ nào đuôi mù đến đánh cho hai phát, cũng để nghiệm chứng xem bản thân luyện tập đến trình độ nào rồi. Đang lúc ngứa tay không chịu được, người ở thành phố Giang Thanh lại kéo nhau đến. Bây giờ khó khăn lắm mới có nơi để phát tiết, cậu ta làm sao để cho Tần Hiên đoạt trước được. Tần Hiên lật ngã một tên, trừng lớn mắt, nổi giận đùng đùng, Tên nhóc Kim Thâu này, một đấm hạ một người, nhanh đến mức kinh ngạc, trong nháy mắt đã có đến bốn, năm người bị cậu ta đánh nằm bò ra rồi. Một chân đá ra, sẽ có một người cong lưng như một con tôm, kêu thảm bay ngược ra ngoài. Kim Thâu miệng còn không ngừng hét, không sảng khoái, một chút cũng không sảng khoái, thật là không chịu nổi một kích. Tần Hiên nôn nóng, Kim Thâu, mày CMN đừng có mà đánh chết người, chúng không bò dậy được thì không có đợt hai để đánh nữa đâu mấy tên lưu manh trốn được ra sau toàn thân run rẩy đợt thứ hai. Xem bọn chúng là bị thịt sao. Không đến một phút đồng hồ, một đám người bị tám chín người đuổi theo chạy đầy đường. Tần Hiên còn chưa mãn nguyện, đám người này đã không chơi nữa rồi. Tên cầm đầu ngã lăn ra đất, khắp mặt toàn là máu. Trước là nhìn thấy đôi chân to khỏe của Tần Hiên, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt lộ vẻ kinh hãi, anh, không, anh Hiên, tôi sai rồi anh Hiên, sau này cũng không dám đến thành phố giang tư nữa không các người phải thường xuyên đến sắc mặt tần hiên trầm xuống cậu không đến tôi đánh ai những người này chính là tạm thời tập hợp lại làm một đội lúc này đa số người đều chạy đến mất dạng mấy người tần hiên cũng lười đuổi theo kim thâu lau chùi vết máu trên tay nhổ ra một cuộc đờm danh con chẳng phải là muốn đánh anh hiên sao mày đứng dậy chúng ta tiếp tục tên cầm đầu kia nào dám đứng lên co quắp ngồi dưới đất chịu trận, chỉ kém kêu gào nhà có bà mẹ già 3 tuổi với con thơ 80 tuổi xin tha nữa thôi. Tên cầm đầu bị dọa sợ rồi, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống. Lần này đến thành phố Giang Tư, chính là bị anh lôi kia lừa rồi. Tần Hiên căn bản không phải là người, mà là quái vật, đánh đấm CMN siêu như vậy. Anh Hiên, xin anh tha cho em đi, lần sau em cũng không dám nữa. Kim Thâu vô vùng khó chịu, vừa mới vận động gân cốt thôi mà đám lưu manh này đã không chịu được rồi nếu nói một mình cậu ta xử hơn trăm người này thì quả thực làm khó cậu ta rồi nhưng nếu cậu ta cùng tần hiên hai người thì tuyệt đối có thể ứng phó được rồi nhanh chóng cút đi quay về chuyển lời cho anh lôi của mày cứ nói kim thâu ở thành phố giang tư nói bảo anh ta rửa cho sạch cái cổ rồi chờ đó tần hiên chừng lớn mắt tên kim thâu này chỗ nào cũng có mặt chuyển lời cho anh lôi chẳng phải là nổi danh ở thành phố Giang Thanh sao? Cơ hội làm màu tốt như vậy, làm sao có thể nhường cho cậu ta được chứ? Tần Hiên thanh thanh cổ họng, bảo anh lôi nhà mày chuẩn bị sẵn mồ mả đi là vừa, mấy ngày nữa anh đây sẽ đến lấy mạng chó của anh ta. Câu này đã nhớ rõ rồi chứ, nói cho anh ta là anh Hiên nói. Kim thâu liếc mắt, cũng không nói thêm lời nào. Cậu ta thật đúng là không dám đối nghịch với Tần Hiên, dù sao ở trước mặt Giang Hải, Tần Hiên là lãnh đạo, là một cánh tay phải đắc lực của công ty bảo vệ thành phố Giang Tư. Tên cầm đầu vừa nghe lời này, sợ tè ra quần một lòng muốn chạy. Đột nhiên Tần Hiên nói, vậy thôi đã đi rồi à? Dạ. Tên cầm đầu sợ hãi, vẫn còn chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại muốn đánh thêm trận nữa? Tần Hiên nói, cậu nhìn xuống đất xem, bẩn rồi. Giữa đường cái, vết máu loang lổ, nhưng đây đều là máu của đám lưu manh thành phố Giang Thanh. Tần Hiên bên này còn không có ai bị thương. Tên cầm đầu cũng là một người thông minh, nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ, anh Hiên, em chỉ có từng này, toàn bộ biếu anh. Tần Hiên nhận lấy thẻ, hài lòng nói, xéo đi. Nửa tiếng sau, một đàn em đi từ ngân hàng ra, sắc mặt rất cổ quái. Tần Hiên vừa nghe được trong thẻ có chưa đến 10.000 tệ, tức khắc nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, dám đổ giỡn với ông đây, đừng để ông đây gặp lại mày, nếu còn gặp lại, chắc chắn sẽ xé nhỏ mày ra chấm muối ướt ăn. Thằng cha này quá nghèo rồi. Còn bầy đặt thế lực ngầm ở thành phố Giang Thanh nữa, cũng không sợ mất mặt sao. Phía đông, trong quán karaoke, một đám lưu manh khác dừng xe chặn trước cửa. Những người này vẫn xem như may mắn, bọn họ từ một giao lộ khác xuống cao tốc. Mấy chiếc xe chở trên dưới mười mấy người, xông vào trong phòng karaoke, không nói hai lời đập phá tán loạn sau quầy ba, cô gái làm thu ngân bị dọa sợ phát khóc. ông chủ của cái quán hát này là ai? một người đàn ông cao to lực lưỡng, trên một cánh tay xăm đầy hoa văn, một cánh tay khác xăm hình rồng, thoạt nhìn trông vô cùng hung ác. cô gái thu ngân run run rẩy rẩy không dám nhìn thẳng. giọng khản đặc nói, phòng karaoke là của anh Hiên ạ. anh Hiên, Tần Hiên. hôm nay ông đây đến chính là cho thằng nhãi danh này một bài học. lát nữa nói với tên họ Tần kia cứ nói là đại phúc mã có đến, bảo cậu ta chuẩn bị 10 triệu cho ông đây, còn nữa, việc làm ăn ở thành phố Giang Tư cũng phải chia cho ông đây một nửa. Nghe rõ chưa? Cô gái nhìn bộ dạng hung ác của đại phúc mã, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào, lập tức gật đầu như dã tỏi. Mấy cơ sở kinh doanh đèn mở ở phía đông, Tần Hiên đều sắp xếp đâu ra đấy. Nếu có người nháo sự, nhân viên trong tiệm trước tiên phải bảo vệ chính mình, không cần phản kháng, tất cả anh ta sẽ xử lý cho nên lúc đại phúc mã phái người đập phá cô gái kia không kêu một tiếng nào nhưng mà đại phúc mã cũng không phải người lương thiện gì dù không có ai phản kháng vẫn đánh gãy chân của hai người bảo vệ nói một cách hòa mỹ thì chính là một lời chào hỏi với tần hiên nếu như tần hiên không làm theo lời anh ta nói vậy thì sẽ có kết cục như thế này đánh đập xong xuôi đại phúc mã vẫn không vội đi dặn dò các anh em trông coi ở cửa lại gọi tất cả các chị em gái trong quán hát tụ lại một chỗ người đến đông như đàn côn trùng di cư vô cùng sảng khoái nhưng điều này lại làm cho cô gái ở quầy thu ngân sợ hãi may mắn là đại phúc mã chỉ động tay động chân với cô ấy không làm ra mấy hành động quá giới hạn đợi tần hiên nhận được tin báo vội vàng chạy tới thì đại phúc mã đã đi được một lúc rồi tức giận nắm chặt tay nhìn quán trở thành một mảnh hỗn độn Tần Hiên hận không thể tóm tên cầm đầu ở thành phố Giang Thanh kia trở về đập chết. Tại vì sao lại hận tên cầm đầu ở thành phố Giang Thanh ư? Nếu không phải vì cái thẻ không có tiền kia của cậu ta, Tần Hiên đã có thể chặn được đại phúc mã. Nếu không vì chút lợi lộc nhỏ nhoi này, tên kia còn có cơ hội làm loạn được ở đây sao? Thằng nhãi đại phúc mã này, đánh đập xong dở trò làm bá vương cũng bỏ đi. Cuối cùng vậy mà còn bắt hết cô gái ở quán ba đi, nói cái gì mà đem về chơi mấy năm chơi chán rồi thì trả về những người phụ nữ trong tiệm này đúng là để bán đi không sai nhưng cũng phải là anh tình tôi nguyện chí ít cũng phải trả tiền đằng sau tần hiên một đám anh em tựa như sói con không nhịn nổi từng người từng người đều hung hăng nắm nắm đấm kêu la phải bắt bằng được đại phúc mã bị người ta dẫm lên đầu rồi vậy mà vẫn dám đến thành phố giang tư gây sự còn đập phá khu vực của tần hiên chú có thể nhịn thím cũng có thể nhịn sao. Lúc này, điện thoại ở quầy lễ tân đổ chuông. Cô gái thật cẩn thận dè dặt mà nhìn Tần Hiên, nhận điện thoại. Sắc mặt trắng bệch, cô gái run rẩy nói, anh Hiên, là đại phúc mã. Hử, Tần Hiên ngạc nhiên, đập phá địa bàn của ông đây, còn dám gọi điện đến. Đây CMN là đi tìm chết à. Nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười to đến điên cuồng, họ Tần kia, xem ra mày đã về đến quán hát rồi tao đoán là người của mày đã truyền đạt lại yêu cầu của tao rồi. Giọng nói của Đại Phúc Mã dần trở nên dữ tợn. Họ tần kia, mày nghe rõ đây. Thứ nhất, ông đây cần tiền, tao biết chút tiền đó với mày mà nó trả thấm vào đâu. Thứ hai, ông đây cần địa bàn. Ông đây cũng không cần toàn bộ, một nửa là được rồi. Nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời, tao có thể nhận mày làm đàn em. Quỳ xuống vái ba vái, gọi tao một tiếng ông nội, tao sẽ thu nhận mày, thế nào? Tần Hiên vừa nghe vậy thì tức dựng tóc lên, đây là nói không biết trời cao đất dày sao, thế nào lại làm nhục chính mình vậy? Bảo tôi khấu đầu, được thôi, anh đến thành phố Giang Tư, chỉ cần anh chịu nhận. Đại Phúc Mã cười gần, họ Tần kia, mày đừng có mà mạnh miệng. Anh lôi thành phố Giang Thanh đã lên tiếng rồi, địa bàn ai giành được thì là của người đó. Tao bằng lòng nhận mày làm đệ tử, mày đừng có mà không biết tốt xấu, làm vậy, mày mới giữ lại được cái mạng. Chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp, tao sẽ không làm gì mày đâu, hơn nữa, còn có thể bảo vệ mày. Mày bảo vệ tao, Tần Hiên cười lạnh, mày có bản lĩnh gì để bảo vệ tao? Cũng không sợ cho mày biết, họ Tần kia, tao chính là võ giả. Làm địch với đại phúc mã tao, mày có cái thực lực đó không? Đây là số điện thoại của tao, nghĩ cho rõ ràng rồi hãng gọi lại. Nói xong, đại phúc mã tắt máy ánh mắt tần hiên trở nên lạnh lùng, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. võ giả đại phúc má vậy mà là võ giả, tần hiên không tin cho lắm. võ giả vốn là rất ít, có võ giả nào mà không phải làm ông to tiếng lớn, làm sao mà lại đi làm một tên lưu manh? cho dù có muốn phát triển thế lực ngầm, tranh đoạt tiền, võ giả cũng sẽ không đích thân sắn tay áo ra trận. lần này anh ta không muốn nhẫn nhịn nữa, anh ta muốn giết người, thịt chết đại phúc má. Chuyện ở phía đông, Tần Hiên lập tức trình báo với Giang Hải. Tần Hiên xin được chủ động ra trận, trực tiếp đến xào huyệt của Đại Phúc Mã. Giang Hải suy tính trong chốc lát. Hiện giờ, thành phố Giang Tư tạm xem như yên ổn. Nếu không có mấy loại ruồi nhặng từ bên ngoài đến này, quả thật là quá yên bình. Tập đoàn Uyển như đang xem xét mở rộng ở tỉnh Hải Đông, những tập đoàn tài chính thế gia làm chút chuyện ngáng chân cũng thôi đi, nói thế nào cũng chỉ tính là đấu văn, âm mưu quỷ kế mà thôi. Nhưng những thế lực ngầm này thì không để ý nhiều như vậy, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng là thời điểm để tạo dựng tên tuổi, vì đặt nền móng cho việc phát triển toàn tỉnh của tập đoàn Uyển như sau này. Chuẩn bị xe, đến đây đón tôi. Vừa nghe Giang Hải muốn đích thân ra tay, Tần Hiên hết sức kinh động, trong lòng vô cùng sảng khoái, đại phúc mã, hôm nay chính là ngày rỗ của mày lãng hương thành phố giang tư một cái thị trấn nhỏ hết sức bình thường đại phúc mã đem theo đám anh em ở tạm tại nơi này sao huyệt của anh ta ở thành phố hải hà bôn ba qua lại quá là mệt nhọc đại phúc mã quyết định chọn một nơi như vậy đại phúc mã thật ra cũng không phải một kẻ lỗ mãng trực tiếp khai chiến với tần hiên anh ta biết cho dù là thắng cũng là thắng thảm giết được tần hiên thì chính mình cũng sẽ tổn thất nặng nề như vậy, rất dễ bị đám lưu manh thành phố Giang Thanh này ăn tươi nuốt sống. Đặc biệt là anh Lôi, nói nghe thì hay, địa bàn ai chiếm được thì là của người đó. Nhưng cuối cùng, nếu như anh Lôi dở thủ đoạn lưu manh ra thì phải làm sao? Cho nên, Đại Phúc Mã trước tiên chọn Tần Hiên mà mình chán ghét nhất, nổ phát súng rồi chạy, tuyệt không dây dưa, sản nghiệp của Tần Hiên, chỉ cướp chút tiền ở quán đó cũng đủ cho mấy anh em tiêu xài rồi. Sau đó thì chính là ngắm chuẩn thời cơ, đợi lúc Tần Hiên bị người đánh cho tè ra quần rồi, anh ta sẽ là người đầu tiên đến chiếm địa bàn. Đến lúc đó, anh lôi cho dù có muốn dở thủ đoạn tranh đoạt thì cũng phải cho anh ta đủ lợi ích. Dù sao thì, mọi sự tranh đoạt chẳng qua là một chữ lý lẽ mà thôi. Xuất thân là tên lưu manh, cho dù không trượng nghĩa cũng phải giả bộ trượng nghĩa. Audio điện tử võ tấn bền chương 119, đừng mơ đại phúc mã không có khoác lác anh ta quả thật là võ giả chẳng qua là loại không chính thống mà thôi không chỉ có vậy đằng sau đại phúc mã còn có hào môn ở phương bắc chống lưng tần hiên đối với anh ta mà nói chẳng qua là thằng hề đang nhảy nhót nói diệt liền diệt ngay cả anh lôi ở thành phố giang thanh đại phúc mã hiện tại cũng không sợ chỉ là không muốn bại lộ quá sớm thế lực của mình mà thôi cho dù muốn tiêu diệt anh lôi tốt nhất là làm cho anh lôi và anh bàng lưỡng bại câu thương. Giá tâm của đại phúc mã rất lớn. Lãng hương cũng chỉ có một cái khách sạn, trang thiết bị lắp đặt trả ra làm sao, nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Lúc này, trong khách sạn đang trình diễn một vở kịch tình cảm mãnh liệt. Tiểu trương, hùng phong chẳng ra làm sao cả, làm sao mà nhanh như vậy đã xong việc rồi. Đại phúc mã ngậm điếu thuốc, nhếch miệng cười ma mị, học hỏi đại tượng nhà người ta kia kia, đều đã hơn một tiếng rồi, cô em kia mắt đều trợn trắng rồi nhỉ. Không thì sao lại gọi anh ta là voi cơ chứ? Cũng chỉ có anh đại phúc mã mới có thể so với anh ta thôi, tôi uống thuốc cũng không lâm được như vậy. Trong khách sạn, một trận cười vang. Mấy cô gái ở quán hát ngày thường công việc hầu hết là hát và uống rượu với khách, mấy tư thế này là không được đào tạo, những tên lưu manh dưới chướng đại phúc mã kia, hơn 20 người chính đang ở thời điểm hung mãnh các chị em kêu cha gọi mẹ chịu không nổi ngược lại cũng có mấy người bán nghệ không bán thân, cũng bị đại phúc mã bóc tem. Tay chân bị trói ngược, không nghe lời là sẽ bị đánh. Mấy bà tai rơi xuống, bị thương là không thể tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà cam chịu số phận. Từ lúc bị đưa đến quán hát làm việc, những cô gái này đã biết sớm muộn cũng phải ngủ với khách. Có thể cố gắng hết sức để ít bị thương tổn là tốt nhất, bởi vậy cũng không phản kháng gì. Anh à, hay là chúng ta làm cái trận đấu có thằng đàn em hai mắt phát sáng, trong kia có một cái phòng lớn, chúng ta cùng nhau bắt đầu, xem ai buông vũ khí đầu hàng trước. CMN, ý kiến hay. Đại phúc mã tinh thần hưng phấn. Đừng. Xoang mà. Mấy anh tha cho em đi. Anh Hiên nói phải tự nguyện. Cầu xin các anh đừng cưỡng bức chúng tôi. Tự nguyện con em mày à. Đại phúc mã rút đai lưng ra, vụt vài phát vào đầu với mặt rồi mới thôi cô gái liên tục kêu gào, lại không dám nói thêm một chữ nào. Đại Phúc Mã hừ lạnh, CMN, mại dâm còn bày đặt thuần khiết cái gì? Tiện tay ném ra một tờ tiền mặt, ném vào mặt một cô gái, đây là các anh em thưởng cho các cô, coi như các cô có bán rồi, tiền cũng kiếm rồi, vừa lòng rồi chứ. Ha ha ha. Đúng nhỉ, đưa tiền rồi, ông đây sẽ không phải là cưỡng bức các coi nữa rồi. Ha ha. Vẫn là đại ca thông minh, đưa tiền chính là mua bán rồi. Nhận tiền rồi, nhớ phải hầu hạ ông đây cẩn thận. Nào nào nào, các anh em, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Trong phòng, tiếng kêu cha gọi mẹ liên tục vang lên thảm thiết. Muốn tìm được đại phúc mã cũng không phải chuyện gì khó. Tần Hiên đem theo người đạp cửa xông vào, phía sau là thất hồn với Giang Hải. Một đám người vào cửa, Giang Hải tìm một chỗ ngồi xuống, liếc qua ông chủ khách sạn, Kim Thâu lập tức kéo ông chủ khách sạn đến một gian phòng. Đại Phúc Mã đang lúc cao hứng, cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Còn không biết xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, bị đánh cho một trận đổ ập người xuống. Toàn thân đau nhức, đến cả dưới hông cũng cảm thấy thương hại nghiêm trọng. Đại Phúc Mã kêu to thảm thiết, trên đầu còn bị cái túi trùm kín. Nếu như bảo Tần Hiên thu thập Đại Phúc Mã, thật đúng là phải dùng hết sức mới được, bởi vậy, thất hồn ra tay thay anh ta. Cục tức này của Tần Hiên thật khó mà nuốt trôi được, những cô gái trong đây đều là người trong quán của anh ta, hiện giờ đều bị làm nhục đến không ra hình người nữa rồi. "Ai, chúng mày là ai, Đại Phúc Mã muốn vùng vẫy?" Tần Hiên tiến lên, đánh đập điên cuồng vào đầu anh ta, thẳng đến mệt đứt hơi mới dừng tay. Đại Phúc Mã, cũng bị đánh đến thoi thóp hơi tàn. Anh ta là võ giả, vậy mà bị người đánh lén. Trên đầu bị trùm lại, cố gắng cuộn tròn thân thể cố gắng làm cho bản thân ít bị chịu đòn vào chỗ hiểm nhất có thể. Trong lòng kinh hãi, đây CMN là đám người gì, tại sao người đến nơi rồi mà anh ta không cảm giác được? Trong đầu nhất thời nghĩ ra vài chữ, võ giả. Đối phương nhất định là võ giả, hơn nữa còn không chỉ là một người. Xong rồi, đây là đụng phải người khó chơi rồi. Đại Phúc Mã không hiểu, sao mình lại chọc dính đám người như vậy, những người này rốt cuộc là ai? Thắng đến lúc đại phúc mã với đám đàn em kia bị đánh đập đến không thể động đậy, lúc này mới bị kéo như kéo chó chết từ trong phòng ra ngoài. Giang Hải chậm rãi nhả khói thuốc, sắc mặt âm trầm. Đột nhiên bị lột bỏ trùm đầu, ánh sáng làm chói mắt. Tần Hiên giáng cái hai phát tát, tên nhãi danh này, đánh chết. Một hồi lâu, đại phúc mã mới thích ứng được với ánh sáng, mới nhìn thấy một đám người vây quanh mình. Có một tên nhóc cực kỳ chói mắt, tóc thế mà nhuộm thành màu xanh lục. Nhưng, đàn em của Đại Phúc Mã, mấy cây gậy đập xuống, từng người từng người đều ngoan ngoãn quỳ xuống, liên tục cầu xin tha mạng với Giang Hải. May là Tần Hiên, giọng Đại Phúc Mã phát run. Không đúng, đây với tình báo không khớp. Tần Hiên là có chút thủ đoạn, nhưng phía dưới anh ta lấy đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa, tuổi tác tựa hồ cũng không đúng. Nhưng, có một điểm Đại Phúc Mã biết rõ, đó là lần này anh ta xong đời thật rồi. Giang Hải ngồi ở trước mặt, mí mắt cũng không nâng lên chút nào, lần đầu gặp mặt, tôi tự giới thiệu, tôi tên Giang Hải. Thành phố Giang Tư, là của tôi. Việc buôn bán ở phía đông, là của tôi. Những cô gái bị các người làm nhục bên trong, cũng là nhân viên trong quán của tôi. Đại Phúc Mã Mơ Hồ, đây thật sự không giống. Ít hầu cuồn cuộn, trong tim kinh hoàng, tay chân Đại Phúc Mã nhũn ra, Thành phố Giang Tư là của người gọi là Giang Hải trước mắt này sao? Vậy Tần Hiên lại là ai? Tần Hiên là tên nhóc trẻ tuổi ở trước mặt. Đây CMN sao có thể? Trong lòng anh ta thầm chửi rủa. Anh lôi, cái tên khốn kia, quá biết lừa người rồi, đây có khác gì bảo anh em đi chịu chết. Nhìn ra nghi hoặc của Đại Phúc Mã, Giang Hải hờ hững nói, Tần Hiên chỉ là người làm việc cho tôi mà thôi. Bây giờ, Đại Phúc Mã hiểu rồi. Thì ra, Giang Hải mới là ông trùm của thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đến môi cũng không có chút màu máu. Có thể sai khiến Tần Hiên, có thể khiến cho mấy tên võ giả đi theo. Giang Hải này, có thân phận gì? Phải biết rằng, chỉ có mấy nhà hào môn bậc nhất ở tỉnh Hải Đông mới có năng lực khiến một võ giả làm việc cho họ. Quan trọng nhất là, vấn đề không phải là có thể mời được võ giả làm việc hay không mà là làm gì có nhiều võ giả như vậy? Cậu tên Đại Phúc Mã, lá gan cũng thật không nhỏ. Đến thành phố Giang Tư cướp địa bàn, hỏi qua tôi chưa? Chẳng lẽ cậu chưa nghe qua câu nói như thế này? Người đến thành phố Giang Tư gây sự, tôi sẽ tự mình chọn một nấm ngổ phong thủy tốt nhất cho người đó. Lời này cậu có biết không? Lời này Đại Phúc Mã thật đúng là đã nghe qua. Đe dọa đại lão ở thành phố Giang Thanh, đây là ăn tim gấu gan hùm rất nhiều người trong bụng phỏng đoán có lẽ chính là vì câu nói này chọc giận anh lôi ở thành phố giang thanh nên mới triệu tập người đi diệt tần hiên đập bảng hiệu của giang hải hủy hoại việc làm ăn của anh ta làm bảo vệ bị thương còn bắt người của anh ta đi đại phúc mã biết lúc này cho dù anh ta có quỳ xuống dập đầu cũng vô ích giang hải tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta nếu đã như vậy đại phúc mã đưa ra quyết định khó khăn hung hăng cắn chặt răng vươn thẳng cổ nói, mày không cần cố làm ra vẻ. Thành phố Giang Tư là của mày, ai chiếm được thì là của người đó. Danh con, người ở thành phố Giang Thanh đã để ý đến mày rồi, sớm muộn gì mày cũng phải chết. Chậm rãi, tỏ ra mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy. Đại Phúc Mã nghiến răng nghiến lợi nói, mày có biết người đứng sau chống lưng cho tao là ai không? Đến lúc này rồi, Đại Phúc Mã vẫn còn khua môi múa mép. Mấy người tần hiên, Kim Thâu sớm không nhịn nổi nữa rồi, hận không thể ngay lập tức đánh chết tên nhãi danh này. Đại Phúc Mã, thật sự cho rằng anh lôi ở thành phố Giang Thanh có thể làm gì được Giang Hải sao? Thật sự tưởng sau lưng có thế lực gì có đủ sức mạnh mà nói với Giang Hải những lời này. Tần Hiên với Kim Thâu, tuy rằng cũng không biết Giang Hải đến cùng có bối cảnh gì. Nhưng tuyệt đối không phải người mà ở tỉnh Hải Đông có thể chọc được. Hiện giờ, thiên lương đều hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như, đây là chứng minh điều gì bối cảnh của giang hải là vô cùng lớn người ở thành phố giang thanh để mắt đến tôi rồi sao phía sau cậu lại là cái bối cảnh gì nói nghe xem nào giang hải không nhanh không chậm nói con người đại phúc mã co rút lại anh ta thấy giang hải không căng thẳng chút nào tâm tình lập tức trở nên bất an trái ngược mặt giang hải còn bình tĩnh như nước lặng tựa như hoàn toàn không thèm để tâm ánh mắt đó còn lộ ra sự khinh thường tựa như vương giả nhìn từ trên cao xuống, đang nhìn xuống loài run dế vậy. Đại Phúc Mã không cho rằng Giang Hải bị điên, người có thể khiến loại người như Tần Hiên phục tùng, sao có thể là kẻ bị tâm thần được. Trái lại, điều này đủ để nói rõ Giang Hải có đủ sức mạnh. Mày rốt cuộc là ai? Đại Phúc Mã rốt cuộc cũng hỏi ra câu này. Trong lòng bàn tay toàn là mồi hôi. Lúc hỏi ra những lời này, hai hàm răng Đại Phúc Mã va vào nhau cầm cập, chính là đang run rẩy chuyện ở thành phố giang thanh không cần cậu phải lo nghĩ nhiều nữa tôi chỉ là muốn biết cậu đến thành phố giang tư gây sự đã nghĩ tới hậu quả chưa quán hát bị cậu đập rồi phải ngừng kinh doanh bao lâu đây tiền bị cậu cướp rồi hai chân của bảo vệ cũng bị gãy rồi người của tôi cũng bị mấy kẻ xúc sinh các cậu làm nhục rồi những tổn thất này đền bù như thế nào giang hải cúi người hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào hai con mắt đang sợ sệt của đại phúc mã tôi cũng không bắt nạt cậu nào cậu nói xem những tổn thất này cậu định bồi thường như thế nào bồi thường bao nhiêu đại phúc mã mặt tái mét đối diện với giang hải vừa sợ hãi vừa không cam lòng đằng sau lưng anh ta là có thế lực lớn ở phương bắc chống lưng lẽ nào giang hải chưa nghe đến bối cảnh của anh ta sau lưng tao có đại gia tộc ở phương bắc nâng đỡ mày xác định là muốn trở mặt với tao sao? Đánh tao, chính là đánh vào mặt bọn họ. Giang Hải cười lạnh, cậu đây là không định bồi thường sao? Lời này của Giang Hải vừa thốt ra, mấy người tần hiên, Kim Thâu liền tiến lên mấy bước, lúc nào cũng có thể phế Đại Phúc Mã. Nhìn thấy ánh mắt của Giang Hải, Đại Phúc Mã không nhịn được dùng mình một cái, như ngã xuống hầm băng. Cũng không dám tiếp tục ra mồm nữa. Nếu như Giang Hải muốn tiền, Vậy thì mình vẫn có thể giữ lại được mạng. Đầu óc xoay rất linh hoạt, trước mắt chỉ có thể bỏ qua thiệt thòi trước mắt, muốn chừng trị Giang Hải, tương lai còn dài. Đại Phúc Mã không tin, gia tộc Phương Bắc ra tay, Giang Hải còn có thể nghịch thiên. Muốn tiền, mày muốn bao nhiêu? Giang Hải gật gật đầu, dường như hơi hài lòng câu trả lời của Đại Phúc Mã, ngẩng đầu nhìn Tần Hiên. Tần Hiên nhấc chân liền đạp Đại Phúc Mã ngã nhào ra đất, hừ lạnh một tiếng muốn nói bị đánh võ giả này quả thật là không bình thường chim trong quần bị đạp bẹp một trận lúc này thế mà bình phục đến bảy tám phần tần hiên trong lòng thầm nghĩ cái này không phải là luyện được mình đồng ra sắt cho thằng nhỏ đấy chứ chốc nữa làm xong chuyện lại đá mấy phát nữa thử xem rốt cuộc muốn xem xem có thể đá nát thằng nhỏ của gã được hay không để tao tính qua một chút sửa chữa lại phòng hát tổn thất từ việc đình trệ kinh doanh Tiền mặt bị các người cướp đi, phí điều trị cho bảo vệ, phí tổn thất tinh thần của mấy cô gái bị các người hủy hoại trinh tiết. Tính tổng thiệt hại thì chỉ cần 100 triệu tệ là đủ rồi. 100 tỷ, cầm đại phúc mã suýt chút thì đập xuống đất, mày sao không đi ăn cướp đi? Dám mở miệng đòi 100 tỷ, cũng không sợ cắn dính đầu lưỡi. Tần Hiên cười khẩy, ơ, thế mày tưởng ông đây không phải đi cướp à? Đây thôi, đang cướp nè chương 120, đi đâu đó. Tiền thì không có, chỉ có cái mạng này thôi. Đại Phúc Mã vẫn kiên cường. Anh ta tin chắc, Giang Hải không dám giết anh ta, dù sao đã có gia tộc Phương Bắc làm chỗ dựa. Giang Hải chậm rãi nói, "Tần Hiên, thành phố Giang Tư sắp xây một đại học y. Chúng tôi không có món quà gì để tặng, vậy thì tặng người hiến xác đi." Cái gì là người hiến xác? Vật thí nghiệm trong viện y học được gọi là người hiến xác? đây là cách gọi tôn trọng của các nhà học giả đối với thân thể được hiến tặng. Con mắt của Đại Phúc Mã co rút lại, chỉ cảm thấy đằng sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Người hiến xác, Giang Hải, thật độc ác, cho dù giết chết anh ta cũng không thấy bằng lòng, còn muốn đem anh ta làm thành vật thí nghiệm để mọi người bấn cợt. Giang Hải nhìn anh ta cười, để anh trở thành người hiến xác cũng là nỗi khổ tâm của tôi, dù sao vẫn là một loại chuộc tội. Vì phương đông đào tạo nhân tài y học, cần một chút đồ dạy học. Giang Đại Phúc mã đập vào nhau lập cập, nói đến làm thành tiêu bản, Giang Hải vẫn cứ rửng dưng lẽ nào, giết một người đối với anh ta mà nói không đáng nhắc tới như vậy. Anh dám giết tôi. Tần Hiên đạp Đại Phúc mã một cái, con mẹ mày, mày nghĩ mày lợi hại hơn ông Lương của thành phố Giang Tư sao? Ông Lương, rất có tiếng tăm, Đại Phúc mã đã nhiều lần nghe qua. Quả nhiên, nghe thấy đại danh của ông Lương, Đại Phúc mã lập tức không còn sức lực nữa, sợ đến mức cả người run rẩy. ông Lương, thật sự chết trong tay Tần Hiên. Anh ta không biết ông Lương thật ra là do Giang Hải giết, Tần Hiên, chẳng qua là mượn cái danh này để tin tướng mà thôi. Trước đây anh ta không tin, bây giờ, nhìn thấy bên cạnh Giang Hải có mấy người võ giả, anh ta đã tin rồi. 100 tỷ, đại phúc mã cắn răng, anh ta hiện tại có thể có bao nhiêu tiền. Tiền trong tay cũng không phải tất cả đều là của anh ta trong đó phần nhiều là gia tộc phía Bắc cho anh ta mượn để gây dựng thế lực. Tần Hiên vừa nói đã lột sạch tiền của anh ta rồi. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Đại Phúc Mã, Tần Hiên đã biết, trong tay anh ta, thật sự có 100 tỷ. Sắc mặt dữ tợn, nói cho mày biết, quy định của tao là như vậy, bây giờ là 100 tỷ, sau 5 phút sẽ biến thành 110 triệu rồi. Sau 10 phút sẽ là 120 triệu, nếu như mày kéo dài trên một tiếng giả vờ luống cuống gãi đầu, xem này, đầu óc tao kém quá, học toán cũng không được giỏi. Kim Thâu bên cạnh hỏi, 200 triệu hay là 300 triệu? Lấy điện thoại di động ra, tùy tiện liếc nhìn, đã qua 4 phút, mày cứ suy nghĩ tiếp đi. Nào đã được 4 phút, đại phúc mã suýt chút nữa thổ huyết, thời gian của nhà anh ta trôi nhanh như vậy sao? Thời gian điện thoại của ông đây nhanh như thế đấy, mày không phục à, muốn đánh tao à? Tần Hiên nhạo báng anh, anh thực sự, quá ngông cuồng rồi. Sắc mặt đại phúc mã khó coi đến cực điểm, dưới cơn giận dữ gào thét nói, có biết hay không, số tiền này là của nhà họ Hoàng Phương Bắc đó. Đại phúc mã cười lớn, nhà họ Hoàng Phương Bắc, vốn tao cũng không muốn nói ra, chúng mày đã muốn chết, vậy tao sẽ nói cho chúng mày biết, tiền, tao có thể đưa, nhưng chúng mày có dám cầm không? Đùng, một cái tát đánh đại phúc mã ngã lăn quay, tần hiên còn không ngừng tay, tiến lên đánh người mấy cái tát ở hai bên mãi đến tận khi mặt đại phúc mã xương phù mới dừng tay. Nói chuyện với anh Giang, anh tốt nhất lịch sự chút. Tần Hiên lạnh lùng nói, còn 10 giây cuối cùng. 10. 9. Đại phúc mã vừa vội vừa giật, anh ta nhìn ra rồi, Giang Hải, thật sự dám biến anh ta thành người hiến xác Dù cho anh ta có nhà họ Hoàng Phương Bắc chống lưng cũng vô tích sự, dù cho số tiền kia là nhà họ Hoàng đưa cho anh ta dùng đến phát triển địa bàn. Giang Hải cũng không quan tâm, anh đã muốn ra tay, thì căn bản sẽ không có chút lưu tình nào. 5 phút đồng hồ trôi qua, bây giờ là... Tần Hiên lại giả bộ cúi đầu xem thời gian. Tiền, tôi đưa, tôi đưa. Âm thanh càng ngày càng nhẹ, số tiền kia nếu như thật sự đưa rồi, có thể cầm về hay không không liên quan gì đến anh ta nữa. Bị Giang Hải trà đạp một trận, anh ta còn đắc tội với nhà họ Hoàng Phương Bắc. Các anh nói lời thì phải giữ lời, tôi đưa tiền, các anh phải thả tôi đi, còn có các anh em của tôi nữa." Giang Hải mỉm cười, "Tôi là người làm ăn, điều này là chắc chắn." Đại Phúc Mã hiện tại chỉ muốn mạng sống, 100 tỷ thì thế nào, có thể quan trọng hơn mạng sống sao? Chờ Giang Hải thả bọn họ, Đại Phúc Mã sẽ lập tức báo cáo chuyện này cho nhà họ Hoàng. Đương nhiên, anh ta sẽ không thể nói là mình chủ động chọc giận Giang Hải. Chính là nói Giang Hải nghe tiền là của nhà họ Hoàng mà vẫn cướp đổ tội lên đầu giang hải có lẽ bản thân cũng không có chuyện gì cả mà giang hải đúng là quá xui xẻo rồi phải biết nhà họ hoàng thực ra là nhà quyền thế lớn há là người mà anh ta có thể trêu chọc được giang hải vung tay đứng dậy đi ra ngoài kim thâu lập tức tiến lên đưa ra một số tài khoản để đại phúc mã chuyển tiền qua đại phúc mã nào còn dám do dự lập tức chuyển tiền vào tài khoản nhìn thấy thông báo tiền về Tần Hiên liên tục cười lạnh. Mạng của mày được bảo vệ rồi. Đại Phúc Mã lảo đảo đứng dậy, gọi mấy tên đàn em rời đi. Chờ chút, tao có nói mày có thể đi rồi à? Vừa nãy không phải đã nói chỉ cần tôi đưa tiền, Đại Phúc Mã nổi giận, Tần Hiên lại lật lọng. Tần Hiên biết trong tay Đại Phúc Mã còn có tiền, nếu như không ép khô anh ta, sẽ thấy có lỗi với mình. Tôi vừa nãy có nói vậy sao? Tần Hiên gãi đầu ánh mắt không có ý tốt nói rõ tất cả, tôi nhớ là chưa từng nói vậy. Tần Hiên là chưa từng nói, nhưng mà Giang Hải nói. Đại Phúc Mã sững sờ, chửi ầm lên. Họ Tần kia, mày đang chơi tao đấy à? Tao phải liều cái mạng này cũng phải. Đùng, lại là một bà tay. Tần Hiên cau mày, với ai cơ? Ông đây đã nói cho mày biết, ông đây chính là cướp, mày không hiểu hay là bị điếc? Mang hết tiền ra đây, không được giữ lại một xu đại phúc mã muốn giấy giụa một đám đàn em xông lên định đánh một trận cuối cùng đại phúc mã vẫn hậm hực làm theo trên tài khoản của anh ta chỉ còn dư lại một ít tiền như vậy đại phúc mã vẫn chưa đi được tần hiên nói với lục mào những người này tất cả để trói chặt cho người mang vào trong đồn cảnh sát đi nên xử bao nhiêu năm thì xử bấy nhiêu năm đại phúc mã như muốn phát điên đầu nổi gân xanh giận dữ hét lên, tao đờ cờ mở ông nội nhà mày, Tần Hiên, mày chết không được tử tế, mày là đồ hèn hạ, vô liêm sỉ. Thả tao ra, mau thả ông đây ra. Mày hãy nhớ lấy, ông đây có làm ma cũng không tha cho mày. Tần Hiên thở ơ, rừng dưng ném mấy quyển sổ nhỏ xuống, trong đó ghi chép việc phạm pháp của Đại Phúc Mã. Có rất nhiều người ghét tao, nhưng chúng có làm gì được tao đâu. Kim Thâu vỗ vỗ mặt Đại Phúc Mã, mở cuốn sổ kia ra, xem thử đi, trên đây viết có gì oan uổng không nếu có tôi nói giúp anh đại phúc mãi nhìn vài tờ cả người đều co quắp lại bản thân mình từng làm những chuyện này ngay mình cũng không nhớ rõ ràng như quyển sổ này ghi chép hơn nữa chuyện xấu này viết ra còn chứng cứ xác thực lạnh cả sống lưng mồ hôi chảy róc rách đại phúc mã ngứa cả ra đầu quá độc ác người cũng đánh rồi tiền cũng lấy rồi cuối cùng còn muốn tống bọn họ vào ngục. Ngồi liệt xuống đất, đại phúc mã biết, đời này của anh ta, coi như xong rồi. Cái gì là được nhà họ Hoàng Phương Bắc nâng đỡ, cái gì là đại ca của thế lực ngầm, cái gì là tạo ra một địa bàn rộng lớn. Tất cả những thứ này, đều như là một giấc mộng. Đại Phúc Mã cho rằng vậy là xong rồi, nhưng còn chưa có kết thúc. Tần Hiên rất có hứng thú với, chứng của anh ta, liên tiếp đá hai phát, phát hiện xác thực không dễ nát như vậy xem ra luyện võ còn có thể tăng cường năng lượng của vụ kia, Tần Hiên thầm nghĩ, sau này nhất định phải tăng cường luyện tập. Không phải để lợi hại trên giường, không phải, xem như phải thì anh ta cũng không thừa nhận. Trên đường trở về thành phố, Giang Hải lạnh nhạt nói. Bảo vệ bị thương, dựa theo tiêu chuẩn đưa tiền trợ cấp cho họ. Tần Hiên nói, cho chút phí thuốc men là được, tiền trợ cấp là cho người chết. Sau này, đây chính là quy định không thể để cho người ta bị thương không không thế được. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể khiến lòng người trung thành. Bất luận thế lực bề nổi hay là thế lực ngầm, những anh em này sẽ không sợ hãi, kiên quyết đi theo chúng ta. Mặt khác, những cô gái bị đại phúc mã cướp bóc, phát cho mỗi người 50.000 tệ. Tần Hiên lại không làm, cao mày nói, anh Giang, không phải tôi hẹp hòi, nhưng bọn họ vốn dĩ là hành nghề bán thân mà. Không phải chỉ là bị người ta ngủ thôi sao, tùy ý cho ít tiền nước mắt là được rồi. Giang Hải lắc đầu một cái, trong quán chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta phải quản, hơn nữa phải quản thật tốt. Những cô gái này, không phải bọn họ trời sinh đã hèn hạ. Theo tôi được biết, có hai người xuất thân ở trong núi, trong nhà quá nghèo, lại không được học hành gì. Gánh nặng của cả gia đình đè nặng lên vai một cô gái, ngoại trừ bán thân, cậu nói xem, cô ấy có thể làm cái gì để kiếm được nhiều tiền như vậy. Mỗi người đều có hạnh phúc của mình, mỗi người cũng đều có sự bất hạnh riêng. Giang Hải không phải chúa cứu thế, nhưng cho dù đối phương là ai, đều phải cho họ đầy đủ sự tôn trọng. Đây cũng chính là quy tắc của Giang Hải. Không có ai cao ai thấp. Tần Hiên nhanh chóng gật đầu, lập tức xin chỉ thị, số tiền này, ngoại trừ bù đắp tổn hại, còn dư lại có phải là còn dùng làm công ích. Trong thành phố có mấy khu chung cư cũ, ở trong đấy đều là người già, số tiền này giang hải gật đầu xài như thế nào là chuyện của anh tôi chỉ có một điểm cần nói mỗi một đồng tiền đều cần phải tiêu chính đáng trên xe ánh mắt mấy người kim thâu cũng sáng lên bọn họ kính trọng giang hải không chỉ có là đối với bọn họ ra sao số tiền này dùng làm từ thiện cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ kính trọng giang hải không thiếu tiền nhưng không có nghĩa vụ cống hiến vì người khác bao gồm cả tần hiên tất cả mọi người đều có một cảm giác là đại hiệp cướp của người giàu chia người nghèo khó, chừng ác đẩy thiện, đây không phải là việc bọn họ đang làm sao? Giang Hải chậm rãi nói, gần đây cũng chú ý một chút, mấy kẻ bên thành phố Giang Thanh sẽ không yên phận đâu, khẳng định sẽ còn cho người đến phá nữa. Đây là tặng tiền cho chúng ta đó, chuẩn bị tốt rồi, nhất định phải thu được một khoản lớn nữa. Tần Hiên, Kim Thâu, còn có một vài người khác. Mắt nhất thời sáng lên, cứ như mấy con ruồi nhìn thấy món ăn yêu thích vậy hưng phấn suýt chút nữa khóc lên. Đây cũng coi như một phần sự nghiệp của bọn họ rồi. Giang Hải quét sạch sẽ thế lực ngầm của thành phố Giang Tư, điều này khiến cho rất nhiều người đỏ mắt, đều muốn đến thành phố Giang Tư chia một chén canh. Giang Hải cũng không sợ bọn họ đến, ai lại đi từ chối thần tài đến thăm chứ? Tin tức ở thành phố Giang Tư rất nhanh truyền đến thành phố Giang Thanh, thậm chí toàn bộ tỉnh Hải Đông đều chấn kinh. Tần Hiên mang theo không tới 10 người đánh khoảng 100 người chạy trối chết. Đại phúc mã vô duyên vô cớ tiến vào cục cảnh sát, nhưng phạm vào chuyện gì không ai biết. Rất nhiều người suy đoán, chuyện này là Tần Hiên làm, nhưng cũng không có chứng cứ gì. Chương 121, lão đại đang phải đền tiền. Thành phố Giang Thanh, sau khi nhận được tin tức, Lôi đại ca thịnh nộ. Giơ tay lấy món đồ mô phỏng chén sứ hình con gà ném vỡ tan tành. Tuy là đồ mô phỏng nhưng giá trị cũng rất xa xỉ. Một đám phế vật, ăn hại. Lôi đại ca không nén nổi tức giận, trên dưới 100 người bị 89 người đuổi đánh chạy ngã đầy đường. Đây là đầu gấu xông vào nhà trẻ sao, như vậy, mặt mũi lôi đại ca cũng không biết để đâu, biến thành trò cười cho toàn bộ thế giới ngầm rồi. Lôi đại ca có thể tưởng tượng được, bàng đại ca cũng nhận được tin tức, chưa biết chừng đã cười lộn mắt lên đầu luôn rồi. Lôi đại ca giận dữ quát, người đâu, Triệu tập mọi người cho tôi, ông đây tự mình đi thành phố Giang Tư. Lúc này, tên quân sư dâu cá chê kia vội vàng lại ngăn cản, anh lôi, anh không thể đi. Đã bị tên nhãi này cưới lên đầu rồi, tôi muốn cho nó chết. Lôi đại ca cả giận nói. Quân sư quạt mau thấp giọng nói, bàng đại ca bên kia vẫn không có tin tức gì, chuyện này tôi thấy nên để lắng xuống thì tốt hơn. Anh lôi, anh đừng quên, mà lão nhị xảy ra chuyện chính là ở thành phố Giang Tư đã qua lâu như vậy bàng đại ca vẫn không có động tĩnh gì vừa dứt lời lôi đại ca lập tức nheo mắt lại cái lão cáo già bàng đại ca kia chịu thiệt rồi nào có thể không đi trả thù được chứ nhưng lão ta vì sao vẫn luôn án binh bất động không có động tĩnh gì điều này thật khiến cho người ta nghi ngờ lôi đại ca suy nghĩ rồi hỏi anh có ý kiến gì hay không cơn tức này khẳng định là nuốt không trôi được đầu tiên là em vợ gã bị phế sau là tần hiên buông lời độc ác đe dọa còn làm cho ông ta phải trơ mắt mà chờ đợi nửa đời lăn lộn giang hồ lôi đại ca nào có thể để kẻ nào làm nhục như vậy quân sư quạt mo cười gian nói thành phố giang tư đại nhân vật chân chính là tên giang hải kia chứ không phải tần hiên nhưng điều này có vài người lại không biết lôi đại ca gật đầu anh rốt cuộc muốn nói gì quân sư quạt mo nói người xưa có câu ba đánh một không chuột cũng què cứ cho là tần hiên có chút bản lĩnh đi chẳng lẽ có thể đối đầu với toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông sao? Chỉ cần anh lôi mở lời, chẳng khác nào mấy tin nóng đăng trên truyền hình. Ai có thể mang đầu Tần Hiên tới thành phố Giang Thanh, thành phố Giang Tư, chính là của người đó. Lôi đại ca thầm nghĩ, ánh mắt sáng lên, đã ra trọng thưởng tất có dũng phu, hơn nữa, chúng ta gần như cũng không cần làm cái gì. Ngay sau đó, lôi đại ca cười to, ai có được thành phố Giang Tư cũng không quan trọng, không phải cuối cùng cũng phải quỳ trước cửa chúng ta sao chỉ cần ông đây hứng lên thành phố giang tư thu về bất cứ khi nào cũng được thành phố giang tư đúng là vùng đất tốt lôi đại ca nói trong lòng đang ảo tưởng có tập đoàn uyển như loại cửa thú ngậm vàng này thành phố giang tư có muốn không phát triển cũng khó nắm giữ được thế lực ngầm của thành phố giang tư dùng chút thủ đoạn có được một bộ phận cổ phần tập đoàn uyển như không phải chuyện khó nếu như nuốt chửng toàn bộ tập đoàn Uyển Như cũng không phải không có khả năng. Lôi Đại ca lại nói, anh đi một chuyến tìm anh Sai, để bọn họ ra tay không dấu vết, nhanh chóng làm tập đoàn Uyển Như lâm vào thảm cảnh đi. Thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như. Cố Uyển Như và Lan Kiều hai người đang ở chủ trì cuộc họp. Mọi người ở đây, sắc mặt mỗi người đều nghiêm trọng. Hiện giờ tập đoàn Uyển Như cũng không thiếu vốn lưu động, chỉ cần tập trung từ những bên hợp tác đã có số lượng lớn tiền mặt. Thời gian đầu khi các dự án trong tập đoàn bị chặn lại, tập đoàn Uyển Như đã phát thông báo. Tập đoàn Uyển Như phải thành lập hệ thống marketing thuộc về chính mình. Bỏ một số vốn lớn, tạo ra mạng lưới tiêu thụ. Từ nay về sau, tập đoàn Uyển Như sẽ không sử dụng bất kỳ kênh bán hàng nào khác nữa, tất cả sản phẩm mang kỹ thuật sản xuất của tập đoàn Uyển Như thống nhất tự tiến hành tiêu thụ. Trong thời gian ngắn vài ngày, bởi vì tài chính đúng chỗ, Nơi tập trung hơn 20 kho hàng tỉnh Hải Đông khởi công xây dựng. Tất cả kho hàng, nơi lưu trữ, tiêu thụ, hàng hóa, quản lý, kinh doanh đều thành một thể. Lúc này tập đoàn Uyển Như không còn tính giá thành. Tất cả chỗ này, dưới tình hình tài chính đầy đủ tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng đây cũng là lý do lo lắng của cấp cao tập đoàn. Tiêu tiền quá nhanh, điều này đối với tập đoàn Uyển Như sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xây dựng tài chính thậm chí có người đề nghị để không ảnh hưởng đến khuếch trương công ty, việc xây dựng tòa nhà tổng bộ tập đoàn Uyển Như thành phố Tây sẽ tạm thời hoãn lại. Đối với việc này, Lan Kiều kiên quyết phản đối. Tòa nhà tổng bộ tập đoàn Uyển Như sẽ là bộ mặt của tập đoàn Uyển Như, phải đảm bảo chất lượng hoàn thành đúng thời hạn. Cuộc họp đang khẩn trương tiến hành, vài vị lãnh đạo thành phố Giang Thanh đã ngồi không yên. Mới đầu, những vị lão thế gia ngăn chặn tập đoàn Uyển Như này Nghe nói Cố Uyển Như xây dựng hệ thống tiêu thụ của mình chỉ cười khẩy. Hiện giờ thì bọn họ cười cũng không cười nổi nữa rồi. Không những không cười nổi, còn kinh hãi toát hết mồ hôi hột. Ngay không lâu trước đây, những vị lão thế gia này vì lừa dối những bên hợp tác từ bỏ tập đoàn Uyển Như, cùng những người này đã ký một thỏa thuận bí mật. Tạm thời ngừng tiêu thụ sản phẩm tập đoàn Uyển Như, tổn thất thời điểm này bọn họ sẽ gánh chịu. Tập đoàn Uyển Như kiên trì không được bao lâu, Đến lúc đó sẽ phải quay đầu cầu xin quay lại kênh mua bán. Mà bây giờ một ván cờ hay đã làm bọn họ xấu mặt. Số tiền đổ vào kênh mua bán kia chắc chắn là phải bồi thường, nhưng hiện tại kết quả lại không như họ mong đợi. Trong phòng họp cũng như vậy, không khí vô cùng căng thẳng. Ngồi hàng dài hai bên bàn là các vị lãnh đạo cấp cao thành phố Giang Thanh. Một đoàn lãnh đạo đang bồi thường tiền. Ai nói cho tôi biết giờ phải làm như thế nào? trộm gà không thành còn mất nắm gạo giờ giải quyết như thế nào đây mọi người biết không thời gian này vì thiếu mất sản phẩm của tập đoàn uyển như hàng hóa công ty chúng tôi tổn thất rất nghiêm trọng người khác nói không phải chỉ chút tiền hàng thôi sao biết tôi thiệt hại bao nhiêu không trước đây còn có thể bán được sản phẩm tập đoàn uyển như giờ sao nào mang những thứ đã bàn trước đây bồi thường cho tôi điều này còn chưa quan trọng một người vỗ bàn nói, chúng ta vẫn phải bồi thường cho những kênh bán hàng đó, đúng như thỏa thuận, mỗi người chúng ta mỗi ngày đều phải đập vào đó 30 triệu. Khoản tiền đó là ai đứng lên giả đây? Thiệt hại của chúng tôi, ai phụ trách? Thương nhân trục lợi, vốn dĩ cũng không có gì xấu. Thời điểm thuận lợi thì như một đám ruồi bọ đậu trên đống phân, đuổi cũng không đi. Lúc này, cũng chẳng phải thời điểm tốt, hơn nữa còn thua lỗ rất nhiều tiền nhiều người có suy nghĩ giải tán rút lui, chỉ là không một ai dám đứng ra nói trước. Cùng nhau đối phó tập đoàn Uyển Như, ý tưởng thật tốt biết bao, mà hiện thực kết quả làm người ta muốn khóc. Mọi người đầy một bụng tức tối, mà mắt lại đồng thời nhìn về phía cô chủ ung gia vừa kết hôn còn chưa đi hưởng tuần trăng mật, ung tiểu ni. Vài người trong lòng đang dỉ máu, vốn là cùng hợp tác làm ăn với tập đoàn Uyển Như, đột nhiên lại làm ra chuyện ngu ngốc này đúng là đem dưa hấu ném đi, đến hạt vừng cũng không có mà nhặt. Đã không gặm được miếng thịt nào của tập đoàn Uyển Như, còn bị những kênh bán hàng đó cắn lại. Những người này lại có thể ngồi chung bàn, hoàn toàn bởi vì nhà họ sai. Chủ ý cùng nhau công kích tập đoàn Uyển Như cũng từ ung ra mà ra. Khuôn mặt béo phù của ung tiểu ni âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt híp lại, làm người ta còn tưởng cô ta đang nhắm mắt dưỡng thần. Hừ lạnh rồi nói, đây cũng chỉ là một cuộc mua bán, các ông là có ý gì việc đền tiền định đẩy cho tôi lúc trước khi thương lược mọi người đều đã đồng ý hơn nữa chúng ta còn có giấy trắng mực đen đây vừa nói dứt câu vài lời oán than chửi bới còn chưa buông ra khỏi miệng đành ngậm ngùi nuốt lại nếu đã như vậy tôi rút lui người đầu tiên rút lui đã xuất hiện rồi ngay sau đó người thứ hai nói tôi cũng rút lui đền tiền như vậy ai mà gánh nổi chúng tôi không giống như nhà họ xài gia nghiệp lớn, không để bụng chút tiền này. Không làm nữa, tuyệt đối không làm nữa. Ung tiểu ni giọng điệu lạnh lùng, chậm rãi nói, các vị, bây giờ mới rút lui có phải hơi muộn rồi không? Cô có ý gì? Một vị ngồi cạnh chừng mắt nhìn, chúng tôi bán cho ung ra các cô. Cứ tính ung ra có chút thực lực, nhưng các cô muốn nuốt hết tất cả chúng tôi, e là dạ dày cũng không lớn được như vậy. Bầu không khí lập tức như dương cung bạt kiếm. Ung Tiểu Ni nói, đúng là bị các người cưỡi lên đầu rồi, muốn bỏ dở nửa chừng sao? Cứ cho là tập đoàn Uyển Như tự thiết lập hệ thống tiêu thụ, vậy thì như thế nào? Không có kết quả, bọn họ có thể hò hét trên phố được sao? Nói xong, Ung Tiểu Ni đứng lên, các vị, chuyện này nếu thành, tập đoàn Uyển Như chính là của chúng ta dễ như chơi. Các vị nghĩ xem, tập đoàn Uyển Như nắm giữ rất nhiều kỹ thuật độc quyền. Chờ tập đoàn Uyển Như thật sự phát triển Chúng ta không phải là chỉ hít không khí mà sống rồi sao? Chẳng lẽ các vị không phát hiện ra, từ khi sản phẩm tập đoàn Uyển Như Tiến vào thị trường, doanh số sản phẩm của chúng ta tụt xuống không ít. Vừa nói như vậy, một đám người đang nhao nhao liền ngậm miệng, yên lặng không nói. Chính xác, một khi tập đoàn Uyển Như triển khai xuống, sản phẩm tiến thêm một bước nữa là sẽ bao trùm thị trường. Vậy thứ chờ đợi như bọn họ, chính là bị đào thải. Ai mà lại không thích cảm giác dùng hàng kỹ thuật cao, sản phẩm chất lượng giá lại rẻ đâu. Nhìn thấy biểu tình mọi người, ung tiểu ni biết những người này cũng chỉ là cứng miệng vậy thôi. Trước mặt họ chỉ có một con đường, đó chính là cùng tập đoàn uyển như sống mái một phen. Một đám từng tốp ồn ào rời đi, giống như những con đà điểu. Tinh linh linh, điện thoại của ung tiểu ni vang lên. Là xài hạp gọi tới. Hỏi thăm tình hình hôm nay, ông ta nhận được báo cáo là tiền trong công ty cứ như nước chảy ra ngoài, đều đang dùng cho việc đền bù ở bên ngoài. Cha, con tính sai rồi. Không ngờ tập đoàn Uyển như không những không rút lui, lại làm ra quyết định liều lĩnh, được ăn cả ngã về không như vậy. Ung Tiểu Ni rất tức giận, nhằm vào tập đoàn Uyển như không hoàn toàn bởi vì chồng cô ta cố thượng. Cô ta hận Giang Hải, cũng hận cố Uyển như. Cô ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm ấy ở thành phố Giang Tư, đã bị chọc tức như thế nào. Ung Tiểu Ni vì giữ thể diện đã tốn rất nhiều tiền, lại không ngờ mình bị lừa, trung tâm thương mại đó lại là sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như. Ung Tiểu Ni cắn răng nói, con đã đánh giá thấp đôi cầu nam nữ kia, nhưng loại tình huống này sẽ không phát sinh nữa. Bước tiếp theo, con sẽ nghiên cứu làm thế nào để đối phó bọn họ. Vợ lớn vợ bé của xài hạp nhiều không đếm được, mà ông ta tới giờ chỉ nuôi lớn được mỗi một đứa con gái cưng này. Ông ta giao tất cả việc làm ăn của Ung gia cho Ung Tiểu Nhi, trong lòng cũng biết, đối phó tập đoàn Uyển Như không phải một việc dễ dàng. Đồng thời, Sài Hạp cũng biết, nếu Ung Tiểu Nhi làm xong việc này, chỉ cần chiếm được một hai phần sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như, tương lai Ung gia sẽ lại hưng thịnh như trước đây. Đương nhiên, nếu làm không thành, Ung gia cũng theo đó xuống dốc. Nhưng ông ta cũng biết, dù họ không nhằm vào tập đoàn Uyển Như thì tác động của những loại sản phẩm chất lượng cao, giá thành rẻ kia đối với việc kinh doanh của Ung Gia cũng không hề nhỏ. Con cứ mặc sức làm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải tin tưởng vào bản thân. Cha luôn ủng hộ con. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, cứ nói cho cha. Cha còn vài người bạn cùng lắm thì về sau Lê Casis mặt già này đi cầu xin bọn họ giúp đỡ. Ung Gia chúng ta tuyệt đối sẽ không để xuống dốc được. Sai Hạp Cúp máy ông ta đang an ủi ung tiểu ni, điều này khiến cho tâm trạng ung tiểu ni trở nên cực kỳ phức tạp. Một bên là tín nhiệm của Sài Hạp, một bên lại là tập đoàn Uyển Như khó đối phó kia. Hiện giờ, tập đoàn Uyển Như đang dùng tốc độ khó mà tưởng tượng được biến thành một con quái vật khổng lồ. Đối phó tập đoàn Uyển Như, xem như ung ra dốc toàn lực lượng, phần thắng không tính là cao. Lúc này, thư ký của ung tiểu ni thấp giọng hỏi, Sài Tổng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ung Tiểu Ni hít sâu một hơi, tìm tập đoàn Uyển Như đàm phán. Chương 122: Sát thủ kim bảng. Cố Uyển Như đang làm quy hoạch bước kế tiếp của tập đoàn, Giang Hải lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm di động cười như heo kêu. Cố Uyển Như hơi chau mày, liếc mắt một cái. Có gì mà vui như vậy? Cố Uyển Như đang rất là bực bội, bố cục thị trường mặc dù đang tiến triển tương đối thuận lợi, nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là phân đoạn cuối. Từ cửa hàng đến những thành phố có liên quan thì dễ, nhưng có thể đi vào các kênh tiêu thụ có liên quan thì khó hơn. Đây là cần một lượng lớn nhân viên kinh doanh có đủ tư cách để thực hiện việc này. Bất kể là tuyển mới hay là bồi dưỡng đào tạo, đều cần có thời gian. Càng đừng nói đến ký kết các vụ đàm phán đối đầu phân đoạn cuối, còn có ký kết các loại hợp đồng. Các ông lớn thành phố Giang Thanh vẫn đang đối phó với tập đoàn Uyển Như, một kế không thành lại tính một kế khác nếu như có phân đoạn nào tiêu thụ hàng của tập đoàn uyển như vậy thì tất cả sản phẩm của bọn họ đều không bán được nữa nhất thời việc phân phối hàng hóa của tập đoàn uyển như rất khó khăn tạo thành cục diện bế tắc cố uyển như đang sứt đầu mẻ chán giang hải lại vui vẻ không thôi điều này hình như không được tốt cho lắm đứng dậy đi đến sau lưng cố uyển như nhẹ nhàng nắm lấy lọn tóc thuần thục buộc ra sau đầu nhẹ nhàng xoa bóp vai giúp cô ấy vợ à nếu em cảm thấy không vui vậy tạm thời thả lỏng chút đi có lẽ một khi ông trời vui lên nói không chừng lại thổi bay hết những vận xui kia đi đấy ngoặc kép cố huyền như nhíu mày chỉ nói nhảm làm ăn cạnh tranh từ trước đến nay không có đúng sai anh sao có thể nguyền rủa người khác như vậy ngoặc kép giang hải cười nhạt cái cô vợ đáng yêu ngây thơ này trên đời này ở đâu ra nhiều người tốt như vậy lũ ngu xuẩn ở thành phố giang thanh đó tất cả thủ đoạn không một cái nào là quang minh chính đại mượn cớ xoa bóp tay của giang hải lại tự nhiên hướng xuống phía dưới dò xét một chút làm ra vẻ không hề hay biết thật ra là giang hải cố ý mấy ngày này củi khô lửa cháy lại ngủ cùng chung một giường mà đến một bước cuối cùng này dù làm thế nào cũng không tiến triển được điều này khiến cho giang hải thật sự nôn nóng hận không thể bá đạo cứ thế làm tới có lẽ trong lòng Cố Uyển Như cũng đồng ý rồi, nhưng chẳng qua ra mặt mỏng nên quá ngại ngùng. Nếu mà việc đã làm xong, thời gian về sau hai người thường xuyên nghiên cứu kỹ xảo ôn tập tư thế, kiểu gì cũng quen thôi. Nhưng Giang Hải không muốn Cố Uyển Như có bất cứ miễn cưỡng nào. Nhân gian phồn hoa cũng không địch lại được một nụ cười của giai nhân. Nếu như cô ấy cao mày, cũng như che lấp cả nhân gian vậy, anh nào nhẫn tâm nhìn Cố Uyển Như không vui vẻ? Cố huyền như tự nhiên cũng cảm nhận được động tác rủa Giang Hải, tuy không đụng tới nhưng ý đồ là rõ ràng. Thế là mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Giang Hải đang hành động mở ám, trong lòng có chút thấp thỏm. Đối với hành động này của Giang Hải, vẫn chưa được sự đồng ý của cô, cố huyền như vốn nên tức giận, vẻ mặt phải tương đối lạnh lùng mới đúng. Nhưng lúc này, thái độ cố huyền như lại khác thường, giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Bàn tay Giang Hải tùy ý, từ bả vai cô, xuống phía dưới, lại trượt xuống phía dưới. Không có trốn tránh, cũng không có bất kỳ phẫn nộ nào. Có chăng chỉ có sự thẹn thùng giống như một cô dâu mới còn chưa động phòng. Giang Hải đứng sau tự nhiên là nhìn không thấy biểu cảm của Cố Uyển Như. Lùi người về sau nửa bước chân, cũng đúng lúc thu tay về. Giang Hải lập tức nghiêng đầu phát hiện ra, mặt Cố Uyển Như đang ửng hồng. Uyển chuyển động lòng người, đẹp không sao tả xiết giang hải hận không thể lập tức bế cô lên hôn hai cái nhan sắc xinh đẹp này thật hết sức mê người tim giang hải đập thình thịch vẫn không biết cố uyển như đang cổ vũ mình vươn tay ra nhẹ nhàng xoa bóp lại một lần chậm rãi xuống phía dưới xuống phía dưới giang hải đột nhiên cảm thấy vị trí này không tốt nếu muốn làm gì đó thật không thuận tay nửa người trên đã muốn dựa hết lên trên người cố uyển như môi cố uyển như khẽ mở căng thăng hít vào một hơi được rồi, em muốn đi qua chỗ Lan Kiều có chút việc. Cố huyền như chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói với Giang Hải. Trong lúc ngượng ngập, còn có chút thất vọng. Giang Hải chẳng lẽ không thể dũng cảm lên một chút sao? Cô không biết, Giang Hải còn đang nghĩ rằng Cố huyền như không thể cho mình một ám chỉ nào sao? sốt cuộc là có thể làm đến bước nào? Giang Hải thật sự cảm thấy trong người có chút bùng nổ, che giấu sự xấu hổ, anh nói cần đi vệ sinh một lát. Cố huyền như đi xuống lầu trước. Khe khẽ thở dài, thẩm oán trách Giang Hải, cũng nói không rõ được nguyên do, mà trong lòng nôn nóng muốn nổi cáu một chút. Cô không biết rằng chính vào lúc này, ở góc rẽ đầu phố đang có một ánh mắt chăm chú nhìn cô. Người này đã đợi ở đây rất lâu, nhìn như vô ý, thật ra vẫn luôn chú ý quan sát tòa văn phòng. Cách đó không xa, bóng dáng xinh đẹp kia chính là mục tiêu của chuyến đi này. Nhưng không biết tại sao, trong lòng người này lại cực kỳ bất an, làm sát thủ hàng đầu trong thế giới ngầm nhưng loại cảm giác bất an này đã lâu không còn xuất hiện. Vụ lần này chẳng qua chỉ là bắt một người trói lại, một cô gái bình thường mà thôi. Tên sát thủ này cũng thực kỳ quái, bởi vì loại cảm xúc bất an này tới càng ngày càng mãnh liệt. Ẩn trong đó, tên sát thủ cảm thấy nếu như mình ra tay, mặc dù không phải bắt cóc, mà chỉ âm thầm làm chuyện không hay với cô gái này, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng loại cảm giác mơ hồ này đã mấy lần cứu mạng anh ta. Anh ta không dám sơ ý, nên ngay lập tức lui về sau. Chỉ là, ngay khi tên sát thủ này đang định bỏ chạy, từ tòa nhà kia một bóng dáng cả lơ phất phơ đang đi ra. Hả? Tên sát thủ ngây ra tại trận, cơ bắp trên người đồng loạt co rút lên, còn run nhẹ. Một cơn sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy tâm trí gã. Vẫn là số may, may mắn giác quan thứ sáu của anh ta trước giờ chưa từng sai, nếu không anh ta đã chết không có chỗ chôn. Người kia nhìn từng bước chân không nhanh không chậm, mỗi bước đều như đang tản bộ. Thế nhưng mỗi động tác rất nhỏ kia lại truyền đến một tín hiệu nguy hiểm rất rõ ràng. Tên sát thủ kia rốt cuộc cũng thấy rõ, cũng đã nghĩ ra. Không sai, chính là người kia. Một người làm điên đảo thế giới hắc ám. Sự xuất hiện của anh ta chính là một truyền thuyết. Tên sát thủ này cảm thấy kinh hãi không thôi không ngờ một thành phố giang tư nhỏ bé thế lại tồn tại một vị đại thần như vậy tên sát thủ lập tức hiểu ra vì sao chỉ bắt trói một người đối phương lại đưa ra giá trên trời muốn anh ta ra tay như vậy không có bữa ăn nào miễn phí nếu anh ta ra tay thì mới có giá như vậy nhưng tên này cũng hiểu rằng lần này nếu như làm tiếp nhiệm vụ thế giới ngầm cũng sẽ không còn người như anh ta tồn tại nữa người đàn ông như thần thánh này cách đó không xa đang dắt tay cô gái kia động tác thân mật mà lại ôn nhu, ai mà nghĩ được một người nhìn giống những người đàn ông bình thường này, lại có thân phận không hề tầm thường. Mục tiêu bắt cóc, thế mà lại là người phụ nữ của anh ta. Sực tỉnh lại, sát thủ không chút do so dự xoay người rời đi. Anh ta từ bỏ nhiệm vụ này. Nhưng ngay chớp mắt lúc anh ta đang muốn rời đi. Bên phía người đàn ông kia, cái người giống như thần thánh kia lại rời ánh mắt nhìn về phía anh ta. Tiếp theo đó, sát thủ rốt cuộc cũng không dám dịch một bước. Anh ta biết lúc này mà chạy, tuyệt đối không còn khả năng sống nữa. Vừa ra đến cửa lớn, Giang Hải đã cảm nhận được hơi thở uy hiếp. Ngay sau đó, cùng tên sát thủ kia bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt tức khắc trầm xuống, Giang Hải buông tay cố uyển như ra, đưa chìa khóa cho cô, vợ à, em lên xe chờ anh, anh qua cửa hàng bên kia mua ít đồ. Ngoặc kép, không được mua thuốc lá, cố uyển như nhíu mày đúng là càng lúc càng quá đáng ngay ngày hôm qua cô đã ngửi thấy trên người giang hải vậy mà còn có mùi thuốc lá cai thuốc khó như vậy sao cố vân lệ đã nói nhiều lần đàn ông hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến thể chất đời sau cố uyển như tuy buồn bực nhưng lại hết sức quán triệt chấp hành lời mẹ cô nói kiên quyết không cho giang hải hút thuốc đối với việc này giang hải vẫn luôn thầm oán thán làm như chính hai người đó muốn có con vậy giang hải cười theo hai ba phút thôi anh không mua thuốc. Ngoặc kép, nếu trên người anh mà còn mùi thuốc, thì không được lên giường ngủ nữa. Ngoặc kép, một chiêu này, lập tức có tác dụng ngay. Giang Hải liên tục nhận lỗi, thề thốt nhất định không hút thuốc nữa. Nhưng thật sự khổ tâm, ai chẳng nói ra được, nhưng việc cai thuốc nào có dễ dàng như vậy. Đi đến chỗ khác góc phố, Giang Hải vẫy tay với tên sát thủ kia. Sát thủ do dự, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm tiến lên giang hải chậm rãi nói kim bảng chỉ có hai chữ thanh âm không lớn ngữ khí bình tĩnh thế nhưng tên sát thủ khi nghe thấy hai chữ này cả người lại run lên cơ hồ theo bản năng làm ra động tác rút dao làm sát thủ điều đầu tiên là che giấu bản thân ngay từ khi giang hải bước khỏi cánh cửa kia giây phút đầu tiên đã phát hiện ra mình đây là loại thực lực gì sát thủ quả thực không dám nghĩ những lời đồn đại đó của thế giới ngầm có lẽ cũng không có mấy phần khoa trương. Càng quan trọng hơn là, đế vương, thế nhưng lại gọi được biệt hiệu của hắn. Nếu như trước đây, bản thân mình có thể được đế vương nhớ kỹ sẽ làm anh ta cảm thấy vinh dự vô cùng, mà lúc này đây, lại như rơi xuống đất mục. Là, là tôi, giọng nói cứng đờ, nhưng anh ta vẫn thừa nhận. Giang Hải khóe miệng tươi cười mang theo chút nghiền ngẫm. Chỉ là trong nụ cười này lại dày đặc hẳn ý, làm người ta dựng hết tóc gáy để tôi đoán xem là ai mời được anh đến chỗ này không tên sát thủ vẻ mặt khó xử mặc dù nhiệm vụ lần này anh ta muốn từ bỏ nhưng làm gì cũng có luật lệ anh ta không thể nói ra bất cứ thông tin gì về người thuê mình được nếu không anh ta cũng không cách nào tồn tại được trong cái nghề này nữa thậm chí còn bị đuổi cùng giết tận những người từng thuê qua anh ta đều sợ tiết lộ tin tức trong lòng tên sát thủ này nổi lên một trận sóng lớn giang hải chậm rãi ngẩng đầu trong một khung cửa sổ trên tòa nhà lóa lên một tia chớp bàn tay tên sát thủ không nhịn được bắt đầu run rẩy thì ra tất cả hành vi của mình sớm đã trong tầm kiểm soát của đối phương chỉ cần lộ ra một chút dấu hiệu muốn động thủ anh ta tuyệt đối sẽ đầu rơi đầy đường ngay sau khi anh ta tiến vào tầm mắt đã bị người của đế vương giám sát rồi những tin tức này cũng chưa kịp báo cho giang hải người của đế vương cũng muốn biết là ai đang muốn chết lại càng muốn biết kẻ nào lại to gan ngang nhiên muốn gây bất lợi cho đế vương đế vương là tổ chức thần bí trong thế giới ngầm thành viên trong tổ chức đều là lực lượng tinh nhuệ chỉ cần một thành viên bình thường cũng có ít nhất vài chiêu đoạt mạng người khác phường trộm cắp đạo tặc tất vẫn có chỗ cần dùng giang hải cũng không ép anh ta lạnh nhạt cười kim bảng phương đông sao cũng có thể bị ngoại tộc điều khiển ngoặc kép anh nói xem sát thủ lập tức trả lời dạ sau này tuyệt đối không giang hải xua xua tay tôi đã biết là ai mời anh đến giờ làm như thế nào tôi nghĩ anh tự hiểu ngoặc kép nói xong giang hải xoay người rời đi tên sát thủ chết đứng tại chỗ không biết là lúc nào cả người anh ta toàn mồ hôi lạnh ướt cả quần áo đế vương tha cho anh ta lần này nhưng cũng hạ xuống một lệnh cấm không được tiếp nhận nhiệm vụ của ngoại tộc còn có phải giữ bí mật. Cho tới tận khi Giang Hải đi xa không nhìn thấy bóng người đâu, sát thủ mới ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía khung cửa sổ kia. Đứng bên khung cửa đó lúc này là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Nhẹ thở ra một hơi, sát thủ nhanh chóng xoay người, vội vàng hòa vào đám đông. Chương 123: Đánh cược. Ngay từ khi nhìn vào mắt kim bảng, Giang Hải đã biết là ai muốn nhằm vào mình. Làm đế vương đại biểu cho người môi giới ngầm của phương đông, lại có được cự ước toàn thư bản khắc đá của người Hebrew. Người Hebrew không dám nhằm vào Giang Hải, lại muốn biến Cố Uyển Như thành quân cờ để trao đổi. Sờ sờ mũi, đột nhiên lóe lên sát ý. Dám ra tay với Cố Uyển Như, đúng là muốn chết rồi. Chuyện này xem ra vẫn này phải giải quyết nhanh một chút mới được. Giang Hải không hề lo sợ, mà là lo lắng cho Cố Uyển Như, cô ấy đang gặp nguy hiểm đọc truyện tại chu em m chuyên trở lại xe cố uyển như cố ý nắm lấy giang hải người xem có mùi thuốc hay không lật đi lật lại quần áo trên người anh coi như anh thông minh cố uyển như hừ một tiếng giang hải cười theo gương mặt không hề biến sắc khi đối mặt với sát thủ lúc này đây lại có chút căng thẳng dựa vào một bên ghế tiện tay nhét luôn bật lửa và thuốc lá vào trong ghế ngồi vẫn may anh nhanh tay nhanh mắt thoát được một kiếp nếu như bị bắt tận tay, buổi tối cũng đừng mơ được ngủ trên giường nữa. Một là Giang Hải biểu hiện không tốt, thứ hai là trong văn phòng luôn có người lười như vậy nhìn đến thật buồn bực. Cố huyền như bản thân thà rằng nhàn rỗi cũng sẽ khiến cho chân sai vặt luôn trong trạng thái mệt chết, sắp xếp cho Giang Hải rất nhiều việc. Miệng còn gầm gừ làm không tốt sẽ bị phạt. Giang Hải chỉ hỏi một câu có phải em muốn loại trừng phạt trên giường kia không? Kết quả bị cố huyền như đánh cho một trận tơi bời. Giang Hải lệ rơi đầy mặt, đành bị bước thành chân sai vặt. Bên trong tập đoàn Uyển Như, mỗi người đều đang bận rộn làm việc của mình, lại có một người đàn ông lớn tuổi tìm đến tận cửa lớn, chỉ đích danh muốn gặp Giang Hải. Ở tập đoàn Uyển Như này, Giang Hải không có quyền chức gì, ai lại tìm gặp Giang Hải chứ? Vừa ra khỏi cửa, thế mà lại gặp ngay ông già Thiếp Mục này. Giang Hải cũng cảm thấy không có gì bất ngờ, thuận miệng chào hỏi, đón Thiếp Mục vào một phòng họp. Lão Y Tiên đến thành phố Giang Tư tìm tôi, là vì nhà họ đồng sao? Giang Hải đi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng chỉ là nói qua qua vậy thôi, cự tuyệt là xong. Giang Hải và nhà họ đồng hay thiếp mục tuyệt nhiên không có chút giao tình nào, mặc kệ nhà họ đồng bị tiêu diệt hay bị sao, cũng không có liên quan gì tới Giang Hải. Anh Giang, lão già nhà họ đồng này tự biết không còn nhiều thời gian, cũng không muốn thiếu nợ ân tình với anh. Thiếp mục tùm tỉm cười, đã là có việc cần cầu người ta, tư thế bày ra cũng thật khiêm nhường. nếu như để người ngoài biết được, đường đường lão y tiên thế mà lại nói năng nhỏ nhẹ với một người trẻ tuổi vậy, e là kinh ngạc tới rất cả cầm. vậy cũng không liên quan gì đến tôi nữa rồi. giang hải hơi mỉm cười, tỏ thái độ tiến khách. nhưng thiếp mục vẫn có chút do so dự, ấp a à ấp úng. giang hải cảm thấy vô cùng phiền toái, trên tay còn có một tệp tài liệu cần nhập vào máy tính, đến giờ mà chưa làm xong, cố uyển như chắc chắn sẽ tức giận. Giang Hải cúp mắt xuống, căn bản không hề có ý đáp lại, mặt già đỏ lên, dứt khoát liền nói thẳng ra. Ông cụ đồng thuộc về bệnh lạ, đơn giản mà nói, chính là tâm mạch không đều, chỗ nhiều chỗ ít. Người như vậy, trăm người mới có một. Cho dù có, bác sĩ thông thường trên đời này cũng không nhìn ra triệu chứng, chỉ cho rằng bẩm sinh vốn đã yếu ớt. Giang Hải nhếch mép cười, tâm mạch không đều thế mà vẫn có thể sống đến từng này tuổi, đây là kiếp trước đã tích loại phúc đức gì, phải làm biết bao chuyện tốt đẹp khiến trời đất cảm động mới có thể được phúc phận này. Ông cụ đồng tác cao như vậy, đã sớm xem nhẹ chuyện sống chết. Ông ta có một đứa cháu trai, cũng thật xui xẻo đã bị di truyền lại triệu chứng căn bệnh tâm mạch không đều bẩm sinh của ông ta. Đời này nhà họ Đồng con cháu trong nhà tuy nhiều, nhưng gánh vác được chỉ có một người này. Nếu có mệnh hệ gì, nhà họ Đồng cũng không biết phải để lại cho ai. Người thân quan hệ như máu thịt không cần biết phải trả giá bao nhiêu, cũng muốn chữa khỏi cho đứa nhỏ này. Giang Hải cười nhạt, tôi đã nói với anh em nhà họ đồng rồi, tôi không phải bác sĩ. Chứng bệnh này không cần bác sĩ, thiếp mục nói chỉ cần. Sắc mặt thiếp mục phức tạp, âm tình bất định một hồi lâu mới lấy hết can đảm nói, chỉ cần tâm pháp truyền thừa của đế vương. Sắc mặt Giang Hải biến đổi cực lớn, thiếp mục thế mà lại biết anh là đế vương. Tâm niệm vừa chuyển, vừa suy nghĩ cùng hiểu được ông ta chữa trị cho ông cụ diệp kia mối quan hệ hòa hợp khăng khít diệp liên hách nói thân phận của anh cho ông ta biết cũng không có gì lạ nhưng nếu muốn tâm pháp truyền thừa của đế vương tuyệt đối không thể xoay người đứng dậy thiếp mục thế mà lại mưu đồ tới vật truyền thừa của đế vương chính là người trong thiên hạ có chết hết giang hải cũng sẽ không lấy ra cho ông ta lão y tiên tôi kính ông tuổi đã cao điều này coi như chưa từng nghe qua giang hải lạnh giọng nói tôi còn có việc không tiễn Thiếp mục cũng đứng lên, chậm chạp móc ra một vật, nếu tôi còn có vật này thì sao? Giang Hải vừa thấy, đồng tử co lại. Quân bài hưng vong, nhân danh đế vương, giữ gìn lợi ích phương đông, bảo vệ mảnh đất này. Đế vương không biết hưng thịnh từ khi nào, bởi vì đế vương các đời trong quá khứ không chú trọng thanh danh. Tới giờ cũng không biết đã truyền lại bao nhiêu đời. Nhưng có một điều, mỗi khi thiên hạ đại loạn, dị tộc xâm lấn, tất sẽ có bóng dáng đế vương. Từ thời lục triều ngũ hổ loạn hoa, chia cắt 16 nước. Nguyên triều mông cổ diệt tống. Mãn thanh như hổ lang vào cửa. Mỗi một lần, đều có hình ảnh đế vương xuất hiện. Cũng đều lấy danh nghĩa đế vương lưu lại cho thế gian quân bài hưng vong. Nhưng nhìn vào lịch sử, quân bài hưng vong rất ít khi xuất hiện. Cho nên, mỗi khi quân bài này xuất hiện đều là khi phương đông dốc sức chiến đấu sinh tử. Thêm nữa, dị tộc nhiễu loạn thiên hạ thuộc về phương đông, Đế vương tuyệt không can thiệp vào việc thay đổi triều đại. Mà Nhật Bản xâm lấn, quân bài hưng vong xuất hiện hẳn 13 lá. Có thể thấy được lòng lang dạ sói của lũ Nhật Bản diệt đất nước ta. Quân bài hưng vong có thể là đưa tới đại ân của đế vương, cũng có khi vì tồn vong của thiên hạ mà dốc hết sức lực, tạo nên người nổi danh hy sinh cho đất nước. Dựa vào quân bài, có thể khiến đế vương làm giúp một chuyện, chỉ cần là chuyện đế vương làm được thì không thể chối từ các quân bài đã từng bị thu hồi chỉ có một tấm lưu lạc ở đâu không rõ nhưng quả thật không thể ngờ được tấm bài này lại được xuất hiện một lần nữa giang hải trong lòng không ngừng mắng lớn đã có quân bài rồi ông còn không sớm lấy ra nói rông dài nửa ngày như vậy làm gì giang hải xoay người ngồi xuống xem ra việc lần này tôi không giúp cũng không được thiếp mục nhẹ nhàng thở ra ông ta không ngờ giang hải vẫn thừa nhận lời hứa này của đế vương quân bài này vốn là của nhà họ đồng thiếp mục nói vậy đứa nhỏ nhà họ đồng có thể cứu rồi cứu có thể cứu được giang hải nói nhưng mà có thể tiếp nhận được truyền thừa của tôi hay không còn phải xem nhà họ đồng có thái độ thế nào rất nhiều thứ không thể nói cùng thiếp mục ông ta chỉ là người mang quân bài tới đây nhận truyền thừa đế vương đứa nhỏ nhất định không được có liên quan với nhà họ đồng nữa nếu không giang hải tuyệt đối không đồng ý giang hải kỳ quái hỏi quân bài này giá trị không tầm thường cho nên nhà họ đồng sẽ đưa ra yêu cầu đưa càng cao hơn thực hiện ước định của quân bài giang hải có thể mời danh y cho nhà họ đồng họ lại có thể sinh thêm nhiều con tuy rằng nghe có vẻ không có nhân tính nhưng đây là cách tối ưu nhất cái này thiếp mục thở dài rất rõ ràng ông ta cũng đưa ra ý kiến tương tự nhưng nhà họ đồng cứ nhất quyết phải giữ đứa nhỏ này lại Giang Hải không còn gì để nói, trầm ngâm một lát, ba ngày sau, tôi cùng ông qua đó một chuyến. Giang Hải thu lại quân bài hưng vong, hơi vo lại, quân bài vỡ vụn. Nói cho cùng đây cũng chỉ là một miếng mai rùa mà thôi. Nếu ân oán giải quyết xong, quân bài hưng vong cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Vừa tiến thiếp mục đi, Giang Hải lại đón một vị khách khác. Bạch Lý Hưng từ khi Bạch Hiệu bị giám định không phải huyết thống Bạch Gia, những chuyện tiếp theo quả thật máu cho đến mức biên kịch ghê tởm nhất cũng không viết ra nổi. Bạch Gia và Lan Gia hoàn toàn lật mặt, Lan Nhã Cát tự nhiên cũng bị đuổi khỏi Bạch Gia, còn bị thu lại hết những chuyện làm ăn có liên quan đến Bạch Gia. Không còn Bạch Hiệu, những vấn đề khó khăn mới lại bày ngay trước mắt. Bạch Hùng thân mang trọng bệnh, nói không chừng ngày nào đó sẽ nhắm mắt xuôi tay về Tây Thiên. Sau khi ai sẽ làm chủ Bạch Gia? ai gánh vác cái nhà này, ai là người làm chủ. Bạch gia phương Bắc là gia tộc cổ xưa có ngàn năm truyền thừa, không biết có bao nhiêu người muốn ngồi lên cái vị trí kia. Khói súng tranh đoạt vị trí gia chủ kia sớm đã tràn ngập, chỉ cần có vật khơi màu, Bạch gia sẽ lập tức có nội chiến. Lúc này, Bạch Lý Hưng đề nghị tìm Giang Hải trở về, không ngờ lại được tán thành. Tuy rằng Giang Hải là con riêng của Bạch Hùng, nhưng cũng là huyết mạch chính thống. Một đám trưởng bối như Bạch Lý Hưng, tự nhiên sẽ đề cử giang hải trở lại tiếp nhận vị trí gia chủ nhưng ai cũng biết giang hải rất chướng mắt bạch gia chưa giết đám người không biết thân phận trong bạch gia đã là niệm tình cùng huyết mạch rồi giang hải cũng biết những cổ đông cũ kia của bạch gia đề cử mình thực chất cũng có mục đích riêng e là để thuyết phục đám người này bạch lý hưng đã nói ra tin tức giang hải chính là đế vương có đế vương làm gia chủ bạch gia ở phương đông còn không phải hiên ngang mà đi sao bằng không bạch gia sao có thể dựa vào một người chưa từng về qua bạch gia còn là loại con hoang không rõ danh tính đối với bạch lý hưng giang hải vẫn tôn trọng như cũ ân tình đã trả nhưng tình thân vẫn còn nếu nói là người thân huyết mạch tương liên có thể được giang hải coi như người thân ruột thịt cũng chỉ có bạch lý hưng này là người duy nhất chú bạch lần này chú đến thành phố giang tư là tới chơi hay làm việc giang hải hỏi nếu là tới chơi giang hải tự nhiên sẽ đón tiếp thật tốt nếu là có việc giang hải đương nhiên cũng không có thời gian để phụng bồi bạch hiệu lại không phải con ruột của ông ấy nói xã giao vài câu cuối cùng bạch lý hưng cũng nói ra mục đích ông ấy hy vọng cháu có thể trở về đổi thành họ bạch giang hải trước mắt biến sắc mặt trầm xuống nằm mơ tôi vốn là họ bạch nhưng kết quả tồi tệ như ngày hôm nay đều là do bạch ra gieo xuống nếu lúc trước Giang Hà đi tìm Bạch Hùng, nếu Bạch Hùng ra tay trợ giúp, Giang Hà chắc chắn sẽ không nhảy xuống biển tự sát, mà Giang Hải, dưới ảnh hưởng của mẹ đối với Bạch gia cũng đã nương tay rồi. Thế nhưng Bạch Hùng không hề làm gì. Ông ta còn ngầm cho phép Lan Nhã Cát sắp xếp người sỉ nhục, chửi rủa Giang Hà. Có thể nói tất cả mọi thứ do Lan Nhã Cát một tay làm ra, nhưng Bạch Hùng cũng phải gánh trách nhiệm tương tự. Một người đàn ông, ngay đến người con gái của mình còn không bảo vệ được, còn gọi gì là đàn ông. Cho tới bây giờ, lúc cần mới đến cầu Giang Hải quay về Bạch gia. Năm anh 9 tuổi, Bạch Hùng ở đâu? Năm năm trước, khi Giang Hải bị ném lên thuyền nhập cư trái phép, Bạch Hùng ở đâu? Giờ đây, Giang Hải là đế vương cao quý, Bạch gia lại cầu xin anh quay lại. Giang Hải nói, tôi và Bạch gia đã không có bất kỳ quan hệ nào. Bạch Lý Hương nói, cứ cho là ông ấy làm sai, nhưng bây giờ ông ấy cũng rất hối hận cho là ông ấy có lỗi với cháu đi chẳng lẽ cháu nhẫn tâm để một người sắp chết ra đi không nhắm mắt sao giang hải cười cứ như chú nói đầu tiên tôi giết sạch người bạch ra sau đó khóc lóc xin lỗi các người dưới suối vàng vẫn vui vẻ tiếp nhận phải không đừng dùng bất cứ tình cảm gì để thuyết phục tôi càng đừng dùng đạo đức tới ép buộc tôi tôi vốn không có đạo đức trói buộc cái gì sắc mặt bạch lý hưng khó coi tới cực điểm ông ta biết sẽ không dễ dàng gì thuyết phục được giang hải lại không ngờ Giang Hải thật sự là nước chảy cũng không dừng bước. Vậy, Bạch Lý Hương nói, cháu có thể đi Bạch ra một chuyến, thăm một người bệnh không? Nói như thế nào, ông ấy cũng là người cho cháu sinh mệnh này. chương 124, Hiểu nhầm. Giang Hải cười nhạo, cho tôi sinh mệnh, để cho tôi sống lay lắt, lại trơ mắt nhìn mẹ tôi chết đi. Cho tôi sống, chịu người khác lăng nhục. Cho tôi tồn tại, rồi ném lên thuyền nhập cư trái phép, muốn ném tôi vào biển sâu. Cho tôi sinh mệnh, để tôi được nhìn thấy thế gian hiểm ác như thế nào sao? Tôi thật phải cảm tạ Bạch Hùng. Cảm ơn tám đời tổ tông Bạch gia. Từ đầu đến cuối cảm xúc Giang Hải không dao động gì lớn. Khóe miệng luôn cười, ánh mắt sắc lạnh như dao. Với anh mà nói, cho dù Bạch gia thế nào anh cũng không quan tâm. Giang Hải đứng dậy, lạnh nhạt nói, "Chú Bạch, không tiến." "Tiểu tiểu Giang, Bạch Lý Hưng thật mạnh thở ra một hơi." nhấc chân, cúi đầu rời đi. Quay lại văn phòng, Cố Uyển Như nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của Giang Hải, giả bộ vô tình hỏi: "Là ai đến tìm anh?" Tuy Giang Hải thoạt nhìn có vẻ thành thật, nhưng ở trước mặt Cố Uyển Như lại từng đánh nhau rất nhiều lần. Tuyệt đối là loại người ác ôn ra tay không nói nhiều lời. Rất nhiều người cho rằng, loại người này tuyệt đối là sao chổi. Cũng không biết có phải do Giang Hải vận khí tốt hay không mà đánh người ta tới mức tàn phế vẫn chưa có chuyện gì là phụ nữ, cố huyền như không hy vọng Giang Hải hung dữ, hiếu chiến. Một người bạn, tìm anh xử lý chút việc, Giang Hải kiếm cớ trả lời qua. Anh thì có thể làm được chuyện gì, cố huyền như không hề nghĩ ngợi đáp lại. Lời vừa ra khỏi miệng, cố huyền như đã hối hận. Tập đoàn huyền như trên thực tế là của Giang Hải. Mỗi khi xảy ra chuyện Giang Hải đều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Có lẽ ở bên nhau một thời gian dài, bị hình ảnh của Giang Hải làm cho nhầm lẫn, vô tình coi anh trở thành tài xế riêng đưa đón mình. Cũng có thể cố huyền như đã coi Giang Hải như chồng của mình, ông chồng mỗi ngày ăn không ngồi rồi chỉ biết chơi di động. Có người thấy anh lái xe không tồi, nên lôi anh tới đây làm con rể. Giang Hải trêu chọc, lái xe này cũng không phải lái xe. Cố huyền như mặt đỏ lên, biết Giang Hải lại đang nói năng bậy bạ, hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Buổi tối, về đến nhà, dùng xong bữa tối giang hải sớm đã tắm rửa leo lên giường nằm còn cố huyền như lại ngồi ở trước bàn xem tài liệu cố huyền như mặc trên người áo ngủ tơ tằm là giang hải ban ngày chuồn ra ngoài mua về mỏng như vậy mặc trên người cố huyền như nhất định có cảm giác cố huyền như cũng không nghĩ nhiều dáng người thanh mảnh lung linh giang hải nhìn đến miệng khô khan phân tích từ dáng người cô cố huyền như bên trong chắc chắn không mặc gì có lẽ hình như đại khái có thể khi tắm Cố huyền như không mang theo đồ lót vào phòng tắm như bình thường. Giang Hải cuộn trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, trong đầu miên man suy nghĩ các động tác. Vợ ơi, nhanh đi ngủ thôi, anh không chờ được nữa. Ừm, cố huyền như vẫn chăm chú làm việc. Vợ ơi, nghe mẹ nói thức đêm sẽ khó có thai. Giang Hải mang mẹ vợ ra nói. Còn chưa nói, cố vân lệ đúng là có nói câu này. Hai, anh ngủ trước đi, em phải làm xong chút việc này. Cố Huyền Như chừng mắt liếc một cái, mang thai, hừ, hai người chỉ là bạn cùng phòng, khi nào trở thành đồng đội thì mới có thể mang thai. Mang thai cũng không phải chuyện chỉ nói ngoài miệng mà thực hiện được. Ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể càng dễ dàng mang thai. Giang Hải mặt dày vô sỉ nói, chúng ta cùng nhau vận động chút đi. Thình thịch, thình thịch. Cố Huyền Như từ mặt xuống cổ đều đỏ bừng tim đập cực nhanh. Giang Hải, đây là là ám chỉ gì sao? Ám chỉ gì nữa, cũng đã nói trắng ra như vậy rồi. Cố Huyền Như không dám nhìn Giang Hải, đầu óc trống rỗng. Không ngừng tự hỏi, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Có nên không đồng ý cho anh lên giường ngủ? Đã không còn tâm trí xem tài liệu, Cố Huyền Như bứt rứt một hồi, cho đến khi Giang Hải không còn lôi thôi nữa, lúc này mới thật cẩn thận đứng dậy ra vẻ nhẹ nhàng lười nhác vươn vai, trước đây mỗi ngày cô đều là như vậy. Nhưng bóng hình là lướt lung linh, thiếu chút nữa làm Giang Hải phụt máu mũi. Chỉ được xem, không thể ăn, thật đúng là tạo nghiệt. Tắt đèn trên bàn, gión ra gión rén đi đến trước giường. bĩu biểu, biểu môi, cả người căng thẳng, nhưng vẫn lên giường nằm. Mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn ngủ như vậy. Cố huyền như đã nhiều lần đe dọa đuổi Giang Hải xuống đất ngủ, nhưng lại chưa từng thật sự làm lúc đi ngủ mỗi người nằm một bên buổi sáng thức dậy đều phát hiện đã dậy cùng nhau cố huyền như không biết rằng giang hải sớm đã tỉnh dậy mỗi lần đều im lặng chờ đợi không đánh thức cô hai mắt giang hải trợn lên đầy vẻ đạo tặc tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm cố huyền như giống như một đứa nhỏ chờ được chia kẹo mút biểu tình vô cùng chờ mong hít sâu một hơi cố huyền như đưa lưng về phía giang hải nằm xuống giang hải nổi lên dũng khí một bàn tay đặt lên trên hông cố uyển như. Vợ ơi, em xoay người lại đi mà. Anh, anh. Bỗng nhiên, bị tấn công, cố uyển như hoảng sợ. Anh đừng chạm vào em. Giang Hải nhanh chóng rút về tay, sao cố uyển như lại phản ứng mạnh như thế. Ở văn phòng, ôm ấp nhau cũng không phải không có, tuy Giang Hải luôn mặt dày vô sỉ ăn vụng đậu phụ của cô, cố uyển như cũng không mẫn cảm đến như vậy. Giang Hải thở dài, lòng lại nguội lạnh một nửa thật sự muốn khóc quá mà nghĩ tới nước chảy thành suối như thế này thì bao giờ anh mới có thể thành suối đây chứ trước đây giang hải trở thành chồng cố uyển như trên danh nghĩa hai người không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào giang hải cảm thấy làm khó cố uyển như rồi vợ ngốc đáng yêu của anh không phải em sợ anh không kiềm được lòng ăn em chứ lại thở dài đúng là anh rất muốn làm cố uyển như ngại ngùng quả thực quá là mê người. Mà bên kia cố huyền như âm thầm ảo não, cô đang muốn chủ động giải thích chỉ do mình lo lắng quá mà thôi. Vốn không nghĩ lại lớn tiếng như vậy. Nhưng là con gái, ai có thể không ngại ngùng như vậy. Hôm sau, cố huyền như tỉnh lại, Giang Hải đã xuống tầng, hơn nữa còn giúp cô dặm lại một góc chăn. Đi xuống tầng, Giang Hải đang ngấu nghiến ăn sáng. Nghĩ đến đêm qua, cố huyền như lại đỏ mặt. Giang Hải tự nhiên chú ý tới, hơi hơi mỉm cười. Cố Vân Lệ kỳ quái, mới sáng sớm, sao mặt con lại đỏ vậy? Lôi Nhân Hào bên cạnh liếc mắt một cái, miệng đầy trách cứ, chuyện của người trẻ tuổi, bà quan tâm làm gì? Xem ông nói kìa, tôi đang quan tâm thân thể Uyển Như, chắc không phải có chỗ nào không thoải mái chứ? Cố Vân Lệ không hiểu ý trong câu nói của Lôi Nhân Hào. Mẹ, mẹ đừng nói bừa, con vẫn bình thường mà. Cố Uyển Như tức giận đến dậm chân. Thấy chưa, Uyển Như nói bình thường đó. Lôi nhân hào ha ha cười. Ngay sau đó, lại cảm thấy không thích hợp, mình là người làm cha, như vậy lại giống như già mà ăn nói không đứng đắn. Khẽ nhếch miệng cười nhìn Giang Hải, thầm nghĩ, tên nhóc này, thể trạng cũng thật tốt, Uyển Như thì mặt đỏ thở dốc mà nó lại thần sắc lanh lợi như vậy. Đối mặt với sự hiểu lầm của cha mẹ, Cố Uyển Như cũng chỉ có thể giả vờ không biết gì. Cố vân lệ nhìn lôi nhân hào, hơi mơ màng nhưng cũng rất nhanh đã hiểu ra điều gì. Vỗ vỗ chán, ông xem tôi này, nghĩ linh tinh đi đâu rồi, ha ha, uyển như, buổi tối các con về sớm một chút nhé, mẹ làm thêm đồ ăn ngon, cho con với tiểu giang tẩm bổ. Không nói như vậy còn tốt, cái này đúng là hai vợ chồng già đang suy nghĩ linh tinh. Giang hải thuận nước đẩy thuyền, mẹ, không cần bồi bổ, sức khỏe con vẫn ổn. Một hơi chạy 20 dặm đều không có vấn đề gì anh nói bậy bạ gì đó, cố huyền như nóng nảy. Giang Hải chớp chớp mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Châu đi cầy ruộng, chỉ cần nhẩn nha làm, làm một ngày cũng không có việc gì. Chỉ có châu mệt chết, chứ làm gì có ruộng bại cầy hỏng. Cố huyền như thiếu chút nữa muốn ngã xuống, Giang Hải nói câu này, cũng thật là có thành ý đi. Cũng không sợ hai người lôi nhân hào hiểu lầm sao. Còn phải hỏi sao, Giang Hải chính là muốn họ hiểu lầm đó. Hừ, nếu còn không sinh con cho chồng. Vậy thì phải chịu sự dạy dỗ từ mẹ. Mà cái sự dạy dỗ kia còn chưa tới, cả nhà đã ăn xong bữa cơm, Giang Hải lái xe đưa Cố Uyển Như đến công ty. Cố Uyển Như lửa giận mút trời. Dọc đường đi Giang Hải vẫn luôn kéo tay Cố Uyển Như, nhưng cô một mực hất ra. Giang Hải luôn miệng giải thích, vẻ mặt đau khổ, vợ ơi, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm mà. Oan uổng quá, anh thật sự không có ý kia. À có là ý gì nhỉ? Chính là cái ý đen tối kia. À à à, đừng véo anh chứ. Phần eo, nghe chừng bị véo cho thâm tím rồi, Giang Hải đau đến nhe răng trợn mắt. Lôi nhân hào thật ra lại không vội, chờ đôi vợ chồng son đi rồi, cười hì hì muốn cùng cố vân lệ vận động một chút. Lão già không biết xấu hổ, nhanh đi làm đi. Vân lệ, hai chúng ta có gì phải e ngại nữa? Đều tuổi này rồi, nếu còn làm được lần nào tốt lần đó ông đừng nói nữa. từ sau khi thần y chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi cảm giác sức khỏe không còn được như những năm tháng thanh niên nữa. lão già này tránh qua một bên. ai nha, phiền chết đi được. chẳng phải tối qua ông mới. ai a à, ha ha, đừng chọc tôi nữa, lão quỷ háo sắc. tới công ty rồi, cố huyền như vẫn không thèm để ý tới giang hải, thầm nghĩ có nên lại đuổi giang hải xuống đất ngủ không. lúc này thúy hỏa gõ cửa bước vào. cố tổng. Sao mặt chị đỏ vậy? Giống như vừa chạy bộ về. Cố Huyền Như càng là hốt hoảng, lạnh giọng hỏi, có chuyện gì sao? Bình thường Cố Huyền Như đối với ai cũng đều khách sáo, vô cớ nổi giận nhất định là bị nói chúng tim đen rồi. Nhưng vận động thì có vấn đề gì sao? Ngay sau đó lén nhìn Giang Hải bên cạnh, mặt Thúy Hỏa cũng đỏ lên. Chẳng lẽ bọn họ ở văn phòng? Ai nha, xấu hổ chết mất, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Sau này nếu lại đến văn phòng cố tổng, nhất định phải chọn đúng thời điểm, không được quên gõ cửa. Đang nguyên man suy nghĩ, cố uyển như ho khan một tiếng, hơi hắng giọng. Lúc này thúy họa mới nghiêm mặt nói: cố tổng, có người tới tìm chị. Ai? Tập đoàn uyển như hiện giờ thật sự là một tập đoàn lớn đa nhân tố, rất nhiều việc cố uyển như đều giao cho người mang danh giám đốc đi làm, bản thân quản lý chủ yếu là những phương hướng kinh doanh lớn của tập đoàn nếu so sánh tập đoàn Uyển như với một chiếc thuyền, Cố Uyển như chính là người phụ trách phương hướng cần đi, Lan Kiều là cánh tay phụ hỗ trợ cho cô ấy. Thậm chí mỗi công việc trên thuyền, tự nhiên cũng được phân công rõ ràng chính xác. Nói như vậy, không có việc gấp, Thúy Hỏa cũng sẽ không tới làm phiền Cố Uyển như. Thúy Họa nói, cô ta nói tên là Ung Tiểu Ni, có họ hàng với chị. Cố Uyển như sửng sốt một chút, ai? Ung Tiểu Ni? Cô nhớ ra rồi, lần kia ở trung tâm thương mại ở thành phố Giang Tư có xuất hiện một người phụ nữ mập mạp. Lúc ấy Giang Hải chơi xấu, đánh lừa cô ta khiến cô ta đã phung phi rất nhiều tiền. Gần đây, tập đoàn Uyển như gặp phải đủ loại hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn không thiếu bóng dáng của nhà họ sai. Đang trong mối quan hệ đối lập, ung tiểu ni lý nào đột nhiên đến thăm. Có họ hàng, cố Uyển như cũng nghĩ ra rồi, xem ra là cố thượng đã kết hôn với ung tiểu ni. Nghĩ ngợi một lát, cố huyền như nói sắp xếp cho bọn họ tới phòng họp đi một lúc nữa tôi sẽ qua ung tiểu ni cũng không phải chỉ tới một mình đến cùng còn có cố thượng không dừng ở đó cố thượng thế mà lại mang theo cả cố hạo dân cố hạo dân thở dốc rồi té ngã dẫn đến suất huyết não tuy rằng trị liệu kịp thời nhưng cũng để lại không ít di chứng miệng bị méo cũng chỉ có thể ngồi xe lăn ngay cả thần trí cũng có chút mơ màng hồ đồ chương 125, sự hợp tác của nhà họ sai. Dẫu sao cố thượng là đi ở rể, ở ung gia không hề có địa vị. May mà ung tiểu ni thích anh ta, sủng ái anh ta, cố thượng muốn chăm sóc cố hạo dân ung gia cũng tính là ra tiền ra lực. Nhưng ung tiểu ni đối với cố hạo dân không quá khiêm nhường. Hai đã người kết hôn rồi, ung tiểu ni đừng nói tới đổi thành gọi cha, kể cả gọi là chú cũng không hề gọi. Lần này dẫn theo cố hạo dân đến, chẳng qua muốn chơi bài tình thân mà thôi. Giang Hải và Cố Uyển như đẩy cửa mà vào, gặp mặt Ung Tiểu Ni, mỉm cười lịch sự hỏi thăm. Sau đó Cố Uyển Như nhìn Cố Thượng, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Cố Hạo Dân. "Cậu hai, không ngờ cậu cũng đến, gần đây sức khỏe vẫn tốt chứ?" Chỉ là hỏi thăm cơ bản, Cố Hạo Dân gật đầu nhẹ tính là đáp lại. Nhưng ánh mắt của ông ta lại lộ ra thù hằn. Đứng trên góc độ của Cố Hạo Dân mà nghĩ, cố ra ngày hôm nay đi đến bước này, có thể nói nhà tan cửa nát. Cố Uyển như có trách nhiệm không thể chối đẩy. Đương nhiên là cố Uyển như không cảm thấy bản thân có chỗ nào làm không đúng, mà Giang Hải càng cho rằng cố ra là gieo gió gặt bão. Cô sai, không biết hôm nay đến tập toàn Uyển như là việc công hay việc tư. Là việc công cũng là việc tư, ung tiểu ni mỉm cười, đôi mắt híp lại, gần như muốn giấu vào đường thịt ngang núi non chập trùng trong khuôn mặt muốn tìm mà tìm không thấy được. Lúc này, sắc mặt cố thượng vô cùng khó coi, dè dặt chăm chú nhìn ung tiểu ni. Mặc dù cố gia vốn là gia đình giàu có, nhưng so sánh với ung gia ở thành phố Giang Thanh thì có lẽ trệnh lệnh không chỉ là một ít, cố thượng cũng được tính cưới vào hào môn. Thật sự ứng với câu nói đó, bước vào hào môn sâu như biển. Cố thượng vốn còn nghĩ sau khi kết hôn rồi ở ung gia có thể có chút địa vị, không ngờ rằng, ngoại trừ khi trên giường thì được ở trên, còn khi khác luôn luôn bị ung gia chèn ép. Bây giờ, ngay cả tiền thuốc men của cố hạo dân đều phải chia tay thấp kém mà đòi. Thỉnh thoảng, ung tiểu ni còn nể nang một tí. Anh ta xuất thân là cậu chủ của cố gia, vậy mà phải chịu thấp kém nhường này, có chút không chịu nổi cục tức này. Nhưng lúc này, cố thượng không có lựa chọn, hai cha con họ có thể nói là hai bàn tay trắng. Ung tiểu ni ung dung thản nhiên, xoay đầu dùng mắt ra hiệu cho cố thượng. Cố thượng lập tức cùng cười nói, uyển như, Bây giờ em đang sống hạnh phúc thế này thật làm người ta cảm thấy vui vẻ an tâm. Sau đó lại nhìn Giang Hải, yếu ớt gọi một tiếng em rể. Giang Hải không có biểu hiện, mặt lạnh không hồi đáp. Thần sắc Cố Uyển như có chút động, cũng nhìn Giang Hải, cảm thấy hạnh phúc. Cố Thượng tranh thủ thời cơ, mỉm cười nói, nói đến đây thì thật có lỗi, khi anh và Thái Vân kết hôn vì sợ em bận không có thời gian nên cũng không mời em tới tham gia cố huyền như chậm rãi nói với thúy họa đi giúp tôi chuẩn bị bao lì xì cho nhiều tiền vào cái này là chuẩn bị theo phần tiền quà mừng suy cho cùng hai người cũng là có quan hệ anh em họ nhưng mà một bao lì xì có thể chứa bao nhiêu tiền ung tiểu ni cười cái đó không cần đâu chúng ta đều là người một nhà không cần khách sáo ung tiểu ni dẫn cha con cố thượng cùng đến là đang đánh vào tình thân cố huyền như quả thật không thể đuổi người đi được nhìn thời gian không còn sớm nữa, dự tính đặt nhà hàng để tiếp đãi khách, cũng coi như là làm hết sức mình. Chẳng qua, ông Tiểu Ni lại vội nói chính sự. Cô ta đến không phải để nói chuyện thân tình. Không cần phiền phức vậy, chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Cái gì? Hợp tác? Cố huyền như sướng sờ, giọng điệu này chuyển biến có chút nhanh. Lúc trước ung ra làm đủ loại làm khó dễ, mánh khóe khác nhau. Bây giờ, Tập đoàn Uyển Như tự xây dựng kênh phân phối, với lượng vốn khổng lồ đã đập xuống. Thời điểm này nói chuyện hợp tác, đúng là quá khôi hài. Cô nhìn xem, chúng ta đã là người thân rồi, đương nhiên cả nhà cùng nhau kiếm tiền. Ung Tiểu Ni nói, bên tôi có kênh phân phối hoàn thiện nhất tỉnh, bên cô có sản phẩm chất lượng cao giá thành thấp, chúng ta mà hợp tác khá không phải cả hai đều có lợi. Cô Uyển Như vốn định quả đoán từ chối, Giang Hải cười hỏi, vậy xin hỏi, cô muốn hợp tác thế nào? Ung Tiểu Ni nói, tôi muốn độc quyền tiêu thụ tất cả mọi sản phẩm của tập đoàn Uyển Như. Cố Uyển Như cười, thật không hiểu nổi, ung gia lấy tự tin ở đâu ra? Cái này là không thể. Ung Tiểu Ni lại không hề vội vàng, lại nói, Uyển Như, cô đừng vội từ chối. Nếu như ung gia chỉ muốn 10% lợi nhuận hoặc là thấp hơn thì cô nghĩ sao? Tập đoàn Uyển Như lấy 90% lợi nhuận của kênh phân phối, mà còn tiền phân phối không cần tốn một đồng chi phí phòng họp lập tức rơi vào im lặng, cái này quả là miếng bánh từ trên rất xuống. Ung gia làm như vậy, chính là đang làm áo cưới cho tập đoàn Uyển Như. Nhưng chuyện này có đơn giản như vậy không? 90% lợi nhuận đều cho tập đoàn Uyển Như, thật sao? Sắc mặt của Uyển Như trở nên nghiêm túc. Chuyện này đối với tập đoàn Uyển Như mà nói là đại sự. Đương nhiên là thật, Ung Tiểu Ni tự tin dựng thẳng bộ ngực to mập. Giang Hải cười khẩy, cố thượng thật là có phúc, Người phụ nữ này, nằm xuống một cái đã như là ghế sofa, mềm mại, nằm lên đó chỉ sợ mắc kẹt trong khe thịt. Có thể, chi tiết hợp tác tôi sẽ cho người bàn bạc với mọi người. Hiểu rõ đối phương đang lừa mình, Cố Uyển Như vẫn đồng ý. Ung Tiểu Ni rất hài lòng với câu trả lời của Cố Uyển Như, vừa cười vừa nói, đã như vậy, chúng ta ký trước một hợp đồng ngắn hạn đi, nửa năm cũng để tập đoàn Uyển Như thấy được thực lực của nhà họ Sai nghe đến thời hạn, Giang Hải lập tức nhíu mày lại. Thì ra là hợp tác như thế này, ung tiểu ni, có phải nghĩ tập đoàn uyển như quá ngu rồi không? Nhìn như là một việc trăm lợi vô hại. Thực ra, ung ra đang đào một cái hố lớn cho tập đoàn uyển như. Chuyển nhượng thương mại độc quyền cho nhà họ sai, như vậy những kênh phân phối trước kia mà tập đoàn uyển như tự xây dựng tất nhiên là vô ích, cũng là lãng phí tiền. Nếu như nửa năm sau ung ra không gia hạn hợp đồng, nâng cao yêu cầu thì sao? Ung tiểu ni này, thật sự là đã đáng giá thấp cô ta rồi. Đương nhiên là cố huyền như cũng hiểu ra, đến lúc này cũng đủ thấy rõ giá tâm của ung tiểu ni. Chẳng qua là mượn danh nghĩa hợp tác, muốn đánh đổ tập đoàn huyền như cuối cùng đạt được mục đích nuốt chừng nó mới là thật. Cũng không sợ no chết. Cố huyền như nói, tôi nghĩ lại rồi, hay là thôi đi, tập đoàn huyền như hoàn toàn có năng lực tự mình xây dựng kênh bán hàng riêng. Không phiền cô xài bận tâm nữa cố thượng có chút nôn nóng nói chen vào uyển như chúng ta là người một nhà cái này đối với tập đoàn uyển như cũng không có tổn thất cố hạo dân ngồi nghiêng trên xe lăn gần như không giấu được ánh mắt tà ác theo sau mơ hồ nói uyển như cậu là người nhìn thấy con trưởng thành hợp tác cùng ung ra đi cũng phải nể tình cậu chút chứ phải biết là không có chúng ta thu xếp con cũng không có thể gả cho tiểu giang không nhắc đến cái này còn tốt nhắc đến làm cố uyển như còn căm phẫn hơn Mặc dù bây giờ cô và Giang Hải cảm tình ngày càng nồng nhiệt, nhưng điều này không có nghĩa là không tính toán việc trước kia họ tự chọn người ở rể cho mình. Gả cho Giang Hải chẳng qua là đánh bừa mà chúng mà thôi. Anh im cố ra, còn có người tốt. Cố huyền như mặt tái nhợt kéo cánh tay của Giang Hải ôm vào trong lòng rất hạnh phúc nói, tôi và Giang Hải rất hạnh phúc, nhưng không cần cảm kích ai cả. Cái này là do mệnh của con tốt. Ngược lại tôi hận các người. Dùng cha mẹ của tôi uy hiếp tôi, đây là việc mà một con người nên làm sao ông trời đang luôn nhìn gieo nhân nào gặp quả nấy nếu không phải có một nắm cơm thiêu của cố uyển như cũng không có giang hải của ngày hôm nay nhân quả của tất cả mọi thứ đều không liên quan đến cố gia cố thượng nổi giận nói uyển như cô dám nói chuyện với cha tôi như thế hả nói thế nào ông ấy cũng là cậu ruột của cô Già mà không nên nết thì chẳng khác nào kẻ dở hơi giang hải lạnh đạm nói chúng tôi nói chuyện với người như thế chẳng lẽ còn cần dùng kính ngữ sao cố thượng nghe vậy lại càng thêm nổi giận lạnh lùng nói họ giang kia mày là đến ở rể nhà cố uyển như ở chỗ này không có chỗ cho mày nói chuyện mũi của ung tiểu ni tức muốn lệch đi không ngờ chỉ mấy câu nói không hợp ý đã làm cho bầu không khí biết thành thế này ung gia chỉ có một đứa con gái là ung tiểu ni từ nhỏ đã bị ung gia bồi dưỡng làm kinh doanh khi kinh doanh, hòa khí sinh tài. Khi đàm phán làm ăn, cho dù nổi lên lòng giết người cũng không thể trở mặt. Một khi trở mặt, không còn có chỗ để có thể lương thượng nữa. Ở điểm này ung tiểu ni biết rõ ràng hơn bất kỳ ai. Trong lòng bực mình thất vọng với bản thân, sao lại chọn chúng đồ vô dụng như cố thượng cơ chứ? Lần này đến là ung gia muốn hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Lời nói mạnh mẽ có thể tìm lại được một ít thể diện, nhưng vấn đề hợp tác lại không có khả năng nữa. Cố thượng đúng là đồ ngốc, làm sao anh ta có thể nhìn thấu được bước đi này của ung tiểu ni? Chỉ cần tập đoàn Uyển Như đồng ý những quyền tiêu thụ cho nhà họ xài, không đến nửa năm thì có thể cản trở tập đoàn Uyển Như. Sau nửa năm ung ra sẽ bắt chẹt được một loạt các kênh buôn bán của tập đoàn Uyển Như, không có nhà họ xài, tập đoàn Uyển Như một món hàng cũng đừng mong bán được. Việc này đối với một tập đoàn lớn mà nói là vô cùng khủng bố. Đến lúc đó, nhẹ thì mua cổ phần kênh bán hàng chiếm phần lớn cổ phần, nặng thì để tập đoàn Uyển Như chịu thiệt hại nặng rồi quay ngược lại cần xin ung ra thu mua tập đoàn Uyển Như, cũng có khả năng này. Nhưng chỉ với mấy câu nói của cố thượng, làm cho bầu không khí vốn miễn cưỡng hòa thuận biến thành gương tuốt vỏ, nỏ dương dây. Chát! Ngay trước mặt tất cả mọi người, ung tiểu ni vung tay tát cho cố thượng một bà tai. Tôi bảo anh nói chuyện rồi sao? Cô cố, cố, thực sự ngại quá, cố thượng nói chuyện vì tiện anh ta không đại diện cho nhà họ sai. tiểu vân nhìn con của mình bị đánh cố hạo dân toàn thân run rẩy kích động đến muốn đứng dậy im lặng không có ung da của tôi sợ rằng tiền thuốc men của ông cũng không có đâu đồ ăn hại chẳng được cái việc gì chỉ biết phá hoại cố thượng bưng mặt anh ta không ngờ ung tiểu ni lại đánh mình thái vân em em lại dám đánh anh cố thượng vô cùng giận dữ quãng thời gian này chịu đựng tất cả áp bức và lăng nhục cùng nhau bùng bổ ung tiểu ni không có sắc đẹp quốc sắc thiên hương cố thượng cưới cô ta còn không phải là vì gia sản của ung ra sao hy vọng có một ngày chiếm lấy nó anh ta làm sao biết được ở rể nhà người khác lại không hề dễ dàng như vậy đối với ung ra mà nói chẳng qua là nuôi một con chó với lại ung tiểu ni cũng không phải là người phụ nữ trong sạch chỉ là thích cố thượng nhất trong rất nhiều đàn ông mà thôi Giang Hải cũng là ở rể, trái lại thắng được trái tim của Cố Uyển Như, ngay cả tất cả cổ phần của tập đoàn Uyển Như cũng là của một mình Cố Uyển Như. Cố Thượng cho rằng bản thân cũng có thể. Không có so sánh thì không có tổn thương, Cố Thượng điên rồi, tưởng như muốn mất lý trí. Đánh anh là còn nhẹ đó, Ung Tiểu Ni bực bội. Trong kinh doanh, Ung Tiểu Ni không cần đến Cố Thượng giúp đỡ. Lần này đưa cha con họ đến, chính là muốn dùng tình thân làm bàn đạp mà thôi không ngờ, chính họ lại làm hỏng việc. Về thành phố Giang Thanh, anh ngoan ngoãn chút cho tôi, nếu không tiền thuốc men của cha anh tự bản thân đi làm việc mà kiếm. Ung gia không nuôi người nhàn rỗi, càng không nuôi người tàn tật sống dở chết dở. Cố thượng nóng nảy, đôi mắt đều đỏ lên. Ngay trước mặt người ngoài lại bị vợ của mình đánh, vô cùng nhục nhã, tôn nghiêm của đàn ông vỡ tan tành. Anh ta rất tức giận hốc mắt như sắp vỡ ra, chừng mắt nhìn ung tiểu ni. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 125.